Chương 1368, đến đúng thời điểm. Quản Nhất Minh biết lời này là nói dối, chợt nói. Nếu ông em cổ nói như vậy, tôi đây cũng nói thẳng, cảnh sát hình sự tỉnh đội Vương Triều ông đã nghe qua chưa? Đương nhiên, nghe nói là quân chủ lực trong việc phá án và bắt giam thảm án 88 với Diệp Phàm. Nói là một cánh tay của Diệp Phàm cũng không phải là quá. Cổ Hoài cười nói. Ha ha. Quản Nhất Minh cười cười, còn nói thêm. Cậu ta bây giờ là trung đoàn trưởng đội cảnh sát hình sự, còn không phải, chính. Quản Nhất Minh nhấn mạnh chữ chính, Cổ Hoài vừa nghe liền hiểu rõ, chẳng qua ông ta muốn tạo chút phiền phức trong lúc đồng chí Vương Triều thăng chức chính thức. Tuy nhiên, Cổ Hoài lại không có xung đột gì với Vương Triều. Không có quan hệ ghê gớm gì đó, Cổ Hoài đương nhiên không muốn bỏ công uổng phí. Tuy nhiên, Quản Nhất Minh đã nêu ra như thế. Xem ra, Quản Nhất Minh có gì gút mắc với đồng chí Vương Triều. Cổ Hoài vừa nghĩ liền hiểu rõ, phỏng chừng là Vương Triều điều tra tập đoàn Dương Điền của Quản Nhất Minh. Tập đoàn Dương Điền ở mảnh đất Việt Đông này, ai chẳng biết chính là do đồng chí Quản Nhất Minh bao che. Ha ha, bí thư quản, Vương Triều chính là người xen vào. Người ta đề cử đi lên, ông bảo tôi sao có thể không biết xấu hổ mà kéo xuống. Tuy nói ngành công an có hai phương diện quản lý, việc này, là chuyện phân công nội bộ của người ta, có phải là không tiện xử lý không? Hơn nữa, Trần Bố Hòa bên kia có chút không dễ làm, thứ hai, nếu Vương Triều là sở công an tỉnh đề cử. Chứng tỏ đã trưng cầu qua ý kiến của đồng chí bí thư đảng ủy công an tỉnh Dương Chí Viễn. Chức trung đoàn trưởng đội cảnh sát hình sự không phải là nhỏ. Liên quan đến vấn đề an ninh của dân chúng toàn tỉnh. Bí thư Dương cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cổ Hoài kỳ thật cố tình lên giá, cố ý đem Dương Chí Viễn ra để áp chế Quản Nhất Minh. Ha ha, nghe nói đồng chí Trương Lâm Hoa từ tránh văn phòng điều sang phòng cán bộ 1. Về sau, chắc hẳn một trưởng ban như ông cũng khó có thể nhúng tay vào phòng cán bộ 1. Quản Nhất Minh dĩ nhiên không phải đèn cạn lên dầu, lập tức đem Trương Lâm Hoa ra khiêu khích Cổ Hoài một chút. Đồng chí Trương Lâm Hoa làm tốt lắm đại hội thi đấu thuyền rồng, hơn nữa việc sắp xếp chuyển quân làm cũng rất xuất sắc, điều chỉnh công tác đương nhiên là bình thường. Bằng không, cấp trên mà hỏi chẳng thể nào trả lời nổi. Cổ Hoài thản nhiên nói, trong lòng suýt chút nữa nghiến răng. Liếc mắt nhìn Quản Nhất Minh một cái nói. Đương nhiên, tuy nói hệ thống công an là hai phương diện quản lý, phải bổ nhiệm một chức vụ cấp cục lớn như vậy, chắc chắn phải có sự nhất trí ý kiến giữa ban tổ chức và công an mới được. Đồng chí Vương Triều tuy nói ở thảm án 88 có chút biểu hiện xuất sắc nhưng đồng chí Vương Triều làm phó cục trưởng tới nay còn chưa đến 2 năm thời gian. Quản Nhất Minh biết, Cổ Hoài đồng ý việc áp chế Vương Triều. Chợt cười nói, kỳ thật, vấn đề Trương Lâm Hoa cũng không nhẹ à. Lần này tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rất coi trọng vấn đề điều động cán bộ tạm giữ chức chi viện Tây Tạng và Tân Cương. Đến lúc đó, nếu lộ ra cái gì, đó là phải mất mũ. Không biết cấp trên có ý tứ gì? Cổ Hoài hỏi. Ha ha. Quản Nhất Minh chỉ cười không đáp, Cổ Hoài hận tới mức nghiến răng. Nghe nói đối với vấn đề chi viện Tây Tạng và Tân Cương Triệu Sương Sơn còn mở cuộc họp hội ý bí thư. Quản Nhất Minh là phó bí thư, đương nhiên biết nội dung hội nghị, Cổ Hoài vẫn chưa biết, đương nhiên muốn nghe được một chút điều gì đó. Hiệu suất làm việc Cổ Hoài rất cao, ngày hôm sau liền mở cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương. Đầu tiên là thảo luận vài vấn đề bố trí chức vị cấp phó giám đốc sở. Cũng là không gây ra sóng gió gì, Diệp Phàm cũng theo dòng lớn, không phát biểu ý kiến. Kỳ thật việc này cấp trên đã sớm định đoạt xong, ban tổ chức cán bộ chỉ lướt qua để tô điểm thêm thôi. Những ủy viên của các bộ và ủy ban trung ương ngồi ở đây không phải là đồ ngốc, toàn bộ đều hiểu. Đơn giản, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giơ tay thôi. Hội nghị trung ương nghỉ ngơi 15 phút. Mọi người một lần nữa trở lại phòng họp. Đồng chí Nhất Hưng, phòng cán bộ 2 có chuyện gì anh trực tiếp nói cho mọi người, tiếp theo chính là bàn về việc phân công công việc quản lý phòng cán bộ 2. Cổ Hoài liếc mắt nhìn phó trưởng ban Lôi Nhất Hưng phân công quản lý phòng cán bộ 2 một cái, thản nhiên nói. Lôi Nhất Hưng vốn được phân công quản lý phòng cán bộ 1 và 2, phòng cán bộ 1 bị Cổ Hoài cứng rắn tách ra. Trong lòng đương nhiên nổi khùng. Vốn cho rằng Diệp Phàm sẽ làm hỏng đại hội thi đấu thuyền rồng và chuyện bố trí chuyển quân, có lẽ phòng cán bộ 1 còn có thể trở về tay mình. Ừ, không ngờ hai sự kiện này, người ta không theo lẽ thường ra bài.
đều giải quyết xong hết. Và, giải quyết được tương đối tốt đẹp. Đại hội thi đấu thuyền rồng được Lão Phượng Bắc Kinh tán thành, mà bố trí chuyển quân được Bí thư Tỉnh ủy Triệu Sương Sơn khen ngợi. Mà Đồ Hay Sinh sự tướng quân Trần Tiến Bình không ngờ không gây rối gì còn được bố trí vị trí cấp giám đốc sở rất tốt. Tê ngay cả lãnh đạo quân khu Việt Châu còn tỏ vẻ cảm ơn đồng chí Diệp Phàm để tâm đến việc bố trí chuyển quân. Điều này khiến nguyện vọng của đồng chí Lôi Nhất Hưng thất bại, trong lòng đương nhiên hận nghiến răng. Lần này chủ yếu là muốn mời các vị ủy viên bàn về việc bổ nhiệm vài người quan trọng cấp cục cùng cán bộ cấp phó giám đốc sở, Lôi Nhất Hưng vừa nói như vậy, lỗ tai Diệp Phàm liền dựng lên. Bởi vì vấn đề chuyển chính thức của Vương Triều, sẽ nằm trong tay Lôi Nhất Hưng. Phòng cán bộ 2 làm gì? Phụ trách khảo sát cơ quan tỉnh ủy, cơ quan chính phủ, đoàn thể quần chúng cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan, lãnh đạo cán bộ, đề xuất điều chỉnh trang bị bộ máy, bổ nhiệm chức vụ cán bộ và đề nghị miễn nhiệm, gánh vác việc bổ nhiệm thành viên bộ máy lãnh đạo cấp tỉnh và báo cáo cụ thể công việc miễn nhiệm, tham dự công tác tuyển cử nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, mặt trận tổ quốc tỉnh, ủy ban kỷ luật tỉnh, phụ trách xét duyệt bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cục phó cơ quan cấp tỉnh. Hiệp trợ trung ương và các bộ môn liên quan cơ quan nhà nước, quản lý hai phương diện cấp sở, tiến hành khảo sát thành viên bộ máy lãnh đạo đơn vị cục và đề xuất điều chỉnh. Lúc trước vài chức phó giám đốc sở lãnh đạo tỉnh ủy sớm đã định rồi. Các bộ và ủy ban trung ương sẽ chỉ đi ngang qua sân khấu giả vờ giả vịt thôi. Trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng chẳng đề xuất cái gì mới. Cuối cùng, Lôi Nhất Hưng liếc mắt quét toàn hội trường một cái, nói. Chính là chiếc di chống trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự công an tỉnh. Trước kia vẫn là đồng chí Vương Triều điều từ Ngư Đồng tới giữ quyền trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự. Đồng chí Vương Triều do Bộ Công an đưa xuống thành phố Ngư Đồng, ở Ngư Đồng thời gian một năm. Lúc ấy là chức vụ cấp phó cục, sau đó giám đốc sở Trần Bố Hòa yêu cầu điều Vương Triều tới sở công an tỉnh. Cho nên, hiện tại giữ quyền trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự. Mà Đảng ủy Công an và Sở Công an tỉnh đề cử đồng chí Vương Triều là người được chọn làm trung đoàn trưởng phụ trách cảnh sát hình sự. Chỉ có điều là đơn tuyển, không có hai người hay ba người tuyển. Mọi người bàn luận đi, về vấn đề chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự Sở Công tỉnh. Cổ Hoài liếc mắt qua mọi người một cái, thản nhiên nói. Đúng lúc này thư ký Cổ Hoài là Trần Hoa lặng lẽ vào. Đến bên Cổ Hoài nói vài câu vào trong tai. Vừa lúc, bí thư quản tới rồi. Chúng ta đi nghênh đón. Cổ Hoài chặn tay cười nói. Không lâu, quản Nhất Minh chắp tay điềm tĩnh đi lên. Cười nói. Không thể tưởng tượng được các cậu đang mở hội nghị các bộ và ủy ban trung ương, tôi sẽ không làm phiền. Hôm nay chỉ tiện thể xuống dưới một chút, có việc nhỏ phải cần phải giao phó. Sao có thể nói như vậy bí thư quản, ngài là lãnh đạo trực tiếp của ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Vừa đúng lúc. Toàn thể ủy viên chúng tôi cũng muốn nghe chỉ thị của ngài. Lúc này, Phó trưởng Ban Phượng Quốc Hưng cười nói. Bí thư quản, ông không phải có việc muốn giải thích, cứ nói đi. Cổ Hoài gật gật đầu. Tôi đây mà từ chối thì bất kính, ngồi một bên nghe vậy, ha ha. Quản Nhất Minh cười nói, tuy nhiên, quả thực bị Cổ Hoài mời tới bàn lãnh đạo ngồi rồi. Phượng Quốc Hưng và Cổ Hoài đều dịch vị trí sang bên, Quản Nhất Minh cũng oai phong ngồi xuống. Cùng ngồi các vị lãnh đạo để dự thính. Vừa rồi nói đến đâu? Cổ Hoài cố ý liếc mắt nhìn mọi người một cái hỏi. Trưởng ban, ngài vừa nói đến chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự công an tỉnh. Lúc này, phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy kiêm giám đốc nhân sự sở TT ỉnh, đứng thứ tư trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đồng chí Vệ Điền Dung mở miệng nói. Diệp Phàm trong lòng dùng mình, liếc mắt nhìn lão Vệ Điền Dung một cái, nghĩ phó trưởng ban vệ này. Chắc hẳn chính là một trong những đồng minh của Cổ Hoài. Đúng đúng đúng, người tuổi tác lớn còn có chút hồ đồ. Cổ Hoài cười ha hả. Mọi người bàn luận đi. Sau khi nói xong nhìn đồng chí phó trưởng ban đứng thứ ba Triệu Thụ Đường. Bởi vì, các bộ và ủy ban trung ương nghị sự cũng phát biểu căn cứ theo xếp hạng trong nội bộ đảng. Như Diệp Phàm tuy muốn là đầu tàu gương mẫu tạo sức mạnh cho Vương Triều, nhưng, lại xếp hạng thấp nhất trong đảng. Chỉ có thể chờ các đồng chí khác nói xong hắn mới có thể lên tiếng. Bình thường như hắn, ủy viên xếp hạng thấp nhất lên tiếng phân lượng cũng không nặng lắm. Diệp Phàm lên tiếng xong thì Phượng Quốc Hưng, trưởng ban thường vụ đứng thứ hai mới có thể lên tiếng, cuối cùng đến lượt Cổ Hoài lên tiếng tổng kết. Đương nhiên,
có cả một vòng lên tiếng trước sau rõ ràng. Nếu khá loạn, ý kiến mọi người không thể thống nhất, vậy sẽ triển khai biện luận. Lúc này, ánh mắt trưởng ban chính là trong chóng đo chiều gió, tình huống như vậy thường rất ít xuất hiện. Kỳ thật, một chức vụ cấp cục trưởng với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không là cái gì. Thông thường mà nói Lôi Nhất Hưng có thể giải quyết được rồi. Nếu Lôi Nhất Hưng có đề nghị gì mới, bình thường đều thông qua trong cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương. Đương nhiên, nếu là chức vị cấp giám đốc sở thì lại khác, nhưng Lôi Nhất Hưng cố ý đưa ra tài liệu liên quan tới Vương Triều, mà cũng không phát biểu ý kiến gì. Cái này làm cho mọi người cần bàn luận nhiều hơn nữa. Lôi Nhất Hưng rõ ràng là không vừa ý Vương Triều, hoặc là, lão già này muốn tọa sơn xem hổ đấu. Ban tổ chức cán bộ đều biết rằng Vương Triều từng là cánh tay của Diệp Phàm. Cho nên, bàn luận chuyện Vương Triều có vẻ gì đó quái dị. Đồng chí Vương Triều gần đây rất nổi tiếng, đặc biệt thảm án 88, trong chỉ thị của Thủ tướng cũng là một trong những ứng cử viên được ca ngợi. Người đứng thứ ba Triệu Thụ Đường cùng họ với Triệu Sương Sơn hoặc là có quan hệ gì đó. Mở miệng liền khen ngợi Vương Triều. Gần đây, Triệu Sương Sơn đối với Diệp Phàm càng thêm tín nhiệm. Cũng khiến cho Triệu Thụ Đường có cách nghĩ gì đó. Trước kia chỉ là xem chừng, hiện tại thái độ càng cởi mở thêm một chút. Đã biết Vương Triều là người của Diệp Phàm. Hơn nữa, Vương Triều lại điều tra tập đoàn Dương Điền quản phi cháu quản Nhất Minh. Đương nhiên, đồng chí Triệu Thụ Đường phải thêm một chút lửa. Quả nhiên, Triệu Thụ Đường vừa nói xong, lông mi quản Nhất Minh khẽ giật. Tuy nhiên, cũng không mở miệng, mà vẻ mặt Cổ Hoài vẫn bình tĩnh ngồi, giống một pho tượng bùn Bồ Tát trong miếu. Hơn nữa vẻ mặt còn lộ vẻ thản nhiên mỉm cười. Đương nhiên, quản Nhất Minh đột nhiên tới, cũng khiến các ủy viên các bộ và ủy ban trung ương suy nghĩ rất nhiều. Hình như có mùi gì đó, đồng chí quản Nhất Minh đến chẳng lẽ để xử lý chuyện Vương Triều, không thể không khiến người ta phải suy nghĩ. Chương 1369, Phật tận kỳ dụng, người tận kỳ tài. Thảm án 88 những đồng chí có công tương đối nhiều, nghe nói có mười mấy người. Đồng chí Vương Triều cũng chỉ là một trong những người đó cũng bình thường thôi. Hơn nữa, phá án và bắt giam thảm án 88 cũng là chuyện nội bộ trong phân cục. Quan trọng nhất chính là, đồng chí Vương Triều tạm giữ chức mới hơn một năm thời gian, vừa mới được lên cấp cục phó. Việc này, có phải có chút hơi vội vàng? Vệ Điền Dung quả nhiên mở miệng, dùng thời gian để gây khó dễ cho Vương Triều. Đồng chí Nhất Hưng, anh nói một chút đi. Cổ Hoài thấy Lôi Nhất Hưng mãi vẫn không lên tiếng, nhắc nhở riêng một chút. Tôi không có ý kiến gì. Lôi Nhất Hưng đáp có vẻ hơi khó hiểu, không có ý kiến gì. Rốt cuộc là anh ta đồng ý với đồng chí Triệu Thụ Đường hay là đồng chí Vệ Điền Dung? Đây là người ba phải điển hình. Cổ Hoài cảm thấy có chút không ngờ, theo lý thuyết Lôi Nhất Hưng bị Diệp Phàm cướp đi phòng cán bộ một, hẳn anh ta phải kiên quyết phản đối Vương Triều lên chức. Lôi Nhất Hưng biểu hiện quỷ dị, cũng khiến trong lòng Cổ Hoài sinh cảnh giác. Vâng, tôi cũng hiểu được thời gian có chút vội vàng. Tuy nói chỉ là một chức vị cấp cục trưởng, nhưng chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự sở công an tỉnh không phải là nhỏ, chức vị cục trưởng này không thể so với cấp bình thường. Nó có quan hệ đến an toàn của mấy ngàn vạn người tỉnh Việt Đông chúng ta, qua loa không được. Chức vị như vậy, cần một người kinh nghiệm phong phú, người có phong độ đại tướng nắm quyền mới được. Bằng không, nếu một khi bổ nhiệm và miễn nhiệm xảy ra vấn đề, lương tâm các đồng chí chúng ta ngồi ở đây đều bất an. Trang Thành Phong người đứng vị trí thứ 6 mở miệng nói, vẻ mặt thằng nhãi này có vẻ nghiêm túc, từng câu từng chữ đều hừ ra từ khoang mũi. Người này được phân công quản lý phòng cán bộ 3, đối với việc phân công đồng chí Diệp Phàm quản lý phòng cán bộ 1 vốn trong lòng có chút không vừa ý. Cho rằng công tác của hắn cũng sấp xỉ mình, giờ có thể nắm được chút gì đó, đương nhiên phải mở miệng ngay. Hơn nữa, có phó bí thư quản ngồi trấn thủ, rõ ràng muốn bắt chẹt Diệp Phàm. Giờ phút này không thể hiện thêm một chút nào và lúc nào. Tống Lê Thụ người ngồi vị trí thứ 7, một phụ nữ trung niên cắt tóc ngắn, phân công quản lý chung cán bộ. Uống hết ngụm trà nói. Tôi là phân công quản lý xí nghiệp, đối với hệ thống không quen thuộc. Nên theo người bên ngoài, nói một chút quan điểm về việc này được không? Đồng chí Vương Triều từ trên bộ xuống tạm giữ chức, nên đồng chí này có thể ở Việt Đông này bao lâu, không ai có thể rõ. Chức vị trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự sở cảnh sát tỉnh quá quan trọng, nếu thay đổi người cưỡi ngựa xem hoa, lãnh đạo không xong, cán bộ cấp dưới đương nhiên cũng sẽ không an tâm,
nếu cứ như vậy, chắc chắn sẽ làm việc sai lầm. Tống Lệ Thu nói đến đây, liếc xéo Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Tuy nhiên, đồng chí Vương Triều thể hiện ở thảm án 88 chúng ta không thể bỏ qua, điều này chúng ta vẫn phải thừa nhận. Người ở vị trí thứ 8 Phó trưởng Ban Yến Đồng là một trong ba cán bộ cấp Phó Giám đốc Sở, phân công quản lý phòng cán bộ 5. Một người trung niên, nhìn qua rất nho nhã, giống nho sinh cổ đại. Anh ta phủi phủi khói bụi trên tay, nói. Như vài vị ủy viên lúc trước đã nói qua, đồng chí Vương Triều lên chức có chút không thích hợp. Thời gian tạm giữ chức quá ngắn, kinh nghiệm có vẻ không đủ. Hơn nữa, lúc trước xử lý sự kiện Sơn Trang Đông Pha, gây ra nhiễu loạn lớn, làm cán bộ tỉnh ủy sợ tới mức vào bệnh viện an dưỡng nửa năm. Đồng chí không biết nặng nhẹ như vậy làm sao có thể phụ trách sự an toàn của cả tỉnh. Tỉnh thành có bao nhiêu cán bộ lão thành, có bao nhiêu cán bộ cấp tỉnh bộ. Nếu đồng chí Vương Triều lại đưa chúng ta vào một cái sọt, chẳng lẽ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng ta còn phải chùi đít cho cậu ta? Yến Đồng này tuy có bộ dáng nho sinh, nhưng nói ra lời nói chẳng nho sinh chút nào. Diệp Phàm thật sự không kìm nổi, quyết chen ngang lời của Yến Đồng, lên tiếng nói. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, chuyện Sơn Trang Đông Pha tôi rõ nhất. Việc này đã điều tra xong, không thể trách đồng chí Vương Triều. Cảnh sát phá án, luôn gặp vấn đề như vậy, chẳng lẽ vì sợ phức tạp mà không chịu phá án? Thảm án 88 kia chỉ sợ cả trăm năm đều phá không được. Đến lúc thủ tướng phê bình lên, không riêng gì sợ bị phạt, ngay cả tỉnh Việt Đông cũng chạy không thoát. Đối với dân chúng ngư đồng mà nói, cả ngày sống trong hoang mang, còn có thể nào an cư lạc nghiệp không? Sau khi thảm án 88 phá xong, không cần nói gì khác. Chính là ngành bất động sản ngư đồng liền lập tức khôi phục như bình thường. Đối với công trạng phá án và bắt giam trong thảm án 88 lớn như vậy mà nói, chính là có một vài người không bao giờ hiểu lại cho thành cái gì. Người ta nói, làm việc lớn không cần câu nệ tiểu tiết. Nếu chúng ta chỗ nào cũng cẩn thận thế thì chẳng cần làm gì nữa à? Tỷ như ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà nói, nếu sợ này sợ kia, cán bộ cũng không dám bổ nhiệm và miễn nhiệm, như vậy thành ra cái gì? Các vị ủy viên, tôi hy vọng mọi người nhìn vào ưu điểm có đúng không nào? Tin rằng mọi người cũng có thể nhìn thấy, đồng chí nào làm việc gì, đồng chí nào không làm việc, thiện hạ này gọi là gì? Cho nên, tôi cảm thấy, mặc kệ là nói theo mặt nào, đồng chí Vương Triều là thích hợp nhất đảm nhiệm chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự. Hơn nữa, đồng chí Vương Triều cũng 30 mấy tuổi, lại ở bộ đã vài năm. Chuyện lớn nào chưa thấy qua, muốn nói đến kinh nghiệm, sở công an tỉnh có mấy đồng chí trẻ tuổi có thể sánh bằng anh ta. Theo tuổi mà nói, đầu 30 tuổi lên chức cục trưởng, vẫn rất thích hợp, không hề vi phạm quy định. Theo thời gian tạm giữ chức mà nói, đồng chí Vương Triều đã thể hiện thái độ muốn cắm rễ ở Việt Đông làm vài năm. Chúng ta vì sao không để cho một đồng chí ưu tú như vậy có một cơ hội chứ? Chẳng lẽ thủ tướng ca ngợi là sai lầm rồi? Người có công không thể lên chức, người không có công lại có thể lên chức sao? Diệp Phàm vừa phản bác vài vị ủy viên, vừa đường đường chính chính nói lên ý của mình. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có hiểu chút quy củ không? Yến Đồng tức giận đến môi cũng run lên, chỉ đích danh Diệp Phàm tự dưng phá lời của anh ta. Việc này tôi xin lỗi anh, tuy nhiên, tôi thật sự không kìm nổi. Diệp Phàm tỏ vẻ thành khẩn một chút. Đồng chí Diệp Phàm, cậu vừa rồi nói người không công có thể lên chức, chúng ta hiện tại cũng không đề xuất ứng cử viên khác. Cậu như thế nào biết cảnh sát khác không có công đã được vinh danh? Giải thích này rất phiến diện. Chúng ta đều biết rằng, đồng chí Vương Triều từng làm việc với cậu, nhưng, cậu cũng không thể bác bỏ đề nghị của toàn bộ ủy viên ban tổ chức cán bộ chúng ta. Lý do này của cậu, thật sự có chút gượng ép. Phó trưởng ban vệ Điền Dung sờ soạng một chút, hừ giọng nói. Phiến diện, tôi không biết phiến diện ở chỗ nào. Tôi chỉ biết là, từng nghe Triệu Quát tướng quân ở quân khu Bắc Kinh nói. Thủ tướng muốn thưởng cho người có công trong thảm án 88. Chúng ta ngay cả một chức vị cấp cục trưởng cũng không cho người ta làm, còn gọi là thưởng sao? Tôi tuy nói đã từng làm việc với đồng chí Vương Triều. Nhưng, đề nghị của tôi, mỗi câu nói đều là vì quốc gia chọn lựa nhân tài, cũng không có một chút tư lợi trong đó. Diệp Phàm hừ giọng nói, quyết định liều lĩnh, cùng lão gia này chống đối một chút. Bằng không... Ai cũng lấy mình làm đá kê chân dẫm lên mãi cũng khó chịu. Đồng chí Diệp Phàm, lời này của cậu có ý gì?
Chẳng lẽ nhóm ủy viên đề xuất một chút quan điểm khác chính là vì tư lợi phá quấy hay sao? Cậu cũng quá coi thường nhóm ủy viên ngồi ở đây. Tư lợi so với đại nghĩa quốc gia, chúng ta đều lấy đại nghĩa quốc gia làm trọng. Đồng chí Vương Triều chính xác có vẻ chưa đủ kinh nghiệm, cậu nói xem, một người dày dặn kinh nghiệm mà có thể làm những chuyện lỗ mãng khiến cán bộ lão thành tỉnh ủy nằm giường bệnh nửa năm như thế sao? Phải biết rằng, chuyện này tương đối lớn, cán bộ lão thành tỉnh ủy cũng không phải một người, bọn họ là một nhóm người. Hơn nữa, đều đã từng vì việc xây dựng Việt Đông mà tận lực, là những cán bộ cao cấp. Đồng chí Vương Triều ngay cả tự tôn kính tối thiểu đều không làm được, như thế nào có thể đảm nhiệm chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự sở tỉnh lớn như vậy? Yến Đồng lạnh lùng hừ nói, người nói rõ việc vừa rồi tự dưng bị Diệp Phàm quấy rầy mặt mũi. Trưởng ban Yến, tôi không phải sớm đã nói rõ. Việc Sơn Trang Đông Pha đồng chí Vương Triều xử lý cũng không hề sai lầm, việc này, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa, lúc ấy tổ điều tra cũng đã đưa ra kết luận. Đây là kết luận chính thức, không phải quan điểm của người nào đó, anh vì sao nhất định phải lấy việc này ra nói. Không có ai là toàn vẹn, không có vàng mười. Huống chi, đồng chí Vương Triều cũng không làm gì cán bộ lão thành tỉnh ủy. Diệp Phàm hừ nói. Việc nhỏ, nếu nhóm cán bộ lão thành đều lên tiếng. Không cần nói ban tổ chức cán bộ chúng ta, ngay cả ủy viên đương nhiệm tỉnh Việt Đông đều cảm thấy phiền toái. Vệ Điền Dung nói. Ha ha. Đồng chí Vương Triều đã đảm nhiệm quyền trung đoàn trưởng hơn nửa năm, có thấy đồng chí nào đề xuất phản ánh vấn đề gì? Theo phương diện này mà nói, đồng chí Vương Triều hoàn toàn đảm nhiệm được chức vị này. Hơn nữa, Giám đốc Sở Trần Bố Hòa cùng Đảng ủy Công an Dương sẽ coi đây là trò đùa sao? Bọn họ khẳng định cũng đã suy xét kỹ, đề cử một người, chắc chắn không đơn giản như vậy. Diệp Phàm mỉm cười phản bác. Hay là tạm gác lại việc này? Qua một thời gian nữa sẽ thảo luận thế nào? Lúc này, trưởng ban Phượng Quốc Hưng đột nhiên xen vào nói. Trưởng ban Phượng, còn có thể kéo dài sao? Hơn nửa năm cảnh sát hình sự không có trung đoàn trưởng. Gần đây tỉnh thành kín đáo phê bình phương diện trị an. Yến Đồng cũng bằng bất cứ giá nào, chính là muốn làm người tích cực nhất của Cổ Hoài. Liếc mắt nhìn quản một cái, đột nhiên hỏi. Bí thư quản, ngài nói xem, đối với chuyện cán bộ lão thành, đồng chí Vương Triều xử lý như thế nào? Vốn tôi đến để dự thính thôi, nếu đồng chí Yến Đồng nói về vấn đề này. Tôi cũng xin nói vài câu, cán bộ lão thành là ai, bọn họ đều là những người có thành tích lớn ở Việt Đông này. Chúng ta không thể bởi vì bọn họ già rồi thì không coi họ ra gì. Kính dạ yêu trẻ chính là Mỹ Đức của nước Cộng Hòa chúng ta, ngay cả Mỹ Đức ấy cũng không làm được, khó có thể đảm nhiệm vị trí lớn. Huống chi, chúng ta đều già rồi. Đều phải tiến vào đội ngũ cán bộ lão thành. Bọn họ hôm nay chính là ngày mai của chúng ta, không thể làm người ta đau khổ thất vọng. Quản Nhất Minh cũng không nói ai, nhưng ai cũng nghe được ý của ông ta. Như vậy đi, nếu chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự tỉnh đã gác lại hơn nửa năm, vậy tìm ra trưởng môn nhân, việc này không thể kéo dài nữa. Cổ Hoài nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói thêm. Tuy nhiên, đối với người có công trong thảm án 88, chúng ta cũng không thể quên. Bằng không sẽ làm lạnh các đồng chí có tâm. Đồng chí Vương Triều ở Ngư Đồng là cấp cục phó, là có thể đề lên cục trưởng. Tuy nhiên, nhưng có rất nhiều các đồng chí đều cho rằng chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự không thích hợp với anh ta. Tôi thấy, không phải cục trưởng địa khu Cổ Đình Việt Đông chúng ta mới về hưu một tháng trước. Mà địa ủy Cổ Đình lại không đề cử người thượng vị, vậy đề nghị địa ủy Cổ Đình đưa đồng chí Vương Triều giới thiệu cho bọn họ. Nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng, chúng ta không thể không theo chỉ thị lãnh đạo cấp trên, cũng không thể gạt bỏ công lao đồng chí Vương Triều. Việc này coi như đã định rồi. Cổ Hoài mười phần khí phách, nói ra một câu định đoạt. Diệp Phàm miệng táp táp, cuối cùng không nói gì nữa. Biểu hiện của Diệp Phàm dĩ nhiên đều nằm trong mắt Quản Nhất Minh và Cổ Hoài, hai đồng chí này cảm thấy tương đối thích thú. Cuối cùng đã khiến tên này gặp hạn té ngã một cái mạnh. Chương 1370, Lý Bánh Mị ủy viên mặt trận Tổ quốc. Thực ra, điều làm hai bọn họ thích thú không phải là đối nghịch với Diệp Phàm, mà là Diệp Phàm đã âm thầm đại diện cho Triệu Sương Sơn nhúng tay vào ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Kỳ thực, thần thái vừa rồi của Diệp Phàm có chút khoa trương, là cố ý làm như vậy. Đúng là cấp bậc Vương Triều có cao hơn trước, hơn nữa, địa khu Cổ Đình dù là nơi xa xôi, nhưng cũng tính là điều một cấp bậc.
Hơn nữa, Diệp Phàm biết, hôm nay Quản Nhất Minh quyết tâm phải ngăn cản việc này. Lực lượng của mình trước mắt còn nhỏ, không đủ để đối kháng lại với Cổ Hoài và Quản Nhất Minh, tại sao không ngầm qua sông với Trần Thương? Nếu Quản Nhất Minh muốn chuyển Vương Triều đi, thì chính là muốn Vương Triều rời khỏi tỉnh thành. Bên này dù sao cũng vẫn còn Trương Hùng và Trần Hằng dẫn người âm thầm điều tra, còn Vương Triều cố ý thả lỏng. Có lẽ đồng chí lão quản này có thể sẽ thả lỏng chút tâm tư. Cái thứ này, một khi thả lỏng, có lẽ, dấu vết sẽ lộ ra. Cái Diệp Phàm cần chính là Quản Nhất Minh bị thắng lợi làm cho lung lạc ý nghĩ. Tuy nhiên, đối với một lão hồ ly tinh như Quản Nhất Minh mà nói, muốn làm được điều này, là tương đối khó khăn. Sau đó, Quản Nhất Minh giải thích tầm quan trọng của việc viện trợ Tân Cương, Tây Tạng, yêu cầu phải mau chóng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhiệm vụ tỉnh ủy giao phó. Nói đến cuối cùng, Quản Nhất Minh ngẩng mặt lên, chỉ thị nếu không hoàn thành được nhiệm vụ tỉnh ủy giao xuống thì sẽ như thế nào. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu rõ, đồng chí lão quản này cố ý đến tiếp đón mình. Buổi tối, Vương Triều, chuyện này khiến cậu phải oan ức một thời gian. Đợi sau này chân tướng vụ án được làm rõ, tôi sẽ tự mình đề nghị với thủ tướng điều cậu trở lại. Tôi không tin, Quản Nhất Minh và Cổ Hoài còn có thể lớn hơn thủ tướng. Nếu Quản Nhất Minh có thể vì chuyện của tập đoàn Dương Điền mà bị kéo xuống thì chúng ta đã có thể giúp Triệu Sương Sơn nhổ một cái đinh trong mắt rồi. Đến lúc đấy, Triệu Sương Sơn ắt sẽ nói cho cậu vài lời đúng không nào. Giờ cậu đành phải ngủ đông, bên ngoài phải thể hiện có chút mất mát, cố gắng mê hoặc ánh mắt của Quản Nhất Minh. Đương nhiên, địa khu cổ đình khá xa, có chuyện gì cũng nằm ngoài tầm với của tôi, nên cậu cũng phải chú ý an toàn cho bản thân, đây mới là việc quan trọng nhất. Sống được thì mới có thể làm nhiều việc được, mất mạng rồi thì cái gì cũng trở nên vô dụng. Diệp Phàm huých Vương Triều một cái, thận trọng giải thích nói. Trưởng ban Diệp, tôi nghe theo anh, không cần biết như thế nào, cũng là tăng lên một bậc. Tôi bây giờ cũng là nhân vật số một ở Cục Công an địa khu cổ đình. Ha ha, nụ cười của Vương Triều có chút miễn cưỡng, ai cũng biết cổ đình là nơi xa xôi và nghèo nhất Việt Đông này, còn nghèo hơn cả Đức Bình của tỉnh Nam Phúc. Vương Triều qua đó, ắt hẳn cũng chẳng dễ sống. Diệp Phàm biết rằng, đồng chí Cổ Hoài này cố ý làm thế, bởi vì, hai đồng chí Thái Hoa và Đặng Vân của phòng cán bộ bị mình ép Cổ Hoài đưa qua ban tổ chức cán bộ địa ủy cổ đình. Hơn nữa, đến cả một vị trí chính thức cũng chưa sờ đến được, Cổ Hoài bổ sung điều Vương Triều đi, chính là đang cảnh cáo mình đừng có quá cuồng vọng, Cổ Hoài hắn có biện pháp để chỉnh đốn lại mình. Tối ngày hôm sau, Trương Lâm Hoa vui vẻ nói. Trưởng ban Diệp được người dân Việt Đông gọi là người lương thiện lớn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Khách Đô, ông Lý Man Đầu nói muốn làm quen với anh một chút, cảm ơn sự quan tâm của trưởng ban đến những khách sạn của ông ấy. Chủ tịch nói, lần thi sát hạch sinh viên do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức này sẽ được tổ chức ở khách sạn Khách Đô Thâm Quyến. Khách sạn quyết định sẽ giảm giá. Tôi cũng muốn gặp chủ tịch Lý có thể bác bỏ phó chủ tịch tỉnh một cách trực diện, dũng khí ấy thật đáng kính nể. Diệp Phàm cười gật đầu. Thật ra, Diệp Phàm cũng có chút tò mò với Lý Man Đầu, một thương nhân như thế sao lại dám lên tiếng với Chu Phương Ninh, phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý công nghiệp được. Có lẽ, phía sau Lý Man Đầu có bối cảnh không tầm thường. Mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, nhưng người ngầm ủng hộ phía sau sao có thể sở thấu được. Cho dù là tổ đặc nhiệm A cùng với Cục An ninh Quốc gia cũng không có khả năng làm việc này. Thế giới này, quá lớn. Hội sở Thất Diệp Hồng là hội sở xa hoa phải có thẻ hội viên mới được vào. Diệp Phàm mới đến cửa chính của hội sở đã thấy Trương Lâm Hoa đứng chờ ở cửa, bên cạnh còn có hai người đàn ông có chút giống nhau, chắc là hai bố con. Nghe nói bố của Lý Man Đầu là Lý Trụ Tử cũng đi lên từ một cái quán nhỏ, trải qua vài chục năm phấn đấu mới xây dựng được gia nghiệp hàng trăm triệu. Mà từ sau khi tốt nghiệp trung học Lý Man Đầu đã tiếp nhận tập đoàn Khách Đô của bố. Không đến 3 năm. Gia nghiệp đã đạt đến con số 200 triệu, là tập đoàn Khách Đô cũng là tập đoàn quy mô lớn đạt mức 7-800 triệu. Trưởng ban Diệp, đây chính là bạn của tôi, ông Lý Trụ Tử, còn bên cạnh là đương nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị Lý Man Đầu, con trai cả của ngài Lý Trụ Tử. Cậu ấy rất giỏi, mới chưa đến 30 tuổi đã là chủ tịch hội đồng quản trị và còn lại đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên mặt trận Tổ quốc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, hội trưởng danh dự hiệp hội từ thiện của tỉnh. Trương Lâm Hoa liệt kê ra một loạt các danh hiệu, thiếu chút nữa làm đồng chí Diệp Phàm choáng váng. Chào trưởng ban Diệp.
Lý Trụ Tử từng gặp nhiều quan lớn nhưng vẫn có vẻ có chút gò bó, lúc bắt tay Diệp Phàm có chút cứng nhắc. Còn Lý Man Đầu đừng thấy anh ta có vẻ ít tuổi, bắt tay cũng rất tự nhiên. Lý Man Đầu cao khoảng 1m67 gì đó, vận bộ Âu phục màu đen, mái tóc đong đưa hiền hòa chứ không để một cái đầu chọc. Mặc dù là chủ tịch hội đồng quản lý một tập đoàn lớn như vậy nhưng cũng có vẻ khá sáng sủa, đẹp trai, phong độ. Nhưng trong ánh mắt lơ đãng kia toát lên vẻ của một thương nhân khôn khéo và quả cảm, thậm chí, Diệp Phàm còn nhìn thấy được tia giả dối trong người thương nhân này. Nghe danh chủ tịch Lý đã lâu, nay mới được gặp mặt, không thể tưởng tượng chủ tịch Lý lại trẻ tuổi vậy, làm người ta có chút xấu hổ. Hai bên vừa đi vừa cười nói. Xấu hổ, cái này ai cũng vậy thôi. Trưởng ban Diệp cũng không lớn hơn tôi mà đã là phó giám đốc sở, hơn nữa lại nắm trong tay ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Anh nhìn những quan lớn cấp phó giám đốc sở quanh mình xem, người ta không phải 36 thì cũng 40, thậm chí có người sắp nghỉ hưu rồi mới vào được đến cấp phó giám đốc sở, so sánh quan trường với thương trường đúng là so sánh trí lực với mạng lưới quan hệ địa phương. Lý Man Đầu thản nhiên cười nói. Ha ha, có chút may mắn thôi. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu. Lúc đến phòng riêng mới phát hiện không ngờ bên trong còn một đôi nam nữ đang ngồi, tóc người nữ rất dài, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, đôi mắt khá thu hút ánh mình, còn người nam thì rất trẻ, ăn mặc giản dị, diện mạo có đôi chút giống người nữ kia, có lẽ là anh em. Thấy Diệp Phàm đi vào, hai người đều đứng dậy, nhìn có vẻ có chút luống cuống. Trưởng ban Diệp, thật ngại quá, họ đều sợ người lạ. Nghe nói trưởng ban Diệp là quan lớn. Chị em họ sống chết cũng không dám xuống, anh thấy chưa, đến tận bây giờ bắp chân kia vẫn có run lên, chỉ sợ xuống dưới lát nữa là đi không được. Hai, tôi đã dạy bảo họ nhiều lần rồi, thật vô dụng. Lý Man Đầu cười nói. Trưởng ban Diệp, tôi. Người thanh niên thì thào, mặt đỏ bừng lên. Lý Sâm, cậu cũng là sinh viên có tài tốt nghiệp Đại học Yến Kinh, sao lại bủn rủn thế, khí thế nam nhi đâu rồi? Lý Man Đầu cổ vũ nói. Lý Sâm tốt nghiệp Đại học Yến Kinh. Diệp Phàm buột miệng nói một câu, đột nhiên nhớ ra, hình như trong số sinh viên trúng tuyển vào cơ quan trực thuộc tỉnh ủy và ủy ban nhân dân có người tên là Lý Sâm, hơn nữa là xếp ở vị trí chót, đến từ nông thôn. Diệp Phàm hình như hiểu ra lý do Lý Man Đầu mở tiệc chiêu đãi mình. Chỉ là để nói vài lời thuyết phục về Lý Sâm mà thôi, còn cô gái kia, chẳng lẽ có liên quan gì đến Lý Man Đầu? Ừ đến chuyện này. Diệp Phàm lơ đãng liếc nhìn Trương Lâm Hoa ở phía sau một cái. Phát hiện sắc mặt Trương Lâm Hoa có chút khó coi, hình như là sợ mình sẽ trách cứ ông ta. Theo vẻ mặt của Trương Lâm Hoa thì ông ta không biết việc này. Trương Lâm Hoa lập tức nói. Trưởng ban Diệp, tôi thật không biết Lý Sâm và Chủ tịch Lý có quan hệ gì. Ha ha, chú Trương, chú là bạn bố cháu. Chuyện hôm nay cháu có chút không rõ, cũng không nói trước tiếng nào với chú. Tuy nhiên, Lý Man Đầu cháu không phải đến để đi cửa sau, chỉ là đưa Lý Sâm đến làm quen với giám khảo thôi. Lý Man Đầu cười nói thẳng. Đấy còn không phải đi cửa sau sao? Trương Lâm Hoa có chút nhíu mày, có chút không hài lòng liếc nhìn Lý Man Đầu một cái, hừ nói. Man Đầu, trưởng ban Diệp làm chủ khảo, nói thật, trong thời gian này bị vây bởi đầu sóng ngọn gió, mỗi hành động mỗi lời nói của anh ấy đều có người để ý. Trước khi sát hạch mà gặp mặt thí sinh rất có khả năng là vạch áo cho người xem lưng. Lý Man Đầu cháu làm việc quang minh chính đại, sợ gì miệng lưỡi người ta. Chú Trương, nếu thật có người muốn lôi chuyện này ra nói, cháu còn muốn hỏi đấy. Vì sao Lý Sâm đường đường là sinh viên tốt nghiệp Đại học Yến Kinh mà lại bị xếp hạng thí sinh đứng cuối? Cái này chẳng lẽ là sắp xếp theo thứ tự tên họ sao? Nếu sắp xếp theo tên họ thì họ Lý không phải đứng trước họ Ngô sao? Đừng nói chuyện này là như thế, Lý Man Đầu cháu không phải thằng mù. Tỉnh ủy muốn làm chút mưu mẹo, mặc dù Lý Man Đầu cháu khinh thường cách làm như thế, nhưng thực sự có người ức hiếp đến người nhà họ Lý chúng cháu, Lý Man Đầu cháu sẽ không sống chung với kẻ đó. Hừ, Lý Man Đầu nghênh mặt lên, hừ nói. Người nhà họ Lý Sâm có quan hệ gì với anh? Thấy Lý Man Đầu dáng vẻ bệ vệ nhằm vào Trương Lâm Hoa. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Diệp Phàm cũng có chút bị động chạm, lạnh lùng hừ nói. Một người cháu rất xa, thậm chí có thể nói là đến 7-8 đời. Hai anh em họ là cùng thôn với tôi, rất nghèo. Tuy nhiên, bây giờ đã khá dần lên. Chỉ là,
so với Việt Châu thì vẫn lạc hậu mất mười mấy năm. Tôi không yêu cầu tỉnh ủy tổ chức phải tuyệt đối công bằng, nhưng, tương đối công bằng thì các anh có thể làm được chứ. Chuyện mờ ám nơi quan trường tôi không dính vào đôi, nhưng hai mắt này của tôi không hoa, cũng còn có thể nhìn được. Môi trường công bằng phải hình thành từng bước, điều này tôi hiểu. Thái độ của Lý Man đầu dịu đi một chút. Còn chưa sát hạch sao anh biết ban tổ chức chúng tôi không công bằng. Lý Man đầu tiên sinh, nói hơi sớm quá rồi. Diệp Phàm hừ nói, có chút không khách khí. Quá sớm. Lý Man đầu liếc Diệp Phàm một cái, khoát tay cười nói. Không còn sớm, tin đồn đã truyền ra rồi. Cái này thì lạ thật, bản thân tôi cả ngày ở ban tổ chức cán bộ cũng chưa nghe được cái gì mà chủ tịch Lý lại nghe được. Rốt cuộc là cái gì, Diệp Mỗ xin chăm chú lắng nghe. Diệp Phàm tiếp tục hừ nói, trong lòng cũng có chút bị tác động, có lẽ Lý Man đầu đúng là đã nghe được tin đồn. Trong chuyện này có phải có người cố ý làm chuyện xấu gây khó dễ? Chú thích, Lý Bánh Mì hay Lý Man đầu đều là một người. Chương 1371, thăm dò thái độ lão Triệu. Trưởng ban Diệp, anh là người trong cuộc, người khác thì không nói, còn Chu Phương Ninh. Tôi không có chút cảm tình nào với con người này dù nói ông ta là phó chủ tịch tỉnh. Tôi đã từng dò la rồi, ông ta có đứa cháu họ tên là Chu Khôn, cũng là một trong số thí sinh dự tuyển lần này. Xếp ở 10 vị trí đầu tiên trong số mấy trăm thí sinh. Chính tôi đã từng hạ quyết tâm phải điều tra ra, Chu Khôn thực ra chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng 2 mà thôi. Tên là Sư viện Hải Châu, nghe nói lúc đầu. Tên này phải nhờ vào tiền và mối quan hệ của Chu Phương Ninh mới chui được vào đó để học. Ở trong trường nghiễm nhiên là một gã công tử bột không học hành gì. Kết quả bên nhà trường vẫn cấp cho gã cái danh sinh viên ưu tú. Một kẻ một ăn chơi trác táng như vậy mà có thể xếp trong 10 người đứng đầu thì làm sao mà Lý Sâm cử nhân xuất sắc tốt nghiệp trường Đại học Yến Kinh lại có thể xếp cuối cùng. Thành tích học tập của Lý Sâm hoàn toàn là thật, anh không tin có thể đến Đại học Yến Kinh điều tra một chút. Xem Lý Màn Thầu tôi có nói dối hay không. Việc này, tôi vốn dĩ có thể lấy danh nghĩa mặt trận Tổ quốc tỉnh hỏi ý một chút. Hơn nữa, là đại biểu của tỉnh và cả nước, tôi cũng có quyền lợi này có phải không nào. Nhưng, nghĩ việc này là do chú Trương phụ trách, cho nên, tôi cũng muốn tự mình tìm hiểu một chút. Câu nói sau cùng của Lý Màn Thầu khiến cho đồng chí Diệp Phàm tương đối khó chịu, dường như có ý uy hiếp. Những điều này anh biết được qua con đường nào? Diệp Phàm hỏi, trong lòng đã sớm bốc hỏa, xem ra là đã có người đem chuyện xếp hạng thí sinh của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lần này tiết lộ ra bên ngoài. Nhìn sắc mặt của Trương Lâm Hoa thì biết việc này không thể nào là do gã làm. Không phải gã, vậy kẻ dùng dao đâm lén sau lưng kia hẳn là nhân viên bên trong tổ chức tỉnh ủy. Đây rõ ràng là muốn hại chết mình mà. Anh muốn thì tôi sẽ nói. Lý Màn Thầu cười cười, còn nói thêm. Thực ra không chỉ có bấy nhiêu đây, ví dụ như sau lưng những thí sinh đứng đầu đều có chỗ dựa vững chắc, người thì là con gái của giám đốc sở, người thì là cháu trai của thị trưởng. Có người nói, thứ tự danh sách 100 thí sinh vào các cơ quan trực thuộc đều đã sớm được điều động sẵn trong nội bộ rồi. Tôi muốn nghe đích thân trưởng ban Diệp giải thích. Lý Màn Thầu từng bước ép sát. Chưa thể trả lời được, tạm thời việc này còn trong giai đoạn giữ bí mật. Nói về phần phương án cụ thể. Đây là việc trong nội bộ của bộ. Nếu chủ tịch Lý muốn lấy danh nghĩa mặt trận Tổ quốc để hỏi thì xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm cứng rắn bật ra mấy câu, liếc xéo Lý Màn Thầu một cái. Mọi người ngồi xuống từ từ trò chuyện được không nào? Đều là bạn bè, sao nói chuyện cứ phải cứng nhắc như vậy phải không nào? Lý trụ tử dù sao cũng là người già, tính cách không hề cứng nhắc như vậy, ngay lập tức mềm mỏng hòa giải. Dù sao... Diệp Phàm cũng là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Những quan chức cấp cao như vậy, tuy trên danh nghĩa chỉ là quản lý ban tổ chức cán bộ, nhưng tất cả các quan viên trong toàn tỉnh đều phải nể mặt hắn ta. Nếu thật sự muốn gây khó dễ cho tập đoàn khách đô thì người ta chỉ cần ho một tiếng là tự nhiên có người ra mặt gây khó khăn ngay. Ha ha ha! Lý Màn Thầu bỗng nhiên cười sảng khoái, nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Câu trả lời của trưởng ban Diệp khiến tôi đây khâm phục vô cùng. Nếu là một quan viên bình thường khác nhất định sẽ đánh chút giấm rồi, cái gì mà chúng tôi sẽ xử lý công bằng, sẽ cho các anh câu trả lời thỏa đáng, vân vân. Quay đi một cái chắc hẳn sẽ quên luôn câu nói này. Trưởng ban Diệp trả lời như vậy, chắc chắn trong tâm tồn tại hai chữ công lý.
đó chính là điều mà Lý Mạn Thầu tôi mỏi mắt mong chờ. Xin mời ngồi, tôi xin kính trưởng ban Diệp ba chén. Lý Mạn Thầu thột nhiên thay thổi thái độ, ký ơi nó nhí bạn bè thân thuộc vậy. Chủ tịch Lý đang thử tôi phải không? Khuôn mặt Diệp Phàm cũng dịu lại, mỉm cười ngồi xuống. Nói vậy đúng mà cũng không đúng, kể ra, quan tốt khó tìm lắm. Lý Mạn Thầu gật gật đầu. Bản tính con người vốn ích kỷ, muốn người ích kỷ làm việc công bằng tuyệt đối, đương nhiên là không thể. Con người đều có tính ích kỷ, nhưng phải xem mức độ ích kỷ này nữa. Có lúc quốc gia cũng còn ích kỷ mà có phải không? Loại ích kỷ này chính là vì đất nước, tôi chỉ có thể nói, làm việc dưới tay của tôi vẫn có mức độ công bằng tương đối. Chỉ cần Lý Sâm là nhân tài thực sự, phòng ban tốt, công việc tốt vẫn đang chờ cậu ấy. Nếu cậu ta chỉ là đồ bỏ đi, dù cho là sinh viên tốt nghiệp Đại học Yến Kinh, dù cho là người thân của Chủ tịch Lý thì đã sao? Cái mác đại học cũng không có nghĩa là anh có năng lực. Điều mà chúng tôi cần xem xét chính là thực lực kia. Không phải là Diệp Phàm tôi tự cao, tôi thấy Lý Sâm, thành thật mà nói năng lực vẫn còn kém một chút. Anh xem người mà đến nói cũng không nói được thì anh sao có thể làm tốt công việc của một thư ký được? Lẽ nào lãnh đạo sẽ thích một thư ký như câm điếc, miệng ngậm hột thị sao? Bản thân anh thực sự có tài cái đó không tệ, nhưng anh phải học được cách phát huy nó mới được. Bằng không, dù có thêm nhiều tài đến mấy cũng chỉ mục nát trong người anh mà thôi, không biểu lộ ra ngoài thì ai biết được là anh có tài. Diệp Phàm cười nói, cũng là lời nói chân thành. Trưởng ban Diệp phê bình điểm này là rất đúng. Lý Sâm quá hướng nội, tình trạng này nếu không thay đổi chắc chắn sẽ mất đi công việc tốt. Về sau chỉ có thể làm những công việc lặt vặt thôi. Lý Mạn Thầu thở dài, nói với Lý Sâm. Cậu phải nhớ kỹ những lời trưởng ban Diệp nói, phải thể hiện tài năng mới được. Khi khảo hạch, đến cái giám cậu cũng không dám đánh thì người ta sẽ nghĩ cậu thế nào. Bằng tốt nghiệp Đại học Yến Kinh cũng không thể mài ra mà ăn, lúc đó xem cậu đói trắng răng ra. Anh Lý, em biết rồi, em sẽ cố gắng thay đổi chính mình, vừa rồi chỉ là căng thẳng quá thôi. Lý Sâm mặt đỏ bừng, đứng lên nói, nhìn Diệp Phàm một cái, hai tay nâng chén lên, nói. Trưởng ban Diệp, tôi xin kính anh ba chén, anh một chén, tôi ba chén. Cậu học chuyên ngành gì ở Đại học Yến Kinh? Diệp Phàm uống hết một chén nhỏ, hỏi, nếu Lý Mạn Thầu này đáng tin cậy thì việc cất nhắc Lý Sâm cớ sao mà không làm. Hơn nữa, tên Chu Phương Ninh này là chó săn trung thành của Quản Nhất Minh, nếu có thể mượn thế chủ Lý Mạn Thầu để đả kích Chu Phương Ninh, đó cũng là một biện pháp không tồi. Đến lúc Chu Phương Ninh đi phàn nàn với cấp trên thì biết đâu còn có thể đổ tội lên đầu Lý Mạn Thầu. Song có điều, Diệp Phàm luôn cảm thấy Lý Mạn Thầu không chỉ đơn giản như vậy. Một thương nhân mà nói thẳng chống đối với phó chủ tịch tỉnh, nhất định phải có kẻ đứng sau lưng. Về phương diện này, khi có cơ hội phải điều tra một chút. Ăn cơm tối xong, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Túc Nhất Tiêu, bảo anh ta âm thầm tìm hiểu tên Lý Mạn Thầu này có thế lực gì, Túc Nhất Tiêu đồng ý ngay. Tuy nhiên, Túc Nhất Tiêu cũng cười nói. Ông em này, cậu giờ đúng là người nổi tiếng rồi. Người nổi tiếng, có ý gì đây? Em chỉ là một phó giám đốc sở nhỏ nhoi, cán bộ như vậy ở tỉnh không có 10.000 cũng có hơn 1.000 ấy chứ. Diệp Phàm có chút nghi ngờ khó hiểu. Không phải vì điều này. Nghe nói việc điều cán bộ đi Tân Cương, Tây Tạng được chỉ thị xuống dưới rồi. Tuy nhiên, lần này chuyện có chút kỳ lạ, điều kiện hà khắc đến như thế không phải muốn chôn sống người ta sao? Lại còn chuyện thí sinh được sắp xếp vào cơ quan trực thuộc của tỉnh nữa chứ, nghe nói là đã định sẵn từ trong nội bộ rồi. Ban tổ chức cán bộ khảo hạch các cậu đều chỉ là có mặt để an ủi lòng người thôi. Ông em à, chuyện này bây giờ, phải chú ý hơn đấy. Túc Nhất Tiêu thân thiết nói. Anh cũng nghe nói về vấn đề sinh viên đại học rồi à? Diệp Phàm chợt ngạc nhiên trong lòng, xem ra, việc này quả thật đã truyền ra ngoài. Ừ, việc này trong vòng tròn chúng ta cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Cơ quan trực thuộc tỉnh, ai không muốn vào chứ? Hơn nữa, nghe nói 100 vị trí lần này đều tương đối thu hút sự chú ý. Mấy trăm sinh viên, đương nhiên đầu ai nhọn mà chẳng muốn đâm vào. Việc này sớm có người hành động rồi. Có người nghe nói tôi từng làm việc chung với cậu ở Ngư Đồng, không ngờ còn tìm đến tận chỗ tôi đây này. Hơn nữa, cấp bậc còn không nhỏ, cấp giám đốc sở phó chủ tịch thường trực thành phố. Rốt cuộc là ai thì tôi không cần nói, cậu biết có chuyện như vậy là được. Túc Nhất Tiêu nói,
Mẹ nó. Diệp Phàm bật ra hai chữ, sau khi gác máy mặt tối sầm lại. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm lập tức gọi Trương Lâm Hoa đến. Anh có nghe được tin đồn gì không? Diệp Phàm hỏi. Hai ngày nay nghe được rất nhiều chuyện đặc biệt, chắc hẳn có người đem việc xếp hạng nhân viên của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, tôi đã dò la qua, nói có bài bản hẳn hoi. Đương nhiên, đa phần đều giống y chang nhau. Cái gì mà sắp xếp sẵn từ trong nội bộ, dựa vào chỗ dựa vững chắc và quan hệ của sinh viên để xếp hạng. Tỉnh ủy cấp cao sớm đã phân chia tỷ lệ gọn ghẽ. Thị trưởng nào đó đến van xin cũng chưa kiếm được vị trí nào ngon, vân vân. Phiền phức rồi, có người đang giở trò đây. Vẻ mặt Trương Lâm Hoa cũng khó coi, bởi vì việc này là do ông ta trực tiếp phụ trách, bỗng dưng bị người ta đẩy lên đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Việc này thật lạ, theo lý thuyết mà nói, người xếp hạng đầu sẽ không nói ra bên ngoài. Chẳng lẽ là có người xếp hạng cuối đã làm chuyện này? Diệp Phàm nói. Chưa chắc, có lẽ, chuyện này có người muốn quấy rối. Trương Lâm Hoa lắc lắc đầu. Anh nghĩ giống như tôi rồi, khẳng định có người làm chuyện này. Rốt cuộc là ai, chúng ta không thể kiểm chứng. Tài liệu này truyền đến tay của tôi và anh vốn dĩ đã trải qua rất nhiều cửa rồi, nếu phải điều tra thì nhiều lắm. Chúng ta cũng không có thời gian đi tìm ra bằng chứng. Bằng không, nếu để cho ông đây tìm ra nhất định phải bóp chim của nó. Mẹ kiếp, chuyện gì không làm lại đi làm những chuyện ba lăng nhăng này. Diệp Phàm mắng. Thật ra chuyện này cũng không có gì mới mẻ cả. Mỗi năm làm việc này đều có những lời đồn như thế này. Tuy nhiên, lần này chuyện người ta nói ra lại rất chính xác, cho nên tài liệu nhất định đã bị tiết lộ rồi, hơn nữa còn nhắm vào chính chúng ta. Không phải tay chân của Quản Nhất Minh làm đó chứ? Trương Lâm Hoa nói. Quản Nhất Minh, có thể lắm. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Trương Lâm Hoa một cái, nói thêm. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng người trong nội bộ của chúng ta để lộ bí mật. Cho dù là cán bộ một phòng cũng khó mà tin tưởng được. Trong phòng nhiều cán bộ như vậy, anh biết ai là ai. Chỉ có điều, anh hãy mau hoàn thiện phương án mới đi, chọn người đáng tin cậy nhất đi làm. Bảo Trương Ngôn cùng lập phương án mới với anh. Chúng ta tạm thời giữ bí mật, chưa công bố ra ngoài. Tôi hiểu rồi. Trương Lâm Hoa mang vẻ mặt nặng nề đi ra. Quả nhiên, công bố về việc cán bộ vừa phát đi, tình trạng bùng nổ những người đi cửa sau không còn diễn ra nữa. Ba ngày trôi qua, những thí sinh đạt điều kiện cũng không quá 10 người, còn kém xa mục tiêu 50 người. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng phân tích qua, 10 thí sinh đến đăng ký này cũng chẳng gọi đăng ký gì. Chẳng qua vì bọn họ vốn không có nhiều hy vọng. Còn không bằng đi Tây Tạng một chuyển, trở về còn kiếm được một cơ hội, ít nhất không có công lao thì cũng có công sức. Trở về mà có thể tăng lên một bậc thì cũng coi như là có thu hoạch rồi. Mà Cổ Hoài cũng thúc giục rất sát sao, nói là tỉnh ủy yêu cầu phải hoàn thành việc tuyển chọn cán bộ đi Tân Cương, Tây Tạng trước thời gian giữa tháng 9, phải nhanh chóng đưa nhân viên với chức vị ở bên đó làm cho xong. Vì sự nghiệp xúc tiến việc kiến thiết Tây Tạng thể hiện tình hữu nghị anh em giúp đỡ tỉnh bang phú của người Anh lơ tỉnh Việt Đông chúng ta. Diệp Phàm cũng đã nghe ngóng, những điều trưởng ban Cổ nói cũng là tình hình thực tế. Về phương diện thời gian này đúng là ý của tỉnh ủy cấp cao. Đây là tỉnh ủy cấp cao vì hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương nên rút ngắn lại một chút thời gian. Nhiệm vụ là muốn biến tỉnh Việt Đông thành tỉnh lớn đi đầu. Hơn nữa, còn gia tăng mức độ giúp đỡ, từ 3 năm viện trợ thành 5 năm viện trợ, Diệp Phàm quyết định lấy 2 bình rượu đi thăm hỏi Triệu Sương Sơn lần nữa. Chương 1372, Bí thư Triệu rất không khách khí. Cậu đến vì việc cử người xuống viện trợ Tây Tạng, Tân Cương phải không? Thấy Diệp Phàm, Triệu Sương Sơn không khách khí liền bảo cậu ngồi ngay xuống ghế. Không đợi Diệp Phàm mở miệng, ông ta liền nói ngay. Vâng, việc cử cán bộ địa phương xuống hỗ trợ vùng Tây Tạng trước đây có thời hạn là 3 năm mà nay đổi thành 5 năm nên có chút rắc rối. Các đồng chí dưới đó than thở rằng ở các tỉnh khác, thời hạn chỉ có 3 năm thôi vậy thì vì sao Việt Đông chúng ta lại phải là những 5 năm? Hơn nữa, người ta cũng gần 40 rồi, đến Tân Cương Tây Tạng cắm rễ 5 năm khi trở về thì món hoàng hoa cũng nguội lạnh rồi. Diệp Phàm cố ý thể hiện nét mặt buồn bực nói. Món hoàng hoa đã lạnh à, cán bộ gần 40 thì đã xoa nào. Công tác đảng không cần làm nữa sao? Ở Việt Đông là làm việc, còn ở Tây Tạng, Tân Cương thì không phải là làm việc ư. Trước tiên,
tư tưởng của các đồng chí này là có vấn đề, không có ý niệm kiên định toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Trong công việc thì kén cá chọn canh, ghét việc nặng đòi làm những việc nhẹ nhàng. Nếu như đều ôm thái độ như vậy, thì ở Tây Tạng Tân Cương không phải chẳng có cán bộ nữa sao? Chúng ta phải noi gương những người cả đời chẳng tiếc hy sinh. Hãy nhớ lại tinh thần khai hoang rừng thiêng nước độc năm đó, tinh thần quốc khánh, nghĩ đến tinh thần của những chuyên gia sản xuất ra năng lượng hạt nhân. Không có bọn họ thì sao chúng ta có được xã hội phồn vinh như ngày hôm nay? Triệu Sương Sơn cúi đầu nói tiếp, đồng chí Diệp Phàm là người gánh tội thay nên trong lòng như lửa đốt. Biết Triệu Sương Sơn đang ngầm gõ mình không làm tốt công tác, chuyện rắm gì cũng phải đi tìm ông ta. Bí thư Triệu, tôi hiểu rồi, sau khi trở về tôi sẽ kiến nghị với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy giáo dục tư tưởng các đồng chí đó, kiến nghị trường đảng tỉnh ủy chú trọng đến việc giáo dục phương hướng tư tưởng cho các cán bộ. Truyền thống chịu khó chịu khổ không thể vì tiến bộ của thời đại mà vứt bỏ mất, tiết kiệm chịu khổ ở bất kỳ thời đại nào cũng không thể đánh mất. Diệp Phàm nói, ừ, công tác tư tưởng của các cán bộ lúc nào cũng phải nắm cho chắc, không được thả lỏng dù chỉ là một chút. Triệu Sương Sơn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đương nhiên, tôi biết là mệnh lệnh bổ nhiệm tỉnh ủy đưa xuống quả thực rất nặng nề. Nghe nói cậu được phân công quản lý phòng cán bộ một, việc này được đổ lên đầu cậu. Trong thời gian ngắn phải thực hiện nhiệm vụ nặng nề, cậu băn khoăn cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng nhiệm vụ nặng mà vẫn có thể làm toàn diện, làm thật tốt thì mới là việc cậu nên làm. Tôi hiểu, bước tiếp theo tôi định đến các thành phố và địa khu. Nghe ngóng cách nghĩ của các cán bộ bên dưới. Kết hợp với chỉ thị của tỉnh ủy liên quan đến viện trợ Tân Cương Tây Tạng để triển khai lại công tác. Diệp Phàm gật đầu. Ừ, không điều tra thì không có quyền phát ngôn, tư tưởng của các đồng chí dao động, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng, chuyện bình thường chúng ta cũng không thể xem nhẹ rồi buông tay, mẹ kiếp, cái đó là không được. Đi cũng tốt, nhưng nhớ nắm cho chắc thời gian để thực hiện phương án. Xử lý chuyện viện trợ Tân Cương Tây Tạng cho thật tốt. Triệu Sương Sơn nói. Nhưng Việt Đông lớn như vậy, tôi nghĩ, một tiếng rưỡi đồng hồ muốn đi cho hết thì chẳng thể đi được. Bí thư Triệu nghĩ nên đến chỗ nào thì tốt. Đối với Việt Đông, tôi dù nói là đã ở đây một năm rồi, cộng thêm thời gian đi huấn luyện ở trường đảng nữa thì cũng đã một năm rưỡi. Nhưng, nói thực, trừ Ngư Đồng và tỉnh thành, những nơi khác tôi chưa từng đi qua. Nói đến Việt Đông, quả thực có chút xấu hổ. Diệp Phàm giấu đầu lòi đuôi, dĩ nhiên là đang bắt đầu thăm dò Triệu Sương Sơn. Khoảng thời gian trước, cậu chuyên tâm phá vụ thảm án. Đúng là không có thời gian để dạo qua. Vùng Việt Đông này lớn vậy, nhiều nơi để đi lắm. Phải nói tại sao việc viện trợ Tây Tạng và Tân Cương bao năm nay đều đưa ra. Cái này căn nguyên là do địa lý của hai khu vực Tây Tạng và Tân Cương đều hạn chế, điều kiện quá khó khăn. Kinh tế so với chúng ta bên này cũng lạc hậu hơn mấy năm. Bọn họ bên đó cần phải có quan điểm tư tưởng sâu của vùng duyên hải, để các đồng chí có kinh nghiệm phong phú đi hiệp trợ một chút. Kéo nền kinh tế địa phương phát triển, cải thiện dân sinh, cải thiện cuộc sống của họ. Đương nhiên, chúng ta không phải thần Phật có thể lập tức biến hóa, viện trợ Tây Tạng Tân Cương cũng là một vấn đề kéo dài trường kỳ không ngừng nghỉ. Cho nên, nói theo hướng ngược lại, nơi có những đồng chí có năng lực dĩ nhiên là những thành phố miền duyên hải được hiện đại hóa tương đối mạnh, chẳng hạn như Thẩm Quyến với chính sách cải cách mở cửa, còn có khu Hải Châu. Nhưng, hai khu vực này tương đối đặc biệt, vì đây là đặc khu, cho nên, kinh tế phát triển tương đối nhanh, những đồng chí ở đó phải có đầu óc một chút. Triệu Sương Sơn chậm rãi nói. Trong lòng Diệp Phàm đã sớm nghĩ ra. Ý muốn nói là đồng chí Triệu Sương Sơn không hài lòng với một vài cán bộ ở hai vùng Thâm Quyến và Hải Châu. Chuẩn bị điều chỉnh một chút, cho nên mới mở miệng nhắc đến hai vùng này đầu tiên. Sau khi về, Diệp Phàm mời Túc Nhất Tiêu và Vu Chí Hải ra ngoài, đem chuyện viên trợ Tân Cương Tây Tạng kể sơ qua. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không kể gì về chỉ thị của Triệu Sương Sơn, chỉ ngầm biến chỉ thị ngầm của Triệu Sương Sơn thành suy nghĩ của riêng mình. Lần này, vấn đề việc hỗ trợ vùng Tây Tạng có vài chỗ rắc rối, điều kiện cũng hơi khắc khe một chút, chắc hẳn chẳng có bao nhiêu người đến báo danh đúng không? Phó Bí Thư Thường vụ tỉnh Vu Chí Hải nghiêm nét mặt nói. Vâng, giờ mới chỉ có hơn chục đồng chí đến đăng ký thôi. Cách con số 50 người còn xa lắm, em nghĩ nếu cứ sắp xếp cách cứng nhắc như thế thì khó đấy. Hơn nữa, lần này điều kiện của tỉnh ủy đưa ra, những cán bộ phù hợp điều kiện đều tầm khoảng đầu 40 rồi.
thông thường, đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Chí ít thì cũng phải ở huyện ủy. Những người này đều có quyền cao chức trọng nên phần lớn chẳng ai muốn đến vùng Tây Tạng Tân Cương ở lại đó 5 năm trời. Vì tuổi tác có buông tha ai đâu chứ. Diệp Phàm thở dài. Đúng vậy, nếu tiếp tục quy định cứng nhắc như thế thì e rằng phải đắc tội với nhiều cán bộ ấy chứ. Đắc tội với những đồng chí này thì chẳng có gì lo ngại mà điều rắc rối ở chỗ những người này có thể ngồi lên vị trí như hiện nay, chắc chắn không thể không có nhân vật có thế lực đứng sau. Chẳng hạn cán bộ cấp phó giám đốc sở đều phải do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống khảo hạch, thường thường chức vị của một phó giám đốc sở đều có liên quan đến một vị lãnh đạo tỉnh ủy. Người ta mà xuất hiện, thì ít nhất cũng phải là một cán bộ cấp phó tỉnh đó. Những loại cán bộ cấp cao như vậy, đắc tội một chút thì còn đỡ, chứ nếu như đắc tội lớn thì phiền phức lắm. Túc Nhất Tiêu phân tích nói. Này ông em, lần này e là ông em thực sự gặp phiền phức rồi. Trước đây, mọi người đều tranh nhau đo hỗ trợ vùng Tây Tạng. Để được đến đó, những người này đều ồ ạt chạy cửa sau. Cậu thì hay lắm, năm nay vừa tiếp nhận cái này, thì nó liền biến thành cái lò lửa. Phải đập lửa thế nào thì cậu phải nghĩ cho kỹ. Tôi đoán hai đồng chí Cổ Hoài và Phượng Quốc Hưng cũng chẳng có lòng tốt đâu. Cổ Hoài giao cho một phó trưởng ban mới như cậu tiếp quản phòng cán bộ một, tuy nói quyền lực rất lớn, nhưng trọng trách cũng không nhẹ. Quyền lực lớn là chuyện tốt, nhưng, đôi lúc quyền lực cũng là chuyện xấu. Vai của cậu nếu như quá yếu không thể gánh nổi thì sẽ bị nó đè nát đấy. Vu Chí Hải nói chuyện với Diệp Phàm khá tùy tiện, nói cũng rất thực tình. Ông ta cũng thực lòng lo lắng thay cho Diệp Phàm. Cái này, thực sự em rất lo, mẹ nó, mới lên chức chưa được mấy tháng, phiền phức cứ hết cái này đến cái kia lao tới chẳng được yên chút nào. Thực sự chuyện mũ quan cấp trên đã định cả rồi, chúng a em chỉ là một chân chạy việc vậy thôi. Cái chuyện phỏng tay này cấp trên chẳng có thái độ gì cả, chẳng có thái độ mà điều kiện lại hà khắc như thế, em đâu phải thần tiên chứ, làm sao mà dàn xếp cho được. Diệp Phàm không kìm nỗi nói vào câu bực bội. Dù thế nào đi chăng nữa, việc thì vẫn phải làm, Cổ Hoài giao cho cậu phòng cán bộ một chắc chắn không có ý tốt gì. Nhưng cũng không ngờ lại bị cậu lật ngược. Giờ phút này nếu có ai ngậm máu phun người thì có lẽ người đó là đồng chí Cổ Hoài. Thực ra, công việc thì phải hạp khó khăn thôi. Diệp Phàm nghĩ đi, vấn đề cử người xuống hỗ trợ vùng Tây Tạng, Tân Cương khó hơn thảm án mà cậu đã phá sao? Chắc chắn không thể nào. Hơn nữa, trong chuyện này cậu có gặp nguy hiểm không? Kỳ thực, tôi nghĩ, chỉ cần cậu làm việc tốt một chút. Cậu mới có thể coi như đứng vững trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đứng không vững là điều đại kỵ. Đại hội thuyền rồng đã bước đầu tạo uy tín cho cậu trong bộ rồi, chỉ cần việc sắp xếp cán bộ làm cho tốt. Coi như đã đặt nền móng để cậu đứng vững rồi. Việc điều động người hỗ trợ Tân Cương Tây Tạng lần này làm cho tốt. Chỗ đứng của cậu thực sự ổn định. Lời nói của cậu cũng có quyền lực nhất định. Người khác vốn không cầm đồ ăn của cậu, lúc nào cũng muốn dùng mấy thứ thiêu ôi làm bẩn đồ ăn của cậu. Sau này người ta có muốn làm mấy chuyện ôi thiêu thì cũng phải lượng sức xem có nổi hay không chứ. Vu Chí Hải khuyên giải an ủi nói. Anh Vu nói đúng, em đúng là hơi có tâm lý sợ khó. Kỳ thực, từ Lâm Tuyền bước đến ngày nay, em đã bị gai đâm quá nhiều rồi. Để có được thân phận như hiện nay, cuộc đời là một cuộc vật lộn vài lần thì mới được gì đó chứ, ha ha ha. Trong lòng Diệp Phàm lại sáng sủa trở lại. Ông em nghĩ thoáng thật. Túc Nhất Tiêu gật đầu, rồi lại hỏi. Đội trưởng Vương khi nào đi Cổ Đình? Chắc mấy ngày nữa thôi, em chuẩn bị đi Thâm Quyến một chuyến, sau khi trở về sẽ đưa cậu ấy đi Cổ Đình nhậm chức. Diệp Phàm sắc mặt có chút âm trầm. Đi Thâm Quyến. Mộ trưởng ban lớn như cậu đi dạo một vòng chắc cũng kinh động nhiều cán bộ đấy nhỉ. Túc Nhất Tiêu cười nói. Lần này em định lặng lẽ xuống đó, tùy tiện đi thôi mà. Chủ yếu là chuyện khảo hạch sinh viên đặt tại Thâm Quyến, cho nên cũng muốn đi xem sao. Diệp Phàm cười nói. Dù có nói thế nào thì đồng chí Vương Triều vẫn được đề bạt. Vùng Cổ Đình này tuy nói là vùng nghèo nàn lạc hậu nhưng tốt xấu gì cấp bậc chức vụ cũng còn mà. Đội trưởng Vương đến đó cũng đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an địa khu, coi như là chủ quản chân chính một phương rồi. Vu Chí Hải cười nói, sau đó liếc sang Diệp Phàm, nói tiếp. Đến lúc đó cậu nói cho Vương Triều một tiếng, tôi cũng muốn đến Cổ Đình dạo chơi, ủy ban kỷ luật cũng có chút chuyện. Kể ra cũng hổ thẹn, địa khu Cổ Đình cách tỉnh thành quá xa, tôi lên chức vẫn còn chưa đi đến đó. Xin cảm ơn.
Diệp Phàm gật đầu, hắn biết Phu Chí Hải xuống là để nâng đỡ. Có một phó bí thư thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nâng đỡ, sau này cuộc sống của Vương Triều cũng sẽ khá hơn. Chí ít có người muốn làm khó cậu ta thì cũng phải nghĩ đến người nâng đỡ. Ha ha, đừng có quên lão họ Túc này nhé. Túc Nhất Tiêu cười nói. Sao quên được chứ, lúc đó, bác đi giám sát chút gì đó, thì uy một chút nhỉ. Diệp Phàm trêu ghẹo nói. Tôi nào dám, có trưởng ban như cậu ở đây, đám quan lại người ta như ong vỡ tổ bao vây quanh cậu. Túc Nhất Tiêu tôi đã là củ hành tây gì chứ, rồi lại đến anh Vu kia lóe lên, các quan trốn còn không kịp kìa. Túc Nhất Tiêu tâm tình vui vẻ, pha trò cười. Nói cũng đúng, người ta sợ tôi, đương nhiên tránh xa tôi. Tôi với ông em Diệp đúng là tương phản, cậu ấy cấp mũ quan, tôi hãi mũ quan. Hình như hơi giống Hắc Bạch Vô Thường trong Điện Diêm La đấy nhỉ. Phu Chí Hải cũng cười sảng khoái. Mẹ nó, Ôn Vịch này cuối cùng cũng chút đi rồi. Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tương Tiểu Lâm mở miệng mắng, liếc mắt nhìn Hạ Ý Công nói. Lão Hà, giờ anh có thể phục chức rồi. Hạ Ý Công vốn đảm nhiệm chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, sau đó bộ Vương Triều chen đến giành mất chức đội trưởng. Thằng nhãi này trong bụng chứa toàn lửa giận chưa cách nào phát tác được. Chương 1373, Silicon Valley của Trung Quốc. Điều đó đương nhiên là vì cha của Hạ Ý Công ở Sơn Trang Đông pha giả ngu, làm cho Vương Triều bị mất một tay. Việc này lúc đó tất nhiên là do quản phi nhờ lão Hà làm. Sau khi Diệp Phàm biết được điều này thì hiển nhiên ngầm ra tay trả đũa, đã báo cho Trần Bố Hòa và Giám đốc Sở. Hạ Ý Công đương nhiên không có kết quả tốt đẹp gì, bị điều chuyển công tác. Phục chức đội trưởng cảnh sát ư, khó đấy. Hạ Ý Công lắc đầu, giọng chua xót. Sao lại không thể, quan hệ giữa bố anh và bí thư quản rất tốt kia mà. Trước đây, nghe nói, chính bí thư quản là do bố anh tiến cử lên. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây chứ. Hơn nữa, dựa vào quan hệ của anh và quản phi, bí thư quản sao có thể quên nhà họ Hà các anh được. Tưởng Tiểu Lâm giả vờ ngạc nhiên hỏi, tất nhiên là cố tình khích bác Hạ Ý Công. Tưởng Tiểu Lâm nhờ rất nhiều người nói giúp, muốn đưa bố của y ra khỏi cục. Kết quả là Vương Triều cứng rắn không đồng ý. Sau này, mới biết rằng ông chủ của Vương Triều chính là Diệp Phàm, tất nhiên là trút luôn khoản nợ khó đòi này lên đầu Diệp Phàm. Bây giờ giật dây Hạ Ý Công, chỉ là muốn gợi lại nỗi hận của gã với Diệp Phàm mà thôi. Còn Tưởng Tiểu Lâm cũng muốn đòi lại thể diện phải không nào? Vương Triều bị Quản Nhất Minh và Cổ Hoài cấu kết với nhau, kết quả bị đưa tới vùng Cổ Đình nhưng thực ra là đi xung quân. Diệp Phàm giờ mất đi một cánh tay đắc lực, Tưởng Tiểu Lâm nhận thấy thời cơ đã chín mùi nên y muốn kiếm chuyện. Ha ha, chuyện này phức tạp đấy anh Tưởng. Hạ Ý Công lắc đầu, sắc mặt càng khó coi. Anh Hà, cái này hình như không phải là phong cách của anh. Hạ Ý Công mà tôi từng thấy là người hăng hái, một đội trưởng cảnh sát hình sự cường tráng rắn giỏi kia. Tưởng Tiểu Lâm nói vẻ bất mãn. Mẹ kiếp, tôi sợ ai chứ? Hạ Ý Công đột nhiên nổi giận, cầm chiếc cốc trên bàn bóp thật mạnh. Xem ra, gã đã bị đồng chí Tiểu Tưởng này chọc giận. Nháy mắt, Hạ Ý Công ngồi xuống, điềm nhiên nói. Việc của bố cậu đã giải quyết được chưa? Thằng nhãi này, tất nhiên cố ý kích Tưởng Tiểu Lâm. Biết đây là nỗi đau của y liền chọc vào, vết thương lại nhức nhối. Đây là thủ đoạn hiệu quả nhất lại thường dùng nhất để gây khó dễ với người khác. Nhanh thôi, chỉ cần Vương Triều đi là mọi việc sẽ được giải quyết. Đến lúc anh trở về đội cảnh sát hình sự, việc này tôi phải nhờ anh đó. Tưởng Tiểu Lâm nhìn Hạ Ý Công một cái, cố tình nịnh bợ. Anh Tưởng này, tôi đã nói rồi, tôi chưa chắc được trở về đội cảnh sát hình sự đâu. Hạ Ý Công nói, gã có cảm giác như mình bị Tưởng Tiểu Lâm đâm trúng nỗi đau. Phải chăng có chút gì nho nhói? Đừng giận, anh Hà, tôi nói vậy là có cái lý của tôi. Tôi cũng đâu hại gì đến anh. Anh thử nghĩ xem, anh thấy việc trở về đội cảnh sát hình sự là khó ở chỗ nào? Tướng Tiểu Lâm cười bí hiểm, liếc mắt nhìn Hạ Ý Công một cái. Tất nhiên là vì tên Trần Bố Hòa rồi, hắn là giám đốc sở nên việc bố trí công tác đều do ông ta chỉ đạo. Hạ Ý Công nhận xét về Trần Bố Hòa. Bản thân mình cũng bị chính ông ta cứng rắn phạt chuyển từ vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự sang đội trưởng đội trị an. Tuy về cấp bậc không thay đổi nhưng Hạ Ý Công vẫn có cảm giác như bị người khác dùng dao đâm. Làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự oai phong hơn nhiều,
cảnh sát đều phải tôn trọng chính mình làm đội trưởng đội trị an chỉ làm những việc vặt vãnh, không thoải mái chút nào. Thì đúng rồi, chỉ cần túm được tên Trần Bố Hòa là có thể giải quyết được rồi. Tưởng Tiểu Lâm cười nhạt, có vẻ đã tính toán kỹ càng từ trước. Túm được ư? Con người của Hạ Ý Công lồi ra, nhìn chằm chằm Tưởng Tiểu Lâm. Phải biết Trần Bố Hòa đường đường là một giám đốc sở phó bí thư ủy ban chính pháp, sao có thể nói túm được là túm được. Anh cứ nói thật với tôi, anh còn muốn làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự nữa không? Hay là còn muốn CT ăn thêm một bậc? Tưởng Tiểu Lâm hỏi. Dù là thằng ngốc cũng muốn. Hạ Ý Công có chút mơ hồ, y không biết gã này trong bụng đang nghĩ gì. Thế thì đúng rồi, cha anh trước kia là cán bộ cũ ở tỉnh chúng ta. Bạn bè cùng học cũ ở Việt Đông của chúng ta cũng không ít đâu. Mà mối quan hệ của Trần Bố Hòa và Diệp Phàm rất thân thiết, chắc hẳn bí thư quản cũng không muốn thấy chuyện này xảy ra. Kể ra, tập đoàn Dương Điền thì cũng lôi kéo được rất nhiều mối quan hệ. Nếu không có Trần Bố Hòa thì có lẽ quản phi sẽ không ra nông nỗi này. Vì thế, trong lòng ông ta chắc chắn cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, Trần Bố Hòa cũng bắt tay với bí thư Triệu, chủ tịch Uông cảm thấy thoải mái trong lòng được không? Đến lúc đó, có chuyện gì anh đứng dậy hô lên một tiếng thì sẽ có nhiều người hưởng ứng. Anh thử ngẫm lại xem, nếu như Trần Bố Hòa bị giáng chức thì Diệp Phàm đâu còn được sở trưởng sở công an ủng hộ nữa, hắn còn có thể vênh mặt đi đâu được chứ? Hơn nữa, lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm là bí thư quản. Đến lúc đó, loại bỏ những người ủng hộ hắn trước, chỉ còn lại mình hắn, bí thư quản không phải càng dễ xử lý hắn sao? Tưởng Tiểu Lâm thản nhiên nói. Trông rất giống sư gia của quan lại phong kiến. Còn người hiện đại gọi là cố vấn, chính là người tham mưu. Tôi thật sự hy vọng được nhìn thấy cảnh này, nhưng giám đốc sở Trần đâu phải bùn đất chứ. Hạ Ý Công lắc đầu, nhìn Tưởng Tiểu Lâm một cái, nói tiếp. Dù cho trước đây cha tôi vẫn còn mấy cấp dưới cũ nhưng người đi thì trà cũng lạnh. Đạo lý này lẽ nào anh không hiểu sao? Hơn nữa, lòng dạ chủ tịch Uông ai mà biết được. Vả lại. Mối quan hệ của Trần Bố Hòa và Bí Thư Triệu có chút gì đó không rõ ràng. Chưa nghe nói Trần Bố Hòa làm chó trông cửa cho Bí Thư Triệu. Trái lại, tên Diệp Phàm kia dán mác là chó gác cổng cho nhà họ Triệu ngay trên trán. Nếu điều này thực sự ảnh hưởng đến Diệp Phàm thì Bí Thư Triệu lại không nhúng tay vào ư. Ở Việt Đông này, Bí Thư Triệu là số một, mà còn là ủy viên Bộ Chính trị nữa, thân thế Triệu gia rất mạnh, ai có thể lật đổ con chó Diệp Phàm của nhà họ Triệu chứ? Bên trái Hạ Ý Công là Diệp Cẩu và bên phải hắn là Triệu Cẩu. Tự dưng gã hận Diệp Phàm tới tận xương tủy, Tưởng Tiểu Lâm cũng thế. Hai loại người này hợp lại chắc chắn sẽ sinh chuyện. Có thế lực thì có tác dụng gì chứ? Trần Bố Hòa thật sự phạm tội gì thì nhà họ Triệu cũng không bảo vệ được hắn đâu. Đến lúc đó, nếu điều tra được giao dịch giữa Diệp Phàm và Trần Bố Hòa thì sẽ lãi lớn. Ở Việt Đông không chỉ có Triệu Sương Sơn, còn có Chủ tịch Uông. Những người như bí thư quản hay cổ hoài, có ai phục ông ta chứ? Bề ngoài mọi người đều hòa thuận vậy thôi, nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì thì ai mà đoán được. Tưởng Tiểu Lâm nói giọng mỉa mai, đột nhiên, mặt y biến sắc nói tiếp. Này, anh Hà, rốt cục anh có làm không? Làm cái gì, dù sao cũng phải có việc mới làm được chứ. Hạ Ý Công nói, cho rằng Tưởng Tiểu Lâm hơi ép người người. Hạ Ý Công ông đây tốt xấu gì cũng từng là thái tử gia ở tỉnh. Tuy nói, hiện tại ông đây đã rút lui nhưng lạc đà gầy cũng hơn con ngựa lớn. Tưởng Tiểu Lâm mày chỉ là thứ đồ chơi, một loại mụn nhọt mà thôi. Chúng ta cùng bắt tay túm Trần Bố Hòa. Nếu làm thì cần phải làm một vố to chứ. Anh dám làm không? Tưởng Tiểu Lâm lạnh lùng nói. Anh nói đi, là chuyện gì? Hạ Ý Công lông mày dựng ngược lên nói. Nếu muốn phục chức hay muốn được đề bạt thì cần phải lật đổ Trần Bố Hòa. Nếu không dựa vào mối quan hệ của Trần Bố Hòa với Diệp Phàm thì Hạ Ý Công biết một mình gã sao thể diễn trò được. Trần Bố Hòa nuôi bổ nhí tên là Tưởng Tiểu Lâm thì thầm. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm cùng với Trương Lâm Hoa và thư ký Ngô Ngôn lên đường. Trạm thứ nhất mà Diệp Phàm tới là thành phố Thâm Quyến, được xem là cửa ngõ cải cách mở cửa. Trong số những cán bộ được cử xuống tình nguyện vùng Tây Tạng, Tân Cương lần này thì cán bộ ở thành phố Thâm Quyến chiếm số lượng khá lớn. Chỉ có như vậy, mới thể hiện được tình cảm anh em hữu nghị của tỉnh Việt Đông với Tây Tạng. Hơn nữa, cán bộ Thâm Quyến có tầm mắt rộng mở, tư tưởng tiến bộ nên có rất nhiều cán bộ làm kinh tế giỏi.
những đồng chí này xuống Tây Tạng thực sự cũng có thể giải quyết một số vấn đề nảy sinh lúc bấy giờ. Huống hồ thành phố Thâm Quyến tương đối phát triển, lại là vùng đặc khu nên tình hình tài chính cũng khá tốt. Nhìn từ phương diện kinh tế và vật chất mà nói thì cũng có thể giúp đỡ một số tỉnh nghèo. Bởi vì những địa phương ở Tân Cương, Tây Tạng mà có cán bộ được cử xuống chắc chắn là những vùng cần sự trợ giúp này. Những vùng này đều có nền kinh tế khá lạc hậu. Cử những cán bộ này đi tạm giữ chức, mục đích chính cũng là để thay đổi tình hình nghèo khó của vùng này. Tuy rằng không thể đề ra yêu cầu quá cao nhưng trên thực tế vẫn có một vài thay đổi nho nhỏ. Chủ yếu là đưa lý luận vào thực tiễn. Thành phố Thâm Quyến, còn gọi là Bằng Thành, một vùng đất nằm bờ phía đông vùng châu thổ sông Châu Giang, là đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc do Bộ Ngoại giao phê chuẩn thiết lập chính thức vào ngày 26 tháng 8 năm 1980. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Thâm Quyến từ một thị trấn nhỏ từng ngày đã trở thành một thành phố hiện đại mới có sức ảnh hưởng nhất định với quốc tế, thu hút sự chú ý của thế giới với tên gọi tốc độ Thâm Quyến. Trong báo cáo năng lực cạnh tranh của các thành phố Trung Quốc, sách bìa trắng năng lực cạnh tranh của các thành phố Trung Quốc trong 2000 năm mà Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố, bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh trong suốt 2000 năm trở lại đây của hơn 200 khu vực cấp thành thị trở lên cho thấy Thâm Quyến là một trong 6 thành phố đứng đầu bảng. Đây là một vị trí đáng mừng, phải biết rằng đây là bảng xếp hạng trong cả nước. Thâm Quyến, cửa ngõ cải cách mở cửa, quả nhiên khác biệt lạ thường. Nhìn một thành phố hiện đại hóa đang nhô mình sừng sững, Diệp Phàm không khỏi có chút thán phục. Bởi vì trước đó không đánh tiếng với các vị lãnh đạo thành phố Thâm Quyến, nên cũng chẳng ai đến làm phiền, đón tiếp gì cả. Hừ, nói ra chỉ e anh sẽ cười cho. 20 năm trước, hồi đó tôi chỉ là một kỹ sư công nghệ quen. Lúc mới đến nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ. Các sếp rất tin tưởng tôi, đề bạt tôi đến đây nhận chức phó chủ tịch thị trấn. Lúc đó, tôi còn lưu luyến, không chịu đến. Trong mắt tôi, căn bản là xem thường cái thị trấn được mở rộng phát triển từ làng chài này. Nhưng ai ngờ, chỉ trong khoảng 20 năm đó, một câu nói của thủ trưởng khi đi tuần phía Nam lúc đó mà Thâm Quyến đã phát triển và trở thành một thành phố hiện đại mới nổi. Hơn nữa, quê hương của chúng tôi là đặc khu kinh tế lớn nhất. Nếu năm đó tôi không rời xa nơi này, có lẽ, hai. Trương Lâm Hoa nói đến đây, lòng gợi chút ưu buồn. Ha ha, hối hận rồi hả? Đời người đâu phải lúc nào cũng có cơ hội. Có lẽ nếu anh còn ở lại lúc đó thì chỉ ít giờ đây cũng giữ chức phó chủ tịch tỉnh rồi. Tuy nhiên, cơ hội mất đi thì không phải bây giờ anh đã tìm lại được rồi sao? Diệp Phàm cười nói, nhìn ra xung quanh và nói tiếp. Quả là rất hiện tại, quả thực là quá nhanh. Anh xem, từng hàng nghi ơi ở thây hối hả thi làm, giống nhí thi thánh trận vậy. Kiểu làm việc nhàn rỗi ở đại lục, một ngày ba chén ní ức chè, thọc một tờ báo e rằng không áp dụng thí ực ở thây rồi. Tôi có chút quá tham lam rồi. Với vị trí hiện giờ của mình, tôi đã cảm thấy rất hài lòng. Nhắc tới Thâm Quyến là phải nói đến phương diện đổi mới và sản xuất công nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển cao mà các nơi khác không thể bì kịp. Khả năng chuyển hóa công nghệ đặc biệt mạnh, các tập đoàn sản xuất kỹ thuật cao bắt đầu xuất hiện, tiếp giáp với Hồng Kông, vị trí là khu kinh tế ưu việt, quan niệm buôn bán kiếm tiền mưu cầu danh lợi, thái độ lao động tích cực, ý thức cạnh tranh mãnh liệt. Chí tiến thủ không bằng lòng với hiện tại cùng với sự cởi mở được hình thành từ giao thoa với dân nhập cư mới, khoan dung, không khí đổi mới khiến cho văn hóa có sức cạnh tranh lớn nhất. Việc buôn bán với nước ngoài đã khiến Thâm Quyến phát triển với tốc độ cao hơn hẳn các thành phố khác, mở ra năng lực cạnh tranh đứng thứ nhất, kỹ thuật quy hoạch kiến thiết cơ sở hạ tầng rất tiên tiến, cạnh tranh trong cả nước, ở đất nước chúng ta, Thâm Quyến có nhiều khả năng nhất trở thành vua trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp kỹ thuật cao. Trương Lâm Hoa xúc động nói. Chương 1374, rất nể mặt. Xem ra, tình cảm của anh đối với Thâm Quyến rất sâu đậm nhỉ. Anh không quên được, cho nên thường xuyên chú ý đến sự thay đổi của nó. Trong những lời anh vừa nói, tôi cảm nhận được hơi thở của Thâm Quyến, một loại hơi thở phát triển hiện đại tốc độ cao. Diệp Phàm cười nói. Vâng, kỳ thật, những lời tôi vừa nói đều xem từ một số tạp chí mà ra. Những lời của các học giả nói, tôi chỉ bảo sao hay vậy thôi, ha ha. Trương Lâm Hoa cười nói, mặt mày rạng rỡ. Không riêng gì các anh mới nói như thế. Trên thực tế Thâm Quyến vốn đã như vậy rồi. Một số những điều các học giả nói còn chưa đầy đủ, nhưng từ quan điểm vĩ mô mà nói thì vẫn là phù hợp với tốc độ phát triển của Thâm Quyến. Lúc này, bên cạnh có một âm thanh vọng đến.
Diệp Phàm vừa quay đầu lại nhìn, phát hiện khuôn mặt hiền lành của một người trung niên. Hóa ra người này đã sớm đứng ở một bên lắng nghe, kịp thời phát biểu quan điểm của bản thân. Quan sát cách ăn mặc thì thấy người này mặc bộ com lê chuẩn mực, cà vạt thắt rất ngay ngắn, hẳn là cán bộ nhà nước rồi. Vì thế, Diệp Phàm cười nói. Đồng chí này, hẳn là làm trong chính phủ đúng không? Chính phủ, cứ cho là như vậy đi. Người trung niên cười cười. Cứ cho là như vậy, nghĩa là sao? Không phải là từng công tác ở chính phủ đấy chứ? Trương Lâm Hoa cười nói. Ha ha! Người trung niên chỉ cười không đáp, nhìn ba người Diệp Phàm một cái, anh thanh niên bên cạnh mang theo một tập công văn há miệng đang muốn trả lời, nhưng bị người trung niên đó hơi hơi chừng mắt nhìn liền ngậm miệng lại. Diệp Phàm vừa thấy, biết người này chắc hẳn có chút lai lịch. Người thanh niên kia có thể là người thư ký của người trung niên này. Mà xem tướng mạo người này thì ắt hẳn là nhân vật có quyền lực nhất định ở thành phố Thâm Quyến. Trong lòng nghĩ không phải mình đang muốn tìm hiểu tư tưởng cán bộ sao. Thế là Diệp Phàm cười nói. Thâm Quyến là đặc khu cải cách mở cửa tiên phong, TRPMG phát triển kinh tế, tiến vào phương diện hiện đại hóa dẫn đầu các tỉnh thành trong cả nước. Điều này gắn liền với tố chất của các cán bộ địa phương, không có hiệu suất làm việc cao, tác phong nhanh nhẹn linh hoạt, đội ngũ cán bộ đoàn kết một lòng thì cũng không có thành phố Thâm Quyến phồn hoa như ngày hôm nay. Nói xong còn đánh ánh mắt về phía Trương Lâm Hoa, Trương Lâm Hoa vừa nghe, bèn nhìn thoáng qua người trung niên, sau khi nhìn, chợt hiểu ra. Chỉ ngón tay vẫy vẫy nhẹ về phía Diệp Phàm liền nhìn theo hướng ngón tay của Trương Lâm Hoa. Mới phát hiện ra chiếc xe Audi cách đó không xa, mang biển của Ủy ban Nhân dân thành phố Thâm Quyến. Audi là ô tô chuyên dùng cho cán bộ, ở thành phố ít nhất cũng phải là phó chủ tịch thành phố hoặc mấy nhân vật số một ở thành phố mới được ngồi chiếc xe này. Chẳng hạn như nhân vật đứng đầu của Cục Tài chính, đáng lẽ theo quy định thì cán bộ không được đi xe này. Tuy nhiên đơn vị có tiền vượt chỉ tiêu thì cũng chẳng có ai để ý đến việc này, dù sao đó cũng là tiền của nhà nước. Đúng vậy. Nghe nói lần này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chuẩn bị điều động một số cán bộ từ thành phố Thâm Quyến đi Tây Tạng và Tân Cương. Cán bộ Thâm Quyến có tầm mắt nhìn xa trông rộng, đi chi viện cho Tây Tạng và Tân Cương càng có thể thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, dần dần cải thiện cuộc sống dân sinh. Trương Lâm Hoa thuận miệng cười nói. Quả nhiên, tai của người trung niên kia khẽ động đậy, có chút kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm và Trương Lâm Hoa, lại nhìn về phía chiếc xe mà Diệp Phàm lái cách đó không xa. Phát hiện cũng là một chiếc Audi A4. Người trung niên liếc mắt một cái, anh thư ký ôm công văn kia lặng lẽ đến đằng trước chiếc xe mà Diệp Phàm đi. Sau khi trở về hơi lắc đầu, chắc hẳn không phát hiện ra manh mối gì từ biển số xe, từ đó phủ nhận suy nghĩ Diệp Phàm là cán bộ từ trên tỉnh xuống. Đó là bởi vì Diệp Phàm bảo Trương Lâm Hoa tạm thời thay biển số xe. Đây là biển số xe mượn của Lý Siêu Đầu dùng tạm. Và lại, Diệp Phàm thực sự là rất trẻ. Cho dù có công tác trên tỉnh thì chức vụ không thể là cán bộ cao cấp được, không thể có khả năng lái chiếc xe loại Audi. Mấy vị là từ tỉnh xuống phải không? Người trung niên điềm nhiên cười nói. Lâm Hoa thản nhiên gật gật đầu. Tin tức này của anh nghe được từ đâu vậy? Người trung niên hỏi. Ha ha! Trương Lâm Hoa chỉ cười không đáp, tuy nhiên, bộ dáng rất thật cho thấy, việc này tám phần là có khả năng. Việc này tôi cũng nghe nói qua. Văn kiện đều phát đến thành phố của chúng tôi. Người trung niên cười nói. Tuy nhiên chuyện lần này thật nực cười. Điều kiện yêu cầu rất hà khắc, chắc hẳn đồng chí này đã xem qua rồi. Diệp Phàm cười nói. Ừ, xem thì xem qua rồi. Hai. Người trung niên đột nhiên thở dài, lại còn lắc lắc đầu. Xem ra cán bộ cấp dưới đều không hài lòng nhỉ. Diệp Phàm thở dài, cố tình để lộ ra. Làm cho người ta cảm giác bản thân chính là người từ tỉnh ủy xuống. Đồng chí này chắc công tác ở tỉnh ủy, không biết là ở bộ phận nào. Người trung niên quả nhiên bắt đầu tò mò. Ban tổ chức cán bộ. Diệp Phàm gật đầu, dù sao cũng tiếp cận đến cốt lõi vấn đề rồi, làm cho dứt khoát luôn. Bộ phận tốt đấy, đúng là đồng chí từ ban tổ chức cán bộ xuống. Tôi thật muốn hỏi nhỏ hai câu, không biết việc chi viện cán bộ cho Tân Cương. Tây Tạng lần này có phải điều động từ thành phố của chúng tôi không? Người trung niên hỏi. Đương nhiên là thật, hơn nữa còn điều động cán bộ cấp tương đối cao. Diệp Phàm gật đầu. Tương đối cao, không biết là cán bộ cấp nào. Ví dụ như là cấp lãnh đạo cục, cấp lãnh đạo sở hay là cấp nhân viên.
Người trung niên vẻ mặt điềm tĩnh, hỏi. Cái này còn chưa cụ thể, xem điều kiện mà chọn thôi. Diệp Phàm nhìn người trung niên một cái, nói. Chúng tôi hôm nay xuống đây là để lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Không biết đồng chí đây làm ở bộ phận nào của ban tổ chức cán bộ. Người trung niên cuối cùng muốn thăm dò đến cùng. Còn anh thì sao, ở Ủy ban Nhân dân thành phố, chức vị cũng không thấp đâu nhỉ? Diệp Phàm không đáp, thản nhiên hỏi. Ha ha, cứ xem là thế, cũng được coi là cán bộ bậc trung. Người trung niên cười nói. Vị này là phó chủ tịch thành phố Trương của chúng tôi. Anh thư ký bên cạnh quả nhiên để lộ chân tướng, đương nhiên là đã được sự đồng ý của người trung niên. Anh thư ký kia nói xong, thản nhiên liếc xéo Trương Lâm Hoa một cái, lộ rõ một chút tự đắc. Phó chủ tịch thành phố Trương, không phải là phó chủ tịch thành phố Trương Minh Trọng đó chứ? Đối với cán bộ cấp sở trưởng trở lên, Trương Lâm Hoa vẫn nhớ khá rõ. Đương nhiên cũng là cấp cao của thành phố thì ông ta mới có thể nhớ được. Ha ha ha, anh cũng biết tên của tôi. Người trung niên cười sang sảng. Vậy anh là cán bộ của bộ phận nào ở ban tổ chức cán bộ? Trương Minh Trọng cười hỏi. Ha ha, tôi là giữ chức ở phòng cán bộ 1, cũng họ Trương, cùng họ với anh. Trương Lâm Hoa cười nói. Là trưởng phòng Trương à, hoan nghênh anh đến thâm quyến. Giọng nói của Trương Minh Trọng từ thái độ dửng dưng chuyển sang khá lễ phép. Hơn nữa, tay cũng đưa ra, nhưng không thấy có biểu hiện chuyển động. Hình như đang chờ Trương Lâm Hoa bước lên chủ động đến bắt tay. Diệp Phàm biết rằng, Trương Minh Trọng đang giữ thế, bởi vì Thâm Quyến là thành phố cấp 2. Trương Minh Trọng tuy nói là phó chủ tịch thành phố nhưng cũng là cấp giám đốc sở. Tuy rằng Trương Lâm Hoa là cán bộ của ban tổ chức cán bộ, hơn nữa được phân công quản lý phòng cán bộ một vị trí quan trọng, nhưng đối với Trương Minh Trọng mà nói thì cán bộ cấp giám đốc sở thì lực sát thương cũng không lớn lắm. Trương Minh Trọng đã là cán bộ cấp giám đốc sở. Nếu anh ta tiến thêm một bậc chính là quan to cấp thứ trưởng rồi. Đối với cán bộ cấp thứ trưởng này cần qua được kỳ khảo hạch của ban tổ chức trung ương. Cấp tỉnh chỉ có quyền kiến nghị chứ không có quyền ra quyết định. Mà kiến nghị cũng là do bộ tổ chức cán bộ tỉnh ủy dựa theo ý kiến thi tuyển của ban cán bộ tỉnh ủy. Một trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đối với Trương Minh Trọng mà nói cũng không quan trọng lắm. Tất nhiên, Trương Lâm Hoa cũng biết điểm này. Bước lên phía trước bắt tay Trương Minh Trọng coi như đánh tiếng chào hỏi. Trưởng phòng Trương, hẳn là xuống vì việc công. Tôi lấy tư cách là chủ nhà của Thâm Quyến, cùng đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố, anh thấy thế nào? Trương Minh Trọng cũng khá lễ phép nói. Điều này tôi thực không tự quyết định được. Trương Lâm Hoa nói xong liền quay đầu nhìn Diệp Phàm. Trương Minh Trọng nhìn thấy, lập tức kinh ngạc trong lòng, thầm nhủ chẳng lẽ người thanh niên này có lai lịch gì? Vậy thì đi dạo Ủy ban Nhân thành phố. Diệp Phàm gật đầu cười. Đồng chí này là... Trương Minh Trọng hỏi. Anh ấy là lãnh đạo của tôi, được phân công quản lý phòng cán bộ một trưởng ban Diệp Phàm. Trương Lâm Hoa thản nhiên cười nói. Ái chà, là trưởng ban Diệp tới à? Cái này, Trương Minh Trọng tôi quả là thất lễ quá. Lần này, Trương Minh Trọng bước sang một bước, đưa tay ra trước. Ha ha, tôi chỉ muốn đến đi dạo. Đi loanh quanh nghe ngóng các ý kiến của đồng chí về việc chi viện Tân Cương, Tây Tạng. Diệp Phàm thản nhiên cười, bắt tay Trương Minh Trọng. Tuy nói Trương Minh Trọng là cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng nếu đem so sánh với chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì có vẻ nhẹ hơn một chút. Tuy rằng cấp dưới của Diệp Phàm không bì được với của Trương Minh Trọng nhưng chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy vẫn có mức ảnh hưởng nhất định đến Trương Minh Trọng. Người có thể leo lên vị trí này không thể nào không có năng lực được. Hơn nữa, nghe nói Diệp Phàm là do Triệu Sương Sơn cất nhắc. Hắn thực là đại diện cho Triệu Sương Sơn nhân vật số 1 Việt Đông này. Cho nên Trương Minh Trọng vội khom người, niềm nở hẳn lên. Xe của Trương Minh Trọng đi trước dẫn đường tiến thẳng về Ủy ban Nhân dân thành phố. Xe vừa đến trụ sở đại viện thành phố thì đã thấy hơn mười mấy đồng chí mặc Âu phục đứng chờ. Xem ra, Trương Minh Trọng đã ra chỉ thị nghênh đón từ trước. Đồng chí chủ tịch thành phố Phạm Nhất Bình vẻ mặt tươi cười đứng dẫn đầu mười mấy người. Diệp Phàm vừa xuống xe đã lao nhanh mười mấy bước về phía trước. Phạm Nhất Bình là cán bộ cấp phó tỉnh, đứng ở cổng lớn nghênh đón đã là rất nể mặt rồi, cho nên sao có thể để người ta tiến đến đây? Hẳn là do Triệu Sương Sơn ngầm ra mặt, bằng không Phạm Nhất Bình sẽ giữ thế, chắc chắn là sẽ không tới.
hai bên cùng ân cần chào hỏi vài câu thoáng cái đã vào đến phòng khách. Trưởng ban Diệp hôm nay xuống đây có việc gì xin cứ nói. Thành ủy bên kia vẫn còn một phòng hội nghị, đợi lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Phạm Nhất Bình vẻ mặt ôn hòa, cười nói. Người này không đến 50 tuổi, tóc tai gọn gàng, trông rất phong độ. Ha ha, hôm nay thứ nhất là muốn xuống đây dạo quanh chút thôi, nghe ngóng ý kiến của mọi người về việc chi viện Tân Cương, Tây Tạng lần này. Thứ hai, cuộc khảo hạch sinh viên đại học vào cơ quan trực thuộc cấp tỉnh lần này được ban tổ chức quyết định tiến hành ở thành phố các anh. Cho nên tôi tiện thể xuống đây xem xét tình hình chuẩn bị thôi. Diệp Phàm cười nói, nhìn Phàm Nhất Bình một cái rồi nói tiếp. Chủ tịch thành phố Phàm nếu bận xin cứ đi trước, Diệp Phàm tôi không dám quấy rầy. Không biết trưởng ban Diệp có muốn nói chuyện với những đồng chí này không, chúng tôi sẽ thông báo cho họ một chút. Lúc này, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lưu Tinh vẻ mặt mới nghiêm túc hỏi. Việc này để trưởng phòng Trương nói một chút đi. Diệp Phàm cười, thử Trương Lâm Hoa một chút. Chương 1375, chẳng lẽ thật sự phải động đến bộ máy hai địa khu? Mấy hôm trước tài liệu về vấn đề viện trợ cho Tây Tạng Tân Cương chúng tôi đã phát đến các cơ quan trực thuộc tỉnh và các khu thuộc các thành phố. Nói vậy các anh cũng biết điều kiện chúng cử, lần này, Phó trưởng Ban Diệp ý là muốn cùng các đồng chí bàn về vấn đề này. Phó trưởng Ban Diệp nói, lần này không muốn tổ chức hội nghị nghiêm túc mà lấy hình thức tọa đàm tiệc trà cùng mọi người gặp mặt. Hễ là đồng chí có đủ điều kiện đều có thể tham gia buổi tọa đàm tiệc trà. Trương Lâm Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu Lưu Tinh vừa nói đúng cũng xin ý kiến phê bình của mọi người. Nếu theo điều kiện thông báo thì nhân viên khá nhiều. Phỏng chừng các lãnh đạo phòng, phó phòng thường trực đều có phần. Phía dưới còn có nhân vật số một các huyện, khu đều phù hợp điều kiện, có phải thông báo cho tất cả mọi người trở về không? Lưu Tinh vừa hỏi. Thông báo cho toàn bộ trở về thì không cần thiết, chọn nhân vật trọng điểm thông báo là được. Về phần một số các lãnh đạo địa phương, có đại diện được thông báo là được. Chúng tôi không muốn làm trong phạm vi lớn nói chuyện phiếm, chỉ là mang tính đại diện. Diệp Phàm nói. Phó trưởng Ban Diệp, nếu không, anh tới nhà khách tỉnh ủy nghỉ ngơi trước, khi nào bắt đầu tiệc trà mời anh định thời gian. Phàm Nhất Bình nói. Ừ, buổi sáng chắc chắn là không kịp rồi. Tuy nhiên, việc này tôi cũng không vội. Như vậy đi, anh thông báo cho mọi người sáng ngày mai đến khách sạn Khách Đô thì thế nào. Diệp Phàm cười nói. Khách sạn Khách Đô. Phạm Nhất Bình hơi ngạc nhiên, hình như chưa nghe nói bao giờ. Lúc này có một đồng chí dáng hơi mập tiến lên nói. Chủ tịch thành phố, khách sạn Khách Đô anh chưa nghe nói qua nhưng tập đoàn Khách Đô chắc chắn đã nghe nói qua. Tập đoàn Khách Đô, ừ, đúng rồi, có phải là tập đoàn của ủy viên Lý? Phạm Nhất Bình hơi hơi một chút, cũng nghĩ ra. Xem ra danh tiếng của Lý Bánh Mì ở tỉnh khá cao. Đương nhiên ông ta danh vọng cao không phải vì là chủ tịch hội đồng quản trị Khách Đô. Ở Việt Đông, tập đoàn có được tài sản 700-800 triệu không phải ít, ít nhất có mấy ngàn. Danh tiếng của tập đoàn Khách Đô vì sao vang dội, Lý Bánh Mì cũng nổi tiếng vì sao. Đó là vì trong đại hội đại biểu hội đồng nhân dân, ông ta một mình đấu xong một nhóm do phó chủ tịch tỉnh Chu Phương Ninh phụ trách. Nghe nói lúc đó tranh luận rất kịch liệt, phó chủ tịch tỉnh Chu căn bản là không hạ được đài. Sau không nhịn được, muốn lấy uy của lãnh đạo áp chế chủ tịch Lý. Kết quả hoàn toàn ngược lại làm cho một số ít đại biểu liên kết với chủ tịch Lý thiếu chút nữa phải ngã ngửa. Cuối cùng vẫn là phó chủ tịch tỉnh Lâm Phong ra mặt, đem việc này áp chế xuống. Tuy nhiên, từ đó về sau danh tiếng của Lý Bánh Mì ở Việt Đông vang xa. Chu Phương Ninh muốn trả đũa, nhưng nhất thời không có cơ hội ra tay. Hơn nữa Lý Bánh Mì làm ầm ĩ như vậy Chu Phương Ninh muốn trả đũa cũng sợ. Cho nên, phó chủ tịch tỉnh Chu cứ việc hận tới mức ngứa cả răng, cuối cùng cũng có thể kiên trì chịu đựng. Đương nhiên, trong này có nguyên nhân gì khác không, chỉ có Lý Bánh Mì và Chu Phương Ninh biết. Việc này, phó trưởng Ban Diệp, có phải nên tổ chức ở Ủy ban Nhân dân hoặc Thành ủy không? Lưu Tinh vừa hỏi. Không cần, tôi nói rồi, lần này xuống đây mở tiệc trà, thoải mái nói chuyện. Cũng không có gì không thể nói ra. Hơn nữa, khách sạn Khách Đô là nơi tổ chức cho sinh viên sát hạch. Tôi cũng muốn xem một chút, khách sạn Khách Đô có năng lực tổ chức một hoạt động có hợp hay không. Diệp Phàm khoát tay nói. Khách sạn Khách Đô nghe nói còn không phải cao cấp, tuy nhiên khách sạn này tôi đã đi qua. Vừa mới khai trương, cũng không tệ lắm.
là Lý Đông Kỳ muốn làm kinh doanh khách sạn, trình độ và tiêu chuẩn đạt đến tiêu chuẩn cao cấp, nghe nói do số phòng không đủ nên mới không đạt đến hạng cao cấp. Cũng là hưởng thụ dịch vụ cao cấp, giá cả lại phù hợp. Đồng chí Béo cũng gật đầu nói. Người này cảm thấy ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn đem việc sát hạch sinh viên đặt ở khách sạn. Chắc Lý Bánh Mì quan hệ với tỉnh ủy khá tốt, đặc biệt, quan hệ với vị phó trưởng ban Diệp này khá là sâu sắc. Cho nên, y hình như nghe thấy gì đó, lúc này tặng ân tình thuận nước song thuyền. Tiện thể giới thiệu khách sạn khách đô với mấy người ủy ban nhân dân thành phố. Đồng chí này là... Diệp Phàm nghe xong tự nhiên rõ cố ý hỏi. Y là phó trưởng ban thư ký thành ủy, tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Giang Tài Mậu. Phàm Nhất Bình cười nói. Ừ, trưởng ban thư ký Giang, sáng mai tổ chức tiệc trà còn phải phiền đến cậu một chút. Lần này chúng ta xuống đây chưa có chuẩn bị gì, trái cây và vài thứ linh tinh phiền cậu để ý một chút. Chủ tịch Phàm, có ý kiến gì không? Diệp Phàm vẻ mặt thân thiết nửa đùa nửa thật, cười nói. Có ý kiến gì, phó trưởng ban Diệp đều là mời khách quý. Phàm Nhất Bình gật gật đầu quay người nói với Giang Tài Mậu nói. Trưởng ban thư lý Giang. Cần phải làm việc này cho tốt. Tôi biết, chủ tịch. Phó trưởng ban thư ký Giang gật gật đầu nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt nịnh nọt, cười nói. Phó trưởng ban Diệp cần việc gì cứ việc đề xuất, nếu phục vụ không tốt, chủ tịch Phàm chắc đánh đòn. Ha ha ha. Trưởng ban thư ký ngẫu hứng trêu, cũng làm cho mọi người cười. Việc này cứ để anh và trưởng phòng Trương cùng nhau làm việc đi. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Sau đó, Phạm Nhất Bình và Lưu Tinh đi họp, Diệp Phàm cùng Phó Chủ tịch thành phố cũng đi muốn đi dạo Thâm Quyến. Gần buổi trưa, di động của Trương Ngôn vang lên, nghe xong chuyển điện thoại cho Diệp Phàm nói. Trưởng ban Diệp, ông Hoàng ở thành ủy Thâm Quyến gọi điện. Xin chào anh Hoàng, tôi là Diệp Phàm. Vốn buổi sáng muốn đến hỏi thăm anh, tuy nhiên, nghe Chủ tịch Phàm nói là các anh buổi sáng nay họp, cho nên, tôi không đến quấy rầy, xin thứ lỗi, ha ha. Diệp Phàm trong lòng ngạc nhiên nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi trước. Người phải nói xin tha lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi là chủ ở đây, cậu là khách ở xa đến. Ha ha! Phó trưởng ban Diệp, đến giờ ăn cơm rồi, cậu sẽ không chê là thành ủy chúng tôi đến cơm cũng không mời nổi chứ? Hoàng Vĩ Bình cười, mời. Sao có thể, các anh là đặc khu, là nơi đi đầu trong cải cách, là mô hình cho các thành phố lớn. Hơn nữa, nói về kinh tế, các anh xếp trong top 3 của tỉnh, sao có thể đến bữa cơm không mời nổi chứ? Lần này xuống đây, tôi đã chuẩn bị tốt để anh chủ trì rồi. Diệp Phàm cười ha hả, nịnh Hoàng Vĩ Bình vài câu khiến ông ta trong lòng khá thoải mái. Hoàng Vĩ Bình mời khách ở nhà khách thành ủy. Nhà khách thành ủy nhìn bên ngoài phong cách khá cũ, nhà cũng phong cách thế, hơn nữa, hơi có vẻ đổ nát. Tuy nhiên, bên trong trang hoàng tuyệt đối không kém khách sạn cao cấp 4 sao thậm chí còn hơn. Hoàng Vĩ Bình khoảng 50 tuổi, vóc dáng vừa phải, khuôn mặt hơi tròn, làm lãnh đạo cấp phó tỉnh, tất nhiên có thân hình uy phong. Diệp Phàm cũng đi nhanh vài bước lên bắt tay. Nghe nói Hoàng Vĩ Bình muốn chen vào danh sách ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, tỉnh Việt Đông là tỉnh lớn có đặc thù riêng, những người có năng lượng như y cũng không ít, cho nên, Hoàng Vĩ Bình không thể thỏa nguyện. Việc này thiếu mấy chữ ủy viên thường vụ. Quyền lực và năng lượng tất nhiên thiếu cũng không ít. Ở Thâm Quyến này, Hoàng Vĩ Bình có thể hô mưa gọi gió, nhưng vừa ra khỏi Thâm Quyết, trên địa bàn khác, chưa ai nể mặt y. Nếu lấy được danh hiệu ủy viên thường vụ, trên toàn tỉnh đến địa phương nào, người ta cũng vây quanh hầu hạ. Chỉ kém mấy chữ, quyền lực khác nhau một trời một vực. Không biết Hoàng Vĩ Bình có ý tứ gì, không ngờ bên trong chuẩn bị 3 bàn tròn lớn, đường kính đến gần 2 mét. Đương nhiên, ở giữa đều có ngăn, Diệp Phàm cũng chỉ là từ nhân viên tiếp đón nhìn ra mà thôi. Sau Hoàng Vĩ Bình giới thiệu qua mới biết, sáng nay thành ủy mở hội nghị, buổi trưa toàn bộ ăn cơm rau dưa. Ngồi ở đó không phải là ủy viên thường vụ thành ủy cũng là phó chủ tịch thành phố, người phụ trách các phòng, giám đốc các sở, cán bộ cấp phó giám đốc sở. Đồ ăn được mang lên, các cán bộ bắt đầu thay nhau oanh tạc. Phó trưởng ban Diệp Phàm. Đương nhiên kính rượu các vị cán bộ đều là kính Hoàng Vĩ Bình và Phàm Nhất Bình trước, sau đó trọng điểm chính là Diệp Phàm. Việc này hình như hai đầu sỏ đã sắp xếp tiết mục rồi, nhiệt tình quá độ. Trương Lâm Hoa dũng cảm xông vào đằng trước, thay Diệp Phàm đỡ đến hai mới chén,
mặt đỏ bừng, Diệp Phàm biết y không được, đương nhiên việc này cũng không thể yếu thế, vì lấy cũng lấy bạc tử ra trận. Tiếp chiêu hơn 10 chén rượu hồng xong, đột nhiên, có một cán bộ mặt gầy đến gần Diệp Phàm, khi kính rượu thuận miệng hỏi. Phó trưởng Ban Diệp, tôi ở phòng tài chính thành phố Điền Thắng Hùng. Nghe nói việc viện trợ cán bộ cho Tây Tạng Tân Cương lần này, là sẽ lấy một nhóm người của thành phố chúng tôi sang đó, việc này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phải chăng đã có quyết định rồi. Anh nghe ai nói việc này đã được quyết định? Diệp Phàm nhìn Điền Thắng Hùng, thản nhiên hỏi. Trong lòng cảnh giác, Điền Thắng Hùng lên tiếng rất khéo léo, dường như có mục đích. Ha ha, đều là truyền miệng, ai đương nhiên tôi không thể nói, việc này anh cũng biết phải không? Điền Thắng Hùng mỉm cười một tiếng, có chút xấu hổ. Không khỏi ngắm Hoàng Vĩ Bình, đôi mắt ưng của Diệp Phàm đương nhiên nhìn thấy những thay đổi nhỏ nhất của Điền Thắng Hùng. Trong lòng giật mình, người này hỏi câu này có phải do Hoàng Vĩ Bình bày mưu đặt kế, Triệu Sương Sơn chỉ điểm mình đến Thâm Quyến và Hải Châu, chẳng lẽ có tính toán đến bộ máy hai địa khu này? Cho nên, đưa mình đến làm đội quân tiền tiêu, xem phản ứng của cán bộ hai thành phố. Mà Hoàng Vĩ Bình từ lúc trước khi Triệu Sương Sơn đến Việt Đông, chắc chắn không phải do Triệu Sương Sơn đề bạt lên, khó không phải là Hoàng Vĩ Bình là người của Chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền. Hai thành phố Thâm Quyến và Hải Châu cấp phó tỉnh, là hai con hổ lớn của Việt Đông, Triệu Sương Sơn nếu muốn nắm hoàn toàn Việt Đông trong tay, trước tiên phải thu phục hai thành phố này. Nói trắng ra, chính là một lần nữa tẩy bài, đem thành ủy hai thành phố này nắm trong tay mới coi như là chân chính nắm trong tay. Đồng chí Điền Thắng Hùng, một tin đồn có thể lấy làm câu hỏi chính thức sao? Nếu truyền ra ngoài, còn tưởng là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng tôi đã quyết định chính thức, hậu quả thế nào, anh nghĩ xem, nghiêm trọng thế nào. Về sau, tôi hy vọng anh có thể chú ý, làm cán bộ của đảng, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không nên nói đừng nói bậy, việc này đơn giản chỉ là nói lung tung thôi. Diệp Phàm cố ý nghiêm mặt hừ một tiếng, tất nhiên là thử phản ứng của Hoàng Vĩ Bình. Chương 1376, chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Phó trưởng Ban Diệp, tôi cũng không nói lung tung, mặc dù là nghe được một ít tin đồn, chúng ta đang ở trên bàn rượu. Ngồi ở đây đều là các lãnh đạo thành phố, sao có thể đem chuyện này nói lung tung? Chẳng lẽ các vị lãnh đạo ngồi ở đây còn không hiểu nguyên tắc đó? Hơn nữa, tôi chỉ là tiện hỏi một chút, nếu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thực sự có tính toán này, cán bộ Thâm Quyến chúng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị, có phải không? Điền Thắng Hùng thấy Hoàng Vĩ Bình không hé răng, biết là ngầm đồng ý. Bởi vậy, tiếp tục mạnh miệng. Bọn tôi đương nhiên tin tưởng, chính anh, lời nói không ổn, tôi nghi ngờ có người không giữ miệng. Trước khi đến đây, ban thư ký của Bí Thư Triệu đã báo cáo vấn đề viện trợ cho Tây Tạng Tân Cương. Diệp Phàm nói đến đây, cố ý tạm dừng một chút, đưa mắt nhìn quanh mọi người một cái, phát hiện, quả nhiên tất cả mọi người đều dựng lỗ tai. Ngay cả Bí Thư Hoàng Vĩ Bình và Chủ tịch thành phố Phạm Nhất Bình vẻ mặt cũng không khác là mấy. Xem ra, chỉ thị của nhân vật số 1 Triệu Sương Sơn mọi người vẫn chú ý, đây là suy nghĩ hướng đi của lãnh đạo, việc này nói lớn thì liên quan đến toàn bộ hướng đi của toàn bộ tỉnh. Diệp Phàm tiếp tục nói. Tôi lúc ấy cùng Bí Thư Triệu nói đến việc lần này toàn bộ cán bộ tỉnh đối với việc viện trợ cho Tây Tạng Tân Cương không được nhiệt tình lắm. Bí Thư Triệu nhíu mày. Chỉ thị nói là một số đồng chí về tư tưởng không được. Chọn nhẹ sợ nặng, muốn ban tổ chức cán bộ chúng tôi chú trọng công tác giáo dục tư tưởng cho các cán bộ. Cho nên, sau khi trở về tôi đến chỗ trưởng ban cổ báo cáo chuyện này. Qua bộ máy của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thảo luận, quyết định tổ chức một lớp học đặc biệt ở trường đảng nhằm vào các đồng chí trước mắt có chút vấn đề về tác phong tư tưởng, thái độ công tác. Một lần tiến hành thử thách đối với các vấn đề này. Đương nhiên, các đồng chí không cần lo lắng cái gì, quẳng đi cục nợ. Lớp học này, đối với các đồng chí ngồi đây mà nói, chỉ là cơ hội để một lần nữa được rèn luyện nâng cao tư tưởng, cũng không phải những đồng chí sẽ xung quân hay cái gì. Vừa rồi nghe đồng chí Điền Thắng Hùng nói, tôi cảm thấy đồng chí Thắng Hùng nên trở thành học viên đầu tiên của lớp học. Diệp Phàm vừa nói đến đây, thấy mặt Thắng Hùng đã tím đen. Quay người lập tức nối với Trương Lâm Hoa của phòng cán bộ một nói. Nhớ tên. Lúc đó đừng quên thông báo xuống. Là phó trưởng ban Diệp nói, tôi đã đem theo sổ, việc này không quên được. Trương Lâm Hoa vừa nghe lập tức lấy ra một túi công văn, lấy từ trong ra một quyển số để ghi chép. Họ Diệp kia, anh nói lời này có ý gì, tôi không biết là hỏi một tin tức thôi,
cũng không phải là chính thức, việc này, chỉ có điều là nói chuyện phiếm trên bàn rượu thôi, chẳng lẽ cũng là phạm pháp? Chẳng lẽ muốn làm án văn học, không cho người ta nói? Đảng chúng ta coi trọng dân chủ, anh sao có thể thay đổi? Hừ, nói chuyện sao vậy? Trưởng phòng Điền, câm miệng cho tôi, nhanh chóng nhận lỗi với phó trưởng Ban Diệp. Phó trưởng Ban Diệp cho cậu đến trường đảng học tập, cũng là cho cậu một cơ hội nâng cao năng lực, rèn luyện tu dưỡng. Vừa rồi phó trưởng Ban Diệp không phải đã nói chuyện này không vấn đề gì sao? Chỉ có điều chú trọng kiểm tra tư tưởng cán bộ, cậu xem, tư tưởng của cậu không được, thật sự phải nâng cao một chút. Hoàng Vĩ Bình rốt cục nói ra, vẻ mặt nghiêm túc quát lên, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái nói. Tuy nhiên, trưởng Ban Diệp, nếu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thật sự có ý này, về vấn đề viện trợ cho Tây Tạng Tân Cương, cán bộ thành phố chúng tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ quyết định của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cho dù là chọn đến ai, đều vô điều. Kiện phục tùng quyết định cấp trên, đến Tây Tạng Tân Cương thì không thể làm việc ư, tư tưởng này chính là không được. Bí thư Triệu nói đúng, nếu chọn tôi không nói hai lời lập tức đi. Hoàng Vĩ Bình dõng dạc nói, một đương nhiên là nói lời hoa mỹ, hai thật ra là bác bỏ lại Diệp Phàm. Vừa rồi Điền Thắng Hùng hỏi có liên quan đến vấn đề viện trợ cho Tây Tạng Tân Cương, đã bị Diệp Phàm phê bình, cho vào trường đảng, chứng tỏ việc này không thể hỏi. Mà Hoàng Vĩ Bình sau đó cũng nhắc nhở Điền Thắng Hùng, nhưng sau đó không ngờ lại nói đến việc này. Đây rõ ràng là muốn thi đấu với Diệp Phàm, xem Diệp Phàm có năng lực như thế nào so với mình, chẳng lẽ cũng muốn đem tôi đến trường đảng học tập, những cán bộ khác đều nghe ra một điều gì đó, tất cả đều im lặng nhìn Diệp Phàm. Không biết vị phó trưởng ban non trẻ này trả lời thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Hoàng Vĩ Bình. Làm bí thư thành ủy, cán bộ cấp phó tỉnh, Hoàng Vĩ Bình cũng có sự kiêu ngạo uy phong. Diệp Phàm so với y hiên nhiên năng lượng nhỏ đi nhiều. Ha ha, tôi thực sự cảm ơn bí thư Hoàng đã giúp đỡ ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Vốn việc này còn đang trong giai đoạn giữ bí mật, hiện tại nếu bí thư Hoàng đã hỏi đến, thì tôi báo cáo anh một chút. Việc này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã quyết định xuống dưới. Nếu bí thư Hoàng có thể làm gương tốt, tình nguyện. Vừa rồi bí thư Hoàng có nói, cho dù là chọn anh cũng sẽ không nói hai lời lập tức đi ngay. Việc này chứng tỏ cái gì? Bí thư Hoàng chính là một người làm tốt công việc không chọn nhẹ sợ nặng. Là cán bộ tốt của đảng, là tấm gương cho chúng ta học tập. Đương nhiên, bí thư Hoàng làm bí thư một thành phố. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không có khả năng để anh ấy đi Tây Tạng Tân Cương, ở đây cũng còn có rất nhiều chuyện đúng không? Nếu bí thư Hoàng đã quan tâm đến vấn đề Tây Tạng Tân Cương, tôi cũng không thể để bí thư Hoàng mất hứng có phải không? Diệp Phàm nói những câu tâng bốc Hoàng Vĩ Bình, những người khác nghe không hiểu ra sao cả, còn tưởng rằng người này có phải là hèn nhát không, bị Hoàng Vĩ Bình hỏi một câu liền run rẩy. Chỉ có Phàm Nhất Bình trên miệng mỉm cười kỳ dị, Diệp Phàm vừa chuyển còn nói thêm. Hôm nay lời của Bí Thư Hoàng, danh sách 50 người đi Tây Tạng Tân Cương, tôi rút ra 10 người cho thành phố. Còn cụ thể danh sách 10 người xin nhờ Bí Thư Hoàng sắp xếp một chút, tôi thay mặt ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cảm ơn. Nói đến đây, Diệp Phàm thận trọng liếc mắt một cái, cầm lấy chén rượu nói. Bí Thư Hoàng, tôi kính anh một ly, anh là tấm gương cho tôi học tập. Trái lại Hoàng Vĩ Bình tuy trên mặt vẫn bình tĩnh thong dong, kỳ thực lông mi cũng dựng lên. Mà Phàm Nhất Bình chủ tịch thành phố tất nhiên mỉm cười, y lập tức nói. Phó trưởng Ban Diệp, Hoàng Vĩ Bình không chỉ là tấm gương cho cậu học tập mà tôi cũng phải học tập, tôi cùng uống một chén. Hoàng Vĩ Bình trong lòng thầm mắng giơ tay nhận lấy khoai lang bỏng. Quay người nhìn mọi người một cái, nói. Tin rằng các đồng chí sẽ ủng hộ công việc của Hoàng Vĩ Bình tôi đúng không? Vâng, Bí Thư Hoàng nói thế nào chính là thế. Những cán bộ này lập tức phụ họa, tuy nhiên. Ánh mắt lại có chút trốn tránh. Chỉ sợ Hoàng Vĩ Bình đưa mình vào danh sách Tây Tạng Tân Cương, đó thật sự là đến nơi mù sương. Hoàng Vĩ Bình khá hài lòng, lại nhìn mọi người một cái, đột nhiên nhìn chằm chằm Phàm Nhất Bình lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Phàm Nhất Bình trong lòng kinh ngạc, mới phát hiện mình không ngờ không nghĩ đến tính phức tạp của việc này. Nếu Hoàng Vĩ Bình mượn cơ hội này đem cấp dưới thân thiết của mình đi Tây Tạng Tân Cương, chính mình sẽ hối hận chết đi được. Hoàng Vĩ cầm cười rất lạ. Chắc chắn là có nghĩ đến việc này. Sắc mặt Phàm Nhất Bình hơi trầm xuống, tất nhiên trong lòng không thoải mái. Hết thảy việc này đương nhiên bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn thấy. Thầm nói, chuyện bỏng tay này khiến cho hai đồng chí gây sức ép.
bố cuối cùng nhét 10 người trong danh sách, vài ngày nữa đến Hải Châu cũng thế, đưa ra 10 người, còn lại là tốt rồi. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng có thể thử một chút thái độ của Triệu Sương Sơn. Buổi tối, Chủ tịch thành phố Phạm Nhất Bình cảm ơn Diệp Phạm giám đốc khách sạn Khách Đô là Lý Dân, nghe nói buổi tối Phó trưởng Ban Diệp không đến nhà khách tỉnh ủy mà ngủ lại khách sạn Khách Đô. Biết Phó trưởng Ban Diệp đến để kiểm tra công tác, đó là lập tức kiểm tra toàn diện các vấn đề nhân sự của nhà khách. Khi Diệp Phạm dẫn Phó Chủ tịch thành phố Trương Trọng Minh đến khách sạn Khách Đô, Lý Dân đã mang theo một đội ngũ nhân viên xinh đẹp mặc đồng phục đứng ở cửa của khách sạn. Trên còn treo một tấm pano, nhiệt liệt chào mừng Phó trưởng Ban Diệp Phạm đến thăm, giống như tiếp đón lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra. Diệp Phạm vừa thấy, trong lòng tự nhủ Lý bánh mì thật đúng là biết làm việc. Vỗ vỗ mông ngựa tuân lệnh làm cho người ta thoải mái. Mặc dù khách sạn Khách Đô không phải đơn vị cấp dưới của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhưng người ta coi anh là lãnh đạo, đương nhiên trong lòng rất thích. Lý Dân chạy chậm đến chỗ xem Diệp Phạm, nhìn thấy Phó Chủ tịch thành phố lập tức vui mừng. Phải biết, Phó Chủ tịch thành phố Trương cũng khá có phân lượng, mà khách sạn của Lý Dân cũng thuộc phạm vi quản lý của Phó Chủ tịch Trương. Không cần nói cái gì khác, chỉ cần làm tốt quan hệ, về sau, Phó Chủ tịch thành phố Trương hơi quan tâm. Ví dụ như muốn tổ chức hoạt động gì mang đến khách sạn, thì nhà khách sẽ được lợi không cần phải nói. Bởi vậy, Giám đốc Lý trong lòng cảm kích Diệp Phạm thiếu chút nữa rơi nước mắt. Phải biết rằng Giám đốc Lý tuy nói là bà con xa với Lý bánh mì nhưng ông ta cũng thẳng thắn, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Nếu Lý Dân làm không tốt, có nhận được tiền cũng chạy lấy người, ân tình là tình cảm. Lý Dân tuy nói là chú nhưng khá sợ Lý bánh mì. Sau khi đi vào nhà khách giám đốc Lý cũng đi cùng, nhìn vài cái phòng, cũng đi quanh khách sạn một vòng, nhìn kiểm tra. Tuy nhiên, Diệp Phạm phát hiện có hiện tượng lạ, hỏi. Giám đốc Lý, xem ra danh dự khách sạn Khách Đô tốt lắm, hiệu quả và lợi ích đều cao. Các anh vừa mới khai trương không lâu, tôi vừa đi qua các phòng hình như đều đầy. Ha ha, khách sạn mới khai trương, chú ý chính là vượt qua thử thách chất lượng phục vụ. Chúng tôi tuy nói là số lượng phòng hạn chế không đạt được khách sạn tiêu chuẩn nhưng khách sạn Khách Đô chúng tôi phục vụ đều là tiêu chuẩn, giá cả nhà trọ. Ông Lý trước kia xuất thân là đứa trẻ nghèo khổ, cho nên, khá chú trọng phúc lợi xã hội, ông ấy nói, lấy việc phục vụ nhân dân là việc chính. Muốn cho dân chúng đều có thành ý với khách sạn Khách Đô, để họ được ở thoải mái, sẽ kiếm được tiền. Lý Dân khẽ cười nói. Chương 1377, ảnh hưởng của người đứng đầu. Tốt, tốt, nói rất tốt, ở thoải mái, kiếm được tiền. Diệp Phạm cười ha hả nói. Đương nhiên, phòng ở của Diệp Phạm siêu tiêu chuẩn, phòng chừng là giám đốc Lý đặc biệt làm mấy phòng cho khách quý, trang hoàng không thua khách sạn 4 sao là mấy. Phó trưởng Ban Diệp, đây là phòng mà khách sạn chúng tôi chuẩn bị đến tiếp khách quý. Các phòng khác đương nhiên không được trang bị như thế này. Bởi dù sao, đối tượng phục vụ của khách sạn Khách Đô là tầng lớp trung lưu và dân chúng. Các khách du lịch đều thích đến khách sạn Khách Đô, hễ khách đã đến ở đây thì đều quay lại. Lý Dân thuận miệng giới thiệu. Giám đốc Lý, hình như hôm nay vào ở đây đều là những người trẻ là chính, có phải là sinh viên vào đây ở? Trương Lâm Hoa cười cười nói. Vừa rồi tôi có xem qua đăng ký, có 8 phần khách là nhóm sinh viên đến tham gia lần kiểm tra của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, xem chừng tới làm quen một chút với môi trường. Giám đốc Lý gật đầu nhìn Diệp Phạm một cái, nói. Chúng tôi tạm thời sắp xếp một phòng lớn dùng làm phòng họp, có thể cho hơn 10 đồng chí. Đương nhiên, chúng tôi không có phòng họp đến 300-400 người. Tuy nhiên, đất trống trước sau nhà khách có thể xây dựng thêm, phòng họp mấy trăm người không thành vấn đề. Không việc gì, lần này đến khách sạn Khách Đô, tính sẽ để đất trống phía trước đi, giản lược tất cả. Diệp Phạm ra chỉ thị. Ngày hôm sau. Diệp Phạm lại đi đến thành phố Hải Châu. Cũng dùng đúng cách đó cho thành phố Hải Châu 10 người trong danh sách đến Tây Tạng Tân Cương. Mà bí thư thành ủy Hải Châu Mạc Kỳ khá phối hợp, không ngờ cười nói là thành phố Hải Châu cán bộ phù hợp với điều kiện khá nhiều. Thêm nữa cán bộ đều đồng ý đi viện trợ, nếu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thừa bao nhiêu chỉ tiêu, thì xin luôn. Diệp Phạm biết, bí thư Nhạc Kỳ là thân thiết của Triệu Sương Sơn. Thấy mình cũng là người nhà họ Triệu nên bí mật giúp đỡ mình. Hơn nữa, Nhạc Kỳ cũng cảm giác được Triệu Sương Sơn muốn nhân cơ hội này một lần nữa tẩy bài đối với cán bộ hai thành phố. Cho nên, khá ra sức,
cũng thể hiện thiện ý với Triệu Sương Sơn. Tuy nhiên, trái lại tỉnh thành chọn cán bộ có chút phiền phức. Bí thư tỉnh thành Tô Thanh Vân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nghe nói cùng Triệu Sương Sơn quan hệ cũng như lọt vào trong sương mù. Muốn điều động cán bộ tỉnh thành đi hỗ trợ có chút phiền phức. Hơn nữa, cán bộ tỉnh thành có thể đảm nhiệm cán bộ cấp sở, không có chút năng lượng. Nếu cứng nhắc phân chia sợ sẽ gặp phải những phiền toái không cần thiết. Trên đường trở về tỉnh thành, Diệp Phàm luôn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng cũng có biện pháp, đến tỉnh thành, vào ban đêm. Diệp Phàm tìm Túc Nhất Tiêu và Vu Chí Hải đến, cười nói. Hai ông anh, có chuyện muốn các anh giúp đỡ. Ông em có chuyện gì cứ nói thẳng, có thể giúp còn nói gì. Vu Chí Hải không chút do dự, nói, Túc Nhất Tiêu bên cạnh cũng gật gật đầu nói. Chúng ta là ai chứ, ông em nói như vậy có chút khách khí, ha ha. Tôi không khách khí, lần này vấn đề cán bộ đi hỗ trợ tỉnh thành không dễ điều động nhân sự. Điều kiện thật sự rất hà khắc, nếu cứng nhắc phân chia sợ làm cho người ta có cảm giác chính mình bị xung quân, tôi nghĩ, tôi đến ban tổ chức cán bộ làm chưa lâu muốn mượn việc này làm xuống dưới. Cho nên, mời hai ông anh đăng ký đầu tiên. Diệp Phàm cười quỷ dị, nói. Đăng ký. Vu Chí Hải vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Rốt cuộc là cậu định làm gì vậy? Nếu quả thật nhân sự không đủ cần chúng tôi đăng ký tham gia, tôi không nói hai lời lập tức hưởng ứng. Tuy nhiên, tôi cảm giác có phải cậu có tính toán trong đầu. Đúng vậy, ông em nói rõ chúng tôi làm tốt chuẩn bị. Túc Nhất Tiêu cười nói. Lão Túc giúp tôi tạo một cái dao. Diệp Phàm cười nói. Bịa đặt. Mặt Túc Nhất Tiêu thiếu chút nữa co giật, thật đúng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Bịa đặt dễ dàng, sai khiến người đi làm bước đi. Dù sao cũng phải có nguyên nhân, và vì mục đích gì. Anh nghĩ lại, quan hệ giữa hai anh và tôi hẳn trong tỉnh thành một số cán bộ biết, bởi vì chúng ta từng kề vai chiến đấu ở Ngư Đồng. Nếu làm náo động, nói là lần này viện trợ Tây Tạng và Tân Cương tuy nói điều kiện gian khổ nhưng 5 năm sau trở về, chắc chắn sẽ được đề bạt một bậc. Tỉnh ủy khá coi trọng vấn đề này. Diệp Phàm cười nói. Ý kiến hay. Hơn nữa chúng ta đăng ký đầu tiên, có người chắc chắn sẽ đoán tin tức này rất chuẩn, nếu không, hai vị bạn thân của Phó trưởng Ban Diệp sao chịu đi? Phó trưởng Ban Diệp sẽ hại bạn bè sao? Chắc chắn là có tin gì chính xác, kể từ đó, đồng chí không tin sẽ tin vài phần. Đến lúc đó chỉ sợ các đồng chí không có nhiều hy vọng thăng chư C sẽ anh dũng mà vào. Vu Chí Hải vỗ vỗ đầu gối phá lên cười. Diệu kế! Không thể tưởng tượng được cậu Diệp lại thâm cay như vậy. Đến lúc đó 5 năm qua đi, người ông em không biết đã được thăng chức đến địa phương nào. Chính tỉnh Việt Đông cũng thay đổi khá nhiều, doanh trại quân đội cố định nhưng lính thì thay đổi liên tục, cán bộ trở về tìm ai khóc đây, ha ha ha. Túc Nhất Tiêu mỉm cười. Ha ha, hai vị chỉ đoán được một nửa. Trên thực tế, lần này đúng là tỉnh ủy coi trọng chuyện này. Giống như khi trở về sẽ được đề lên một bậc. Ngẫm lại bọn họ làm 5 năm, không có công lao cũng vất vả. Cho anh để một bậc dễ dàng, nhưng vị trí tốt có hay không cũng không biết. Vậy cho anh ta một dấu ngoặc, hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc thôi. Đương nhiên, nếu đồng chí có năng lượng có thể chuyển đến vị trí tốt, chỉ là vấn đề năng lượng thôi. Hơn nữa, hai ông anh đăng ký để tạo được sự phát triển và ảnh hưởng nhất định. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Thế cũng không sai rồi, tuy nhiên. Thủ đoạn ông em dùng thành thạo. Gì chứ có đem tôi và đồng chí Chu bán đi thì cũng phải giúp cậu đếm phiếu. Túc Nhất Tiêu cười ha hả nói. Tôi nào dám bán hai ông anh, đem bản thân bán cũng không dám. Diệp Phàm trêu ghẹo cười nói. Quả nhiên, ngày thứ ba Vu Chí Hải và Túc Nhất Tiêu đăng ký, việc này lập tức truyền trong tỉnh thành. Cũng không biết Túc Nhất Tiêu dùng thủ đoạn gì, lời đồn đúng là không chậm. Trong vòng cấp sở đều nói đến vấn đề thay đổi trong hỗ trợ lần này, vài ngày qua đi, danh sách cán bộ đăng ký gia tăng không ngừng. Chỉ là tỉnh thành đăng ký đã đạt đến 50 đồng chí, hơn nữa, phía dưới địa khu và thành phố lập tức tăng đến 100 người. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại đau đầu, mỗi ngày đều có người mời hắn, không đi thì ngại. Bởi vì, các đồng chí đó đều là các phó giám đốc sở cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Cuối cùng Diệp Phàm nói Trương Lâm Hoa đến phân chia. Đương nhiên, đem Vu Chí Hải và Túc Nhất Tiêu ra ngoài vòng tròn viện trợ lần này, hơn nữa, làm không dấu vết, không có một chút nhược điểm để người ta bắt được.
Qua một phen đua cuộc, vấn đề viện trợ giải quyết hoàn hảo, 50 đồng chí đều quyết định xuống. Khi Diệp Phàm đem danh sách đặt trước mặt Cổ Hoài và Phượng Quốc Hưng, vẻ mặt hai người tuy nói thay đổi nhiều, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Bởi vì sắc mặt bọn họ có chút cứng ngắc, tuy nói rất nhỏ nhưng Diệp Phàm có đôi mắt chim ưng. Ha ha, không thể tưởng tượng được Phó trưởng Ban Diệp lại giải quyết được vấn đề khó khăn này. Làm việc hiệu quả, lợi ích cao. Trưởng Ban Cổ Hoài cười khích lệ, nhìn Phượng Quốc Hưng một cái còn nói thêm. Nếu các đồng chí khác có thể làm việc giống như trưởng Ban Diệp thì ban tổ chức cán bộ chúng ta sợ gì không xong việc. Diệp Phàm cảm giác Cổ Hoài lấy mình so sánh với Phượng Quốc Hưng, trong lòng Phượng Quốc Hưng tất nhiên sẽ không thích. Là đủ cao, không đến một tháng đã giải quyết xong. Phượng Quốc Hưng cũng khen một câu, nhìn Diệp Phàm một cái nói thêm. Phó trưởng Ban Diệp, về việc tăng thu giảm chi làm rất tốt, vì tiền của tỉnh, đem chuyện kiểm tra sinh viên của tỉnh đặt ở khách sạn khách đô Thâm Quyến, chỉ một việc này có thể vì ban tổ chức cán bộ đưa ra mấy nghìn. Hơn nữa, Thâm Quyến cải cách mở cửa, càng có thể nâng cao nhiệt huyết hào hùng của các sinh viên trong việc xây dựng đất nước. Tầm nhìn của Phó trưởng Ban Diệp tôi vô cùng khâm phục. Khách sạn khách đô nghe nói là công ty con của tập đoàn khách đô của Lý Bánh Mì. Cổ Hoài thản nhiên hỏi. Đúng vậy, nghe nói chủ tịch hội đồng quản trị sau khi nghe chuyện này xong còn cấp riêng cho ban tổ chức cán bộ chúng ta một ưu đãi lớn. Tổng giám đốc Lý thật sự là người có tấm lòng, khó trách mọi người ở tỉnh thành gọi y là nhà từ thiện. Diệp Phàm cười nói, trong lòng âm thầm cảnh giác, cảm thấy Phượng Quốc Hưng chưa nói rõ ràng. Đây không phải là mang chính mình vào cũng một chỗ với Lý Bánh Mì. Lý Bánh Mì cây to đón gió to, xem chừng ở tỉnh thành cũng có tội với không ít lãnh đạo cấp cao. Nếu mình cùng một chỗ với y, những người không liên quan sẽ hận mình. Không thể không nói, Phượng Quốc Hưng giỏi việc dẫn đường đào giếng. Hơn nữa, làm không có chút dấu vết, đã dày công tôi luyện. Quả nhiên, sắc mặt Cổ Hoài hơi thay đổi, hừ nói. Đúng là Lý Bánh Mì là người lương thiện. Tuy nhiên, về người này một số đồng chí cũng kín đáo phê bình. Đồng chí Diệp Phàm, phải chú ý đến những vấn đề ảnh hưởng đó. Tiền đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu bởi vì một chút tiền lẻ mà lan đến gần ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì mất nhiều hơn được. Diệp Phàm nhìn Phượng Quốc Hưng một cái hừ nói. Chúng ta trùng khách sạn khách đô chỉ là vì công việc, chúng tôi là khách trọ, bọn họ là chủ cho thuê nhà thôi. Chủ cho thuê nhà đương nhiên đãi khách trọ giống như thượng đế. Khách hàng là thượng đế, những lời này không phải tôi nói. Cho nên, tại sao ảnh hưởng đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy như vừa nói, đương nhiên, trưởng ban Cổ nhắc nhở tôi sẽ chú ý. Diệp Phàm biết rằng, xem chừng đến Cổ Hoài với Lý Bánh Mì cũng có mâu thuẫn gì đó, chỉ có điều không rõ gút mắc mà thôi. Vậy cậu đi làm việc đi. Cổ Hoài thản nhiên nói. Đi ở hành lang, Diệp Phàm mặt vô cùng buồn bã. Thầm mắng cháu Nhật Phượng Quốc Hưng thật sự là tìm đường chơi xấu. Kỳ thật, Cổ Hoài chắc chắn biết chuyện kiểm tra sinh viên ở khách sạn khách đô. Chỉ có điều việc này không ai nhắc đến y cũng có thể giả ngu không biết. Mà Phượng Quốc Hưng cố tình nói ra ở thời điểm mấu chốt động đến vết thương của Cổ Hoài, làm Cổ Hoài không thể không tỏ thái độ. Mà người bị hại đương nhiên là Diệp Phàm. Nếu Phượng Quốc Hưng 5 lần 7 lượt ngấm ngầm hại người, Diệp Phàm cũng quyết định khiến người này khó chịu một chút mới được. Nếu không, y coi mình là quả hồng nhũn, vì thế gọi Trương Lâm Hoa đến hỏi. Gần đây trưởng ban Phượng bận cái. Chương 1378, cuộc đua của hai phe cánh. Y phụ trách công tác của cả ban, chuyện gì cũng dính đến. Các vị phân công quản lý đều do y phụ trách, tuy nhiên, gần đây y bận việc gì lớn. Nghe nói là gần đây đang bận về vị trí của mấy doanh nghiệp nhà nước. Đều là vị trí cấp bậc giám đốc sở, vài đồng chí tranh giành khác ác liệt. Trương Lâm Hoa nói, nhân sự của doanh nghiệp nhà nước thuộc khối cán bộ cấp sở có thay đổi là thuộc sự quản lý của phòng cán bộ chung quanh, trưởng ban Tống chẳng lẽ không có sắp xếp? Diệp Phàm thản nhiên hỏi, trong lòng đã suy nghĩ, từ vài lần trước ở các bộ và ủy ban trung ương có thể thấy được Tống Lệ Thu là người hầu thân thiết của Cổ Hoài. Nếu về việc này gặp khó khăn, xem chừng là Cổ Hoài tác quái. Trưởng ban Tống cũng sắp xếp nhưng trưởng ban Phượng hình như không cùng quan điểm. Cho nên, trưởng ban Tống báo cáo trưởng ban Phượng xong vẫn bị gác lại không báo cáo đến chỗ trưởng ban Cổ. Làm việc này trưởng ban Tống đã bị phê bình kín đáo, vẫn yêu cầu trưởng ban Phượng nhanh chóng phê xuống. Tuy nhiên, trưởng ban Phượng nói là cần nghiên cứu một chút.
Việc này là như vậy. Trương Lâm Hoa thật sự là nắm rõ tin tức. Trưởng ban cổ thái độ thế nào có biết không? Diệp Phàm hỏi, xem ra trong này có chút mâu thuẫn. Tống Lệ Thu sắp xếp rõ ràng là ý của Cổ Hoài, mà Phượng Quốc Hưng ép không báo cáo, hoặc là muốn chia chén canh hoặc là cố ý làm khó Cổ Hoài. Phỏng chừng không lâu sau Cổ Hoài còn có chỉ thị. Trước mắt không biết, không tỏ thái độ gì. Trương Lâm Hoa lắc lắc đầu. Tốt lắm, cậu bí mật mang những tài liệu liên quan đến đây. Đối với doanh nghiệp nhà nước, tuy nói không phải là phạm vi mà chúng ta được phân công quản lý nhưng có rất nhiều trình tự sắp xếp cũng không khác lắm. Chúng ta phải tìm hiểu để học tập kinh nghiệm, để sau việc sát hạch cán bộ có thể tham khảo. Ba người đi ắt sẽ có người là thầy. Diệp Phàm giải thích. Để tôi nghĩ cách. Trương Lâm Hoa gật đầu. Còn nữa, trưởng ban cổ có quen Lý Bánh Mì sao? Hắn là biết. Trương Lâm Hoa nói. Cái này lạ nhỉ, hình như trưởng ban cổ với Lý Bánh Mì có mâu thuẫn. Nếu không vừa nãy sao? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Kỳ thật, muốn nói việc này có chút phức tạp. Lần trước đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, trưởng ban cổ không phải cũng tham gia. Sau đó Lý Bánh Mì lời lẽ nghiêm khắc phê bình phương châm chỉ đạo của Chủ tịch Chu Phương Ninh có chút lệch lạc, không phù hợp với hiện trạng của các công ty ở Việt Đông chúng ta. Về việc này, Phó Chủ tịch tỉnh Chu cùng Giám đốc Lý đấu. Kết quả càng đấu càng lớn, cuối cùng, đến trưởng ban cổ cũng bị lôi vào. Nghe nói Tống Giám đốc Lý bên đó tập trung một nhóm người bác bỏ bên này, thiếu chút nữa hình thành hai phái. Trương Lâm Hoa cười nói. Thì ra là thế. Diệp Phàm gật gật đầu, âm thầm kinh ngạc, không thể tưởng được Lý Bánh Mì này nhỏ mà không phải là nhỏ, không ngờ gặp phải gió lớn như vậy. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm lúc đó cũng không tham gia. Diệp Phàm hỏi. Nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh Lâm tỏ thái độ im lặng. Trương Lâm Hoa nói. Bên ngoài không phải mọi người đồn là Phó Chủ tịch tỉnh Lâm ra mặt giải quyết sao? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Không thể nào, bên ngoài là tin vịt. Kỳ thật bên trong có chút phức tạp, tôi nói cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ nghe nói thôi. Trương Lâm Hoa nói, Diệp Phàm biết y không nói dối, gật đầu không hỏi nữa. Buổi tối, Diệp Phàm mời Phó Chủ tịch tỉnh Lâm ăn cơm chiều, Lâm Phong cũng đến. Phó Chủ tịch Lâm, gần đây Tử Nhuận đã thích ứng với công việc ở văn phòng trung ương rồi chứ? Diệp Phàm tìm lý do để mở đầu. Ha ha, thằng nhóc đó, hiện tại vênh váo lắm. So với tôi còn muốn vênh váo hơn, mỗi cuối tuần đều gọi điện thoại cho tôi tâm sự một ít chuyện lớn. Còn nói quen rất nhiều bạn mới, cấp bậc của mỗi người đều là cấp sở trở lên. Phó trưởng ban, thứ trưởng cũng có mấy người. Lâm Phong nói chuyện con ông ta Lâm Tử Nhuận, mặt vui hớn hở. Tuy nhiên đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện ra trong mắt ông ta một tia buồn bã, trong lòng thầm nói có phải đã xảy ra biến cố gì không? Hai người uống vài ly rượu xong, Lâm Phong đột nhiên nói. Nghe nói cục trưởng Trương Vệ Thanh sắp đề bạt. Đề bạt, ha ha, hẳn là, cục trưởng Trương đã hơn 40, kinh nghiệm lý lịch đã đủ. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, nhìn Lâm Phong một cái hỏi. Không biết cục trưởng Trương sẽ thăng chức đến vị trí nào? Phó Chủ tịch Lâm có nghe nói không? Việc này vẫn chưa chứng thực, Tử Nhuận nói có lẽ sẽ trao quyền cho cấp dưới đến một tỉnh để đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch tỉnh. Cục trưởng Trương nói. Nếu Tử Nhuận đồng ý cùng y xuống dưới, y có thể dẫn theo. Lâm Phong nói, cục trưởng Trương thật ra muốn đứng ở văn phòng trung ương, chỉ có điều, chức phó chủ nhiệm văn phòng trung ương ít, cục trưởng Trương không có ưu thế về tuổi tác. Tuy nhiên, nếu có thể đến tỉnh lớn như chúng ta đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh cũng không khác. Nhưng Tử Nhuận hình như muốn ở Bắc Kinh. Thái độ của Tử Nhuận thế nào? Diệp Phàm hỏi, nói thật, Tử Nhuận không thể nào muốn xuống địa phương. Nếu đồng ý trở về, tôi đã sớm sắp xếp cho nó về Việt Đông rồi. Nếu cục trưởng Trương thật sự đồng ý mang nó theo, đi xuống rèn luyện cũng tốt. Lâm Phong nói có chút miễn cưỡng. Việc này anh phải suy nghĩ chu đáo cho Tử Nhuận, nếu không muốn xuống, thì đừng miễn cưỡng. Diệp Phàm rất thận trọng nói, nhìn Lâm Phong một cái nói. Việc này tôi sẽ nói với anh Trương một tiếng, nếu Tử Nhuận đồng ý tiếp tục làm việc ở văn phòng trung ương, anh Trương đi xuống. Y nhất định sẽ sắp xếp cho Tử Nhuận một vị trí tốt. Văn phòng trung ương lớn như vậy, một vị trí vẫn phải có. Việc này chỉ sợ có chút khó khăn, Tử Nhuận mới tốt nghiệp nửa năm. Hiện tại đã là phó phòng, lập tức muốn được đề bạt, đó là tuyệt đối không thể.
Nếu cục trưởng Trương đi xuống địa phương, Tử Nhuận ở lại văn phòng trung ương, ôi! Lâm Phong thở dài, có chút buồn bã. Không thể tưởng được trăm phương nghìn kế tìm vị trí tốt, không thể tưởng được Trương Vệ Thành có khả năng trao quyền cho cấp dưới. Trao quyền cho cấp dưới đến địa phương Trương Vệ Thanh nhiều nhất cũng là phó chủ tịch tỉnh, năng lượng không bằng chính y là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Lâm Tử Nhuận đi theo hắn cũng không cần thiết. Diệp Phàm tự nhiên đã hiểu, mà Lâm Nhuận muốn ở lại văn phòng trung ương, không ai che chở, ai chịu dùng y. Bình thường những thư ký mà người khác đã dùng, không ai dùng lại. Giữa các lãnh đạo, cũng phải đề phòng. Cũng giống như đồ cũ không ai thích, mọi người đương nhiên đều thích mới. Thư ký đã đi theo lãnh đạo sẽ còn sót lại một chút ý đồ của lãnh đạo cũ. Muốn sửa cũng có chút phiền phức, hơn nữa, quan hệ cùng người cũ cũng là một việc đau đầu. Cho nên, lãnh đạo mới thường thường cũng không dùng thư ký của lãnh đạo đã từng đảm nhiệm, miễn không phải gặp phải những phiền toái không đáng có. Kỳ thật, Phó Chủ tịch Lâm, anh cũng không cần phải lo lắng quá mức. Bạn học trường đảng với tôi Tiền Quang hiện đang là cục trưởng của văn phòng thư ký quốc vụ viện. Lúc đó làm điều tra nghiên cứu y cùng tổ với tôi, quan hệ giữa y và cục trưởng Trương không tồi. Diệp Phàm cười nói. Tiền Quang, cảm ơn. Lâm Phong không nói gì thêm, trên mặt quả nhiên mỉm cười, giơ lên chén rượu cùng Diệp Phàm cùng ba chén. Phó Chủ tịch Lâm, nghe nói đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh lần trước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khách Đô Lý Bánh Mì đã gây náo động lớn. Nghe nói Tổng Giám đốc Lý được coi là nhà từ thiện lớn, thường xuyên làm việc thiện. Cho nên, lần này ban tổ chức cán bộ chúng tôi đem hoạt động sát hạch sinh viên đặt ở khách sạn Khách Đô. Gần đây, cho Tổng Giám đốc Lý kiếm chút tiền nhỏ, coi như là ban tổ chức cán bộ chúng ta làm việc thiện có phải không? Hơn nữa, Tổng Giám đốc Lý vẫn là một người thẳng thắn. Diệp Phàm nói, thầm tỏ ý tứ, tin rằng Lâm Phong là người xảo quyệt có thể hiểu được. Ha ha, Lý bánh mì quả thật thú vị. Lúc đó ở đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân làm ầm ĩ rất lợi hại, kết quả tạo ra hai phe tranh luận. Mà mấy người quản Nhất Minh, Cổ Hoài không có cùng cái nhìn với Lý Bánh Mì. Lý Bánh Mì cũng được một số lãnh đạo ủng hộ. Hai bên thế lực ngang nhau, kết quả hai bên tranh luận đến mặt đỏ tía tai nhằm vào lĩnh vực công nghiệp. Đến bây giờ còn chưa xong, ôi, có tranh luận có tiến bộ. Sau đó, thật ra Lý Bánh Mì vượt qua đối thủ. Ở tỉnh cũng tiếp thu một ít đề nghị của Lý Man Đầu. Phó Chủ tịch Lâm nói chuyện rất khéo léo, nói ba xạo, không để Diệp Phàm suy đoán ra sự thật. Xem ra, lúc ấy Cổ Hoài là bại trận, mà Phượng Quốc Hưng biết việc này, bởi vậy, cố ý trêu ghẹo mãi những gì Lý Bánh Mì gây ra cho Cổ Hoài, do đó khơi lại vết đau trong lòng Cổ Hoài. Thì ra là thế, thật đúng là khá náo nhiệt. Diệp Phàm gật gật đầu, thuận miệng nói. Biết Lâm Phong cũng không muốn nói về lãnh đạo đứng về phía Lý Bánh Mì, việc này chỉ cần sau này nghe ngóng là biết. Có lẽ có cả Lão Triệu. Sau lại hỏi thăm, quả nhiên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Lỗ Đông Lai là người ủng hộ đề nghị của Lý Bánh Mì. Mà quan hệ giữa Lỗ Đông Lao và Triệu Sương Sơn Diệp Phàm biết rõ. Triệu Sương Sơn chắc chắn ủng hộ sau lưng Lỗ Đông Lai. Trên thực tế, đề nghị của Lý Bánh Mì không quan trọng. Cuối cùng diễn biến thành hai phe phái ở tỉnh đấu tranh. Mà Lý Bánh Mì chiếm ưu thế, mà mình lại đưa hoạt động đặt ở chỗ của ông ta, Cổ Hoài tất nhiên không vui. Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng xong, cắn chặt răng hạ quyết tâm. Nếu Cổ Hoài vẫn không có cảm tình với mình, nghe nói Triệu Sương Sơn cũng không hợp phách với Cổ Hoài. Hơn nữa, bất luận mình làm thế nào y cũng không vừa lòng. Vậy cứ bí mật đứng cạnh cuộc đấu của Triệu Sương Sơn và Cổ Hoài. Xem ra chính mình sẽ kiềm chế được Cổ Hoài, Triệu Sương Sơn ngược lại càng vui. Cho nên, Diệp Phàm đem thiệp mời đến chỗ Lỗ Đông Lai. Không thể tưởng tượng được vừa nghe đến chuyện sát hạch sinh viên, Lỗ Đông Lai đồng ý hôm đó sẽ đến. Mà Cổ Hoài ngược lại thoái thác không rảnh. Ngày 20 tháng 8, đúng ngày sát hạch sinh viên. Diệp Phàm đến khách sạn Khách Đô trước một ngày. Ban đầu Chủ tịch thành phố Thâm Quyến Phàm Nhất Bình mời hắn nghỉ ở nhà khách thành ủy. Tuy nhiên, Diệp Phàm khéo léo từ chối. Nếu tỏ vẻ tiết kiệm, muốn tăng thu giảm chi, coi như là có tác dụng gương mẫu. Mà thành ủy bên kia cũng cử chủ tịch thành phố Trương Minh Trọng đến giúp Diệp Phàm, chủ yếu là ủng hộ giúp đỡ về hậu cần. Chuyện lần này Diệp Phàm làm công khai trong sạch, sát hạch ngay trong phòng của khách sạn, luân phiên tiến hành. Chủ yếu là nhằm vào lời đồn, mà Trương Lâm Hoa rất năng động,
đề thi rất thực tế, đề cập rộng. Chương 1379, làm không được thì thay người. Tuy nhiên, vừa mới nói xong, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lâm Phong cùng Lỗ Đông Lai không ngờ cùng nhau đến. Nghe nói là xuống dưới kiểm tra một chút, nếu thấy ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức hoạt động này, cũng tạo được tiếng vang lớn. Hai vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lâm Phong và Lỗ Đông Lai nghe xong liền đến đây một chút. Hiện trường lập tức sôi sục, cả nhóm 300 sinh viên rất kích động. Diệp Phàm đi đầu vỗ tay, hội trường lập tức vỗ tay như thủy triều, kéo dài không thôi. Ha ha, hôm nay chúng tôi đến Thâm Quyến kiểm tra. Nghe nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức hoạt động lần này rất khá, tôi và đồng chí Đông Lai tiện đường đến xem. Vẻ mặt Lâm Phong tươi cười sau khi tiếng vỗ tay ngừng nói đơn giản. Đúng vậy, Thâm Quyến là nơi đi đầu trong cải cách mở cửa, trở thành tấm gương trong cải cách mở cửa đối với các thành phố lớn khác. Nơi này tràn đầy sức sống, hơi thở hiện đại hóa như thủy triều lên. Lần này trưởng ban Diệp có thể chọn nơi này tổ chức hoạt động sát hạch, tốt lắm. Các anh chị nếu có cơ hội được tuyển, vào cơ quan nhà nước làm việc. Khiến cho con nước thủy triều cải cách mở cửa lớn hơn nữa. Khiến việc cải cách mở cửa sẽ lan rộng khắp tỉnh Việt Đông chúng ta. Tất cả các việc này, là mong muốn của Bí Thư Triệu. Lỗ Đông Phong nói chuyện rất có tính toán, nói xong nhìn Diệp Phàm một cái cười nói. Hai chúng tôi đơn giản chỉ tới chơi một chút, người chủ trì hôm nay là đồng chí Diệp Phàm. Để anh ấy tuyên bố mệnh lệnh đi, ha ha. Diệp Phàm cầm micro đang muốn tuyên bố cuộc sát hạch bắt đầu, thì một đám người lại đến. Với Bí Thư Thành ủy Hoàng Vĩ Bình và Chủ tịch thành phố Phạm Nhất Bình dẫn đầu cùng các lãnh đạo của thành phố Thâm Quyến toàn bộ đã đến. Hoàng Vĩ Bình đương nhiên là tới chào đón Lâm Phong và Lỗ Đông Lai. Hai vị ủy viên thường vụ đều đến rồi, y ngồi ở văn phòng cũng không yên, vấn đề lễ nghĩa cấp bậc làm y không thể không đến. Hai bên lại hàn huyên một hồi, cuối cùng Hoàng Vĩ Bình nói đơn giản vài câu rồi mới đến Diệp Phàm tuyên bố bắt đầu cuộc sát hạch. Mà Lâm Phong và Lỗ Đông Lai cũng có hứng thú ngồi dựa vào tường xem. Diệp Phàm mời họ ngồi tuy nhiên bọn họ không chịu lên. Tuy nhiên, sau đó Diệp Phàm vẫn mời, hơn nữa khi đưa ra đề thi, mời mấy vị lãnh đạo cùng làm người chủ khảo. Cùng thí sinh trực tiếp đối mặt nói chuyện, bốn người Lâm Phong và Lỗ Đông Lai cùng với Hoàng Vĩ Bình và Phàm Nhất Bình cũng có hứng thú cầm lấy đề thi phỏng vấn. Mà mấy ủy viên thường vụ thành phố Thâm Quyến cũng làm chủ khảo. Mỗi người sát hạch hai sinh viên, cũng chấm điểm. Không khí ở đây tăng cao, làm cho người ta cảm thấy trang trọng nhưng không mất đi không khí sôi động. Nhìn thấy có nhiều lãnh đạo cao cấp như vậy ở đây sát hạch, phần lớn sinh viên kích động, đồng thời nói ra suy nghĩ đã định. Cảm thấy lần sát hạch này chắc chắn sẽ công bằng. Buổi sáng ngày hôm sau, ngay tại đại sảnh, sau khi các đồng chí phòng cán bộ một suốt đêm làm việc cuối cùng đem danh sách ra. Một tấm lụa màu đỏ thấm dán trên tường của khách sạn Khách Đô, rất giống với danh sách đậu rớt tiến sĩ ngày xưa. Tất nhiên có người mừng, có người thì ngược lại, mà người thân của Phó Chủ tịch tỉnh Chu nhưng cũng không tìm được vị trí tốt. Mà người cùng thân Lý Man Đầu, Lý Sâm đã đạt thành tích tốt. Đương nhiên, việc này trên thực tế có ba phần thao tác trong tối. Ví dụ như con gái giám đốc sở tài chính Ngô Ngô Nguyệt tuy nói thành tích không cao nhưng lại được sắp xếp ở một chỗ tốt. Còn người thân của Phó Chủ tịch tỉnh Chu, bởi vì trình độ của y quá kém. Hơn nữa, người này rất xui xẻo, khi phỏng vấn không ngờ đối thoại với Phó Chủ tịch tỉnh Lâm. Cuối cùng sợ đến nỗi không nói được, lắp bắp làm Lâm Phong nghe nhíu mày. Mà Lâm Phong đương nhiên sẽ không cho y điểm cao, mặc dù biết y là người thân của Chu Phương Ninh, chẳng lẽ Lâm Phong có thể sợ y phải không? Huống chi, Lâm Phong cũng nghe nói qua việc Chu Phương Ninh đến Ngư Đồng đâm Diệp Phàm. Tất nhiên sẽ không nể mặt Chu Phương Ninh. Chu Phương Ninh so sánh với Diệp Phàm trong đầu Lâm Phong tất nhiên phân lượng kém rất nhiều. Cứ cho là y là phó chủ tịch tỉnh, nhưng không uy hiếp đến lợi ích của Lâm Phong thì tính sao? Mà Diệp Phàm cũng có thể mang đến ưu đãi cho Lâm Phong, đó là việc rất thật. Trở lại văn phòng, Diệp Phàm đem danh sách đến báo cáo Phượng Quốc Hưng. Kỳ lạ chính là Phượng Quốc Hưng cũng chưa xem ngay, trực tiếp ký. Diệp Phàm lại cầm đến văn phòng Cổ Hoài. Cứ để đó đi. Cổ Hoài thản nhiên nói. Tuy nhiên ba ngày sau Cổ Hoài vẫn không có chút động tĩnh gì. Việc này Diệp Phàm cũng không đi dục, mà nhóm sinh viên cũng trông mòn con mắt. Không có thông báo chính thức, hết thảy mọi thay đổi đều có thể diễn ra trong nháy mắt. Đến cuối tháng 8, Cổ Hoài mới thông qua.
Tuy nhiên, Diệp Phàm cầm đến tay lập tức trợn tròn mắt, tức nghẹn lên tận cổ. Bởi vì bên trong thay đổi không phải nhỏ. Nếu thay đổi nhỏ Diệp Phàm sẽ không giận dữ, bởi vì, cấp trên điều chỉnh cũng là bình thường. Nhưng chính là thân của Lý Man Đầu Lý Sâm đang sắp xếp ở sở giám sát tỉnh. Ý của Diệp Phàm là Túc Nhất Tiêu có thể quan tâm y hiện tại không ngờ bị điều chỉnh đến phòng nghiên cứu chính sách của tỉnh làm việc vặt. Phòng nghiên cứu chính sách nói cho dễ nghe, là cơ quan trực thuộc tỉnh. Trên thực tế ở trong đó muốn ra rất khó, căn bản chính là một nửa trường học. Trưởng ban cổ, Lý Sâm tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, học chuyên ngành chính trị pháp luật. Điều đến phòng nghiên cứu chính sách, có phải không đúng với chuyên môn không? Diệp Phàm nén giận giọng hòa nhã hỏi. Không đúng chuyên ngành, có gì không đúng chuyên ngành? Chẳng lẽ công tác chính trị pháp luật không phải điều tra nghiên cứu sao? Hơn nữa, đôi khi vì công việc cần cũng không nhất định phải phù hợp với chuyên môn. Ví dụ như cậu, ban đầu học không phải là chuyên về chính trị pháp luật, mà ở Ngư Đồng cậu quản lý khối chính trị pháp luật. Hơn nữa làm rất khá, phá án lớn. Công việc là người làm được, bắt đầu sẽ không biết, phải học tập dần. Chúng ta nhất định phải đi trước, tin tưởng năng lực của các sinh viên. Việc này cũng không đúng, phòng nghiên cứu chính sách kia yêu cầu không cao như vậy. Lý Sâm sát hạch xếp trong top 3, nếu không sắp xếp đúng có thể cho mọi người bất mãn. Bảng vàng kia chúng tôi đã công bố ở khách sạn Khách Đô. Diệp Phàm chuyển sang lý do khác. Ha ha, điểm có thể đại diện cho năng lực sao? Người có điểm cao năng lực kém rất nhiều, còn phải xem công tác thực tế mới đúng được. Hơn nữa, phòng nghiên cứu chính sách cũng là đơn vị tốt, không lo ăn không lo mặc. Tài chính phân cũng được. Còn có thể tiếp xúc với các chính sách của nhà nước, muốn nghiên cứu cũng tốt. Ngày đó học giả không được đi làm, cậu xem, hiện tại Quốc vụ viện cũng rất trọng khối tri thức. Hai viện sĩ, người nào ra không phải là nhân vật quan trọng. Chính họ cũng là khách quý của chủ tịch tỉnh. Cổ Hoài không ngờ thản nhiên mỉm cười, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Trưởng ban, khi chúng ta bắt đầu sát hạch có công bố phương thức, có hứa hẹn sẽ có chức vụ phù hợp với chuyên môn. Việc này lúc đó các đồng chí ở đó cũng không ít, như là Lâm Phong và Lỗ Đông Lai còn có Hoàng Vĩ Bình và Phạm Nhất Bình bốn đồng chí đều ở đấy. Nếu không thể làm đúng như vậy thì không phải là làm mất thể diện của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng ta sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói đến việc này, tôi còn phê bình cậu một chút. Các cậu muốn làm phương án đưa qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phê chuẩn sao? Cổ Hoài đột nhiên hừ nói. Phòng cán bộ một chúng tôi không phải ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sao? Lúc đó anh nói chuyện này do tôi toàn quyền phụ trách. Diệp Phàm hơi tức giận, việc này rõ ràng là Cổ Hoài lật lọng cố ý làm khó dễ. Toàn quyền phụ trách cũng không có nghĩa là lãnh đạo cấp trên không thể thay đổi phương án của các cậy, còn mấy lãnh đạo kia tới làm gì? Ví dụ như phương án các cậu không ổn, lãnh đạo cấp trên đương nhiên phải sửa chữa có phải không? Cổ Hoài cũng thể hiện uy phong, xa sầm mặt. Nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Đồng chí Diệp Phàm, làm việc không phải dập khuôn cứng nhắc, chủ nghĩa giáo điều là không được, hãy suy nghĩ lại một chút. Bất luận cái gì cần có tính toán linh hoạt, nếu phương pháp này không được, cậu phải thay đổi có phải không? Nhận thức hạn chế thường thường là từ mình đúng không? Việc này đã quyết định như vậy rồi, cậu chấp hành đi. Cổ Hoài nói xong khoát tay, không để cho tranh luận, khí phách 10 phần. Không có phép tắc có phải không phương viên, việc này điều chỉnh danh sách quá bất hợp lý, tôi không thể thông báo. Diệp Phàm không nhận danh sách vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Cổ Hoài. Nếu phải nhìn lên thì nhìn lên, nhìn sắc mặt khẽ thay đổi của Cổ Hoài liếc mắt một cái, còn nói thêm. Nếu bắt phòng cán bộ một chúng tôi phải thông báo, chúng tôi cũng có thể thông báo. Nhưng chúng tôi sẽ ghi chú rõ điều chính sau đó là do lãnh đạo ban tổ chức cán bộ đã trải qua nghiên cứu thảo luận quyết định. Hơn nữa, mọi ảnh hưởng về sau phòng cán bộ một chúng tôi không gánh vác. Thái độ này của cậu là thái độ gì? Nếu không làm được thì thay người. Lạ thật, lãnh đạo đã sắp xếp xuống, công việc của các cậu là đến nhặt đi, còn đòi gì nữa? Cổ Hoài vẻ mặt nghiêm túc, đặt danh sách lên bàn, hừ nói. Giọng điệu khá nghiêm trọng. Thay đổi thì thay đổi, tôi lập tức bàn giao. Diệp Phàm hừ nói hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Hoài. Được. Cậu không phải muốn thoải mái sao? Tốt lắm, đi quản lý cán bộ chung quanh đi, cậu và Tống Lệ Thu trao đổi một chút. Cổ Hoài nói chuyện, lập tức cầm lấy điện thoại tự mình gọi Tống Lệ Thu.
Diệp Phàm trong nháy mắt liền rõ, Cổ Hoài đã sắp xếp từ trước, chính là muốn cầm lại phòng cán bộ một. Mà nghe nói Tống Lệ Thu gần đây ở việc sát hạch mấy chủ tịch doanh nghiệp thuộc tỉnh có chút vấn đề. Việc này nghe nói là liên quan đến Phượng Quốc Hưng cũng gấp. Cán bộ chung quanh này, nghiễm nhiên thành một củ khoai lang nóng bỏng tay. Xem ra Tống Lệ Thu chính mình giải quyết không được nữa, hiện tại Cổ Hoài lại chuyển tay, đá mình đến đó. Mà những gì mình giải quyết ở phòng cán bộ một đã bị chuyển đi rồi. Một tay dùng càn khôn đại na địa ủy, Cổ Hoài luyện thành thục rồi. Buổi chiều, Cổ Hoài triệu tập mọi người mở cuộc họp ngắn, thông báo việc điều chuyển Diệp Phàm và Tống Lệ Thu. Trương Lâm Hoa nghe xong sắc mặt khó coi, thật vất vả trông mong chủ tốt, nay chuyển đi rồi. Chương 1380, y gây chuyện với anh nữa. Tống Lệ Thu theo Cổ Hoài về sau được phân công phòng cán bộ một, chắc chắn không có cái gì tốt cho chính mình. Quyền lực một khi bị mất, thì chức vụ hư danh dùng làm gì? Buổi tối, mấy người cùng ngồi ăn cơm. Vương Triều tức giận bất bình mắng. Con mẹ nó, lão Cổ Hoài đúng là đáng đánh, rõ ràng gây sức ép với người khác. Chúng ta có lẽ cũng nên làm gì đó. Nếu không, lão già này càng ngày càng điên cuồng. Tên đó làm như vậy, đơn giản là muốn gây ra mâu thuẫn giữa cậu và Lý Man Đầu. Đến lúc mọi việc càng không thể cứu vãn, y ngồi cười. Túc Nhất Tiêu hừ nói. Việc này chắc Lý Man Đầu sẽ gây khó dễ. Vu Chí Hải gật gật đầu. Phản kích, chắc chắn là muốn phản kích. Nếu y bất nhân, tôi cũng không thể nghĩa khí mãi. Tôi nghĩ, việc này không lâu nữa Tổng Giám Đốc Lý sẽ biết. Đến lúc đó y hẳn là sẽ không trách tôi. Diệp Phàm hừ nói, cùng Vương Triều chạm một ly. Có muốn chúng tôi ra tay thăm dò lão già kia không? Tôi không tin là y không có một chút tật xấu. Túc Nhất Tiêu cười gượng một tiếng, nhìn Vu Chí Hải một cái nói. Việc này nếu ông anh có thể cho mấy người cấp dưới thân cận bí mật ra tay, cũng có thể tìm ra chút gì đó. Tuy nói căn bản không đủ sức làm lay động Cổ Hoài nhưng cũng khiến y khó chịu một chút. Về sau truyền ra ngoài sẽ là tin không tốt, Cổ Hoài bị ủy ban kỷ luật hỏi qua ha ha. Đúng đúng đúng, Cổ Hoài nếu không có chuyện, không thể cam đoan bà xã y và người trong nhà y không có chuyện gì sao. Chỉ cần điều tra ra, Cổ Hoài ít nhất cũng chịu ảnh hưởng vì điều này. Chắc chắn mặt mũi cũng không tốt. Vương Triều gật đầu nói. Không ổn, nếu chúng ta có căn cứ chính xác là Cổ Hoài, đương nhiên lập tức ra tay, không nể tình chút nào. Nếu bởi vì một chút việc nhỏ mà làm ầm ĩ, thì không có ý nghĩa gì. Ngược lại, làm cho các cán bộ khinh bỉ tôi. Làm lãnh đạo người nào có thể nói mình trong sạch hoàn toàn. Nói lão Túc đi, có phải không? Diệp Phàm nói nhìn Vu Chí Hải một cái, nói. Việc này để ông anh ra mặt cũng không tốt, Cổ Hoài dù sao cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa người phân công quản lý ủy ban kỷ luật Diệp Đông cũng không dễ chịu. Hai người đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đồng điện vi thần, không thể rõ ràng như thế. Túc Nhất Tiêu vừa nghe, hơi giật mình, nghĩ đến việc lẳng lơ cùng phụ nữ ở Ma Xuyên kia lập tức ngậm miệng lại. Trái lại Vương Triều định nói nhưng cuối cùng không hé răng. Vu Chí Hải ngược lại cười nói. Nếu có thể thực sự điều tra ra việc gì trên đầu Cổ Hoài, tôi không ngại ra tay, y có thể làm gì tôi. Thôi vậy, tôi có cách khác. Diệp Phàm cười thần bí. Gần một ngày sau, Lý Man Đầu gọi điện thoại tới nói. Trưởng ban Diệp, việc này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm được rất tốt. Hơn nữa còn liên lụy đến cậu, ngại quá. Tuy nhiên, Lý Man Đầu tôi sẽ không dừng tay như vậy, nếu Cổ Hoài hướng về phía tôi. Tôi tuy chỉ là một thương nhân như là một người cứng rắn không để mặc y gây khó dễ. Ha ha, lãnh đạo ban có suy nghĩ khác, Tổng Giám Đốc Lý nếu có thể hiểu thì rất tốt, tuy nhiên, tôi hiện tại đã không được phân công quản lý phòng cán bộ một, Tổng Giám Đốc Lý nếu có ý kiến thì không cần hỏi tôi. Không đúng vị trí thì không bàn chuyện đó, có phải không? Còn chuyện điều chỉnh công tác của tôi, không liên quan đến Lý Sâm. Diệp Phàm khuyên nhủ, kỳ thực là thầm kích Lý Man Đầu. Đừng nghĩ thế, việc này tôi sẽ sớm hỏi thăm rõ ràng. Nghe nói chính là vì chuyện của Lý Sâm mà cậu và lão già kia xảy ra tranh chấp. Việc này đã truyền khắp ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, không có gì là bí mật. Còn làm như thế nào là việc của tôi, trưởng ban Diệp cứ yên tâm, tuyệt đối không xúc phạm đến anh. Tôi tuy nói chỉ là người làm ăn, nhưng không hoa mắt. Ai là bạn, ai là đối thủ tôi phân rõ ràng. Nói ngay trưởng ban Diệp đi.
chính là một người mà Lý Man đầu tôi coi là bạn. Buổi tối tôi làm chủ, chúng ta gặp nhau một chút thế nào? Cảm ơn Tổng Giám đốc Lý đã tín nhiệm tôi. Tuy nhiên gần đây bận, chuyện vị trí mấy chủ tịch bên doanh nghiệp nhà nước còn chưa được điều chỉnh xong, đã kéo dài không ít ngày. Như vậy đi, hôm nào tôi làm chủ. Diệp Phàm cười nói, lúc này đương nhiên không thể ngồi cùng một chỗ với Lý Man đầu, làm cho Cổ Hoài có suy nghĩ là đang kết hội. Chủ tịch doanh nghiệp nhà nước, theo lý thuyết thì ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy các cậu sắp xếp cấp bậc chủ tịch tương đối cao. Người như vậy ở tỉnh ta khá nổi tiếng. Nếu trưởng ban Diệp có thể tin tưởng tôi, có thể nói cho tôi nghe một chút đi. Đối với các công ty này, tôi thật ra có biết một chút bí mật. Lý Man đầu nhiệt tình lên. Ha ha, xem chừng anh đã nghe nói qua, Tổng Giám đốc nhà máy thuốc lá Hải Châu Vi Đạt Minh về hưu, còn có tập đoàn Phong Mậu Lâm Đồng cũng nghỉ. Cấp bậc của hai chủ tịch công ty này đều là cấp cán bộ phó giám đốc sở. Diệp Phàm cười nói, cũng không giấu giếm việc gì. Việc này trong các công ty ở tỉnh thành không phải là tin tức gì. Chức danh hai chủ tịch công ty đã khuyết gần nửa năm, người chọn thật ra không ít, vẫn không quyết định được. Cút mắc trong đó Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm, có lẽ Lý Man đầu là người làm ăn, nói không chừng cũng kết giao với bọn họ. Là Lão Vi và Lão An. Hai người này trước kia tôi đã uống rượu vài lần. Lần trước hai ông anh đều nói đến chuyện về hưu, nói là có thể về nhà bế cháu an hưởng tuổi già. Lý Man đầu cười nói, quả nhiên là biết hai người. Xem ra, Lý Man đầu thật sự biết hai người họ. Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên biết, lúc ấy cùng Lão Vị uống rượu thường xuyên có một người đàn ông trung niên là Mã Tân Phong. Tôi nhớ rõ vài lần uống rượu y đều mang theo người này. Sau mới biết chính là phó giám đốc thường trực nhà máy thuốc lá Mã Tân Phong. Lý Man đầu thuận miệng nói. Mã Tân Phong, là có người này. Diệp Phàm nói. Phỏng chừng Lão Vi rất vừa ý y, có một ngày uống rượu, trên bàn không ngờ giải thích cho Mã Tân Phong vì sao có thể quản lý nhà máy thuốc lá, sao có thể chào đón mê hoặc. Chúng tôi nghe đều cười, tuy nhiên, Mã Tân Phong rất cung kính với Lão Vi. Có phải Lão Vi đề cử Mã Tân Phong? Mà có người khác lại ra tay. Lý Man đầu hỏi. Nhà máy thuốc lá là chỗ kiếm được tiền, các đồng chí cạnh tranh khá nhiều. Ví dụ như Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Tháp Tằng Chí Cương cũng muốn đến nhà máy thuốc là Hải Châu. Diệp Phàm nói. Y đương nhiên muốn đi, Tập đoàn Vân Tháp nửa chết nửa sống, nghe nói sắp sụp đổ. Mà Chủ tịch nhà máy thuốc lá Hải Châu muốn đi, Tằng Chí Cương năng lực cũng không được tốt lắm. Tuy nhiên, thế lực sau lưng cũng rất cứng. Nghe nói sau lưng y cũng là người có tiếng nói ở ban tổ chức cán bộ trung ương. Lý Man đầu hiểu rõ tận đáy. Tôi cũng có chút buồn, cán bộ chung quanh vốn không phải do tôi quản lý. Nếu Tằng Chí Cương đã chuẩn bị ở phía sau như thế, sao lại không được quyết định? Lúc này Diệp Phàm thật sự nghi ngờ, theo lý thuyết Tằng Chí Cương với chỗ dựa vững chắc như vậy, đã sớm quyết định xuống, sao lại kéo dài hơn nửa năm? Ha ha! Tằng Chí Cương vừa có hậu trường phía sau nhưng Mã Tân Phong cũng không yếu. Lý Man đầu cười nói. Mã Tân Phong có người nào chống? Diệp Phàm cảm thấy việc này có chút manh mối. Việc này rất bí mật, tôi cũng là vô tình phát hiện ra. Có lần đến khách sạn Shangri-La uống rượu, lúc đó chiêu đãi vài người khách. Trong khi uống rượu có đi vào nhà vệ sinh, chính lúc đó chúng tôi nghe được quản nhất Minh đang đi vệ sinh vừa nói một chút chuyện thú vị. Cố ý nghe chính là Mã Tân Phong. Tôi nghe xong thiếu chút nữa nôn, ha ha. Lý Man đầu cười. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu, hóa ra người đứng sau Mã Tân Phong là quản nhất Minh. Mà phía sau Tằng Chí Cương lại là người có phân lượng ở ban tổ chức cán bộ trung ương. Hai người âm thầm ganh đua, chuyện nhà máy thuốc lá vì thế ngày càng phức tạp. Xem ra Phượng Quốc Hưng cũng đứng giữa khó xử, không thể đắc tội với người của ban tổ chức cán bộ trung ương. Nhưng quản nhất Minh cũng không thể để ra một bên. Cho nên, việc này Tống Lệ Thu giải quyết không được, Phượng Quốc Hưng cũng không giải quyết được. Có lẽ Cổ Hoài người của ban tổ chức cán bộ trung ương kia cũng đã có lời, mà quan hệ giữa quản nhất Minh và Cổ Hoài cũng có. Cho nên, việc này y cũng không giải quyết được, cuối cùng là kéo dài đến hiện tại. Thì ra là thế, thảo nào kéo dài đến tận giờ. Diệp Phàm nói, hỏi tiếp. Vị ở ban tổ chức cán bộ trung ương là ai, Tổng Giám đốc Lý có biết không? Nghe nói là cục trưởng gì đó, cũng là làm về cán bộ như các cậu. Tuy nhiên, người này họ Tằng, tôi nghi ngờ người này là thân thích của Tằng Chí Cương.
nếu không sao có thể trùng hợp như thế. Cậu ở ban tổ chức cán bộ, hỏi thăm một chút có lẽ có thể điều tra ra. Lý Man Đầu nói. Cảm ơn. Diệp Phàm nói, thật sự có chút cảm kích Lý Man Đầu. Còn nói đến tập đoàn Phong Mậu, Tổng Giám Đốc An trước đây cũng không tồi. Lợi nhuận và thuế của tập đoàn Phong Mậu ở tỉnh ta khá cao, tập đoàn này có nhiều công ty con, ví dụ như đóng tàu, may, bất động sản bọn họ đều có đề cập đến. Tổng tài sản của tập đoàn không dưới 2 tỷ, tập đoàn khách đô của chúng tôi so với họ chỉ là nhi đồng. Lão An nghe nói trước kia là do chủ tịch tỉnh Uông ủng hộ đi lên, mà tập đoàn Phong Mậu còn có thân phận đặc thù. Khi khởi công, phí nhất hoàn của nhà họ Phí ở Bắc Kinh có đến cắt băng Khánh Thành. Đương nhiên, mấy năm trước Phí Nhất Hoàn lúc đó cũng không phải là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương mà là phó chủ tịch thường trực của tỉnh Việt Đông chúng ta. Việc này nghe cha tôi nói chuyện phiếm mà biết, cuối cùng như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Lý Man Đầu cười nói. Sau khi buông điện thoại, trong lòng Diệp Phàm có chút cảm giác xót xa. Không thể ngờ vấn đề chủ tịch của hai công ty mà làm người ta hao tổn tâm trí như thế. Đặc biệt tập đoàn Phong Mậu không ngờ liên quan đến Phí Nhất Hoàn của nhà họ Phí. Khó trách Cổ Hoài cũng không tránh kịp, đem vấn đề cán bộ này chuyển cho mình. Mẹ kiếp, đây đơn giản là đem nướng hắn trên than. Diệp Phàm tức giận. Trở về điều tra một hồi, rốt cuộc phát hiện cán bộ cục 4 ban tổ chức cán bộ trung ương, cũng gọi là cục cán bộ nhà nước cơ quan trung ương, phó cục trưởng thường trực là Tằng Thiên Tín, xem ra chính là người này. Vì thế... Diệp Phàm gọi điện thoại cho Kiều Viên Viên cười nói. Viên Viên, em nhờ người quen hỏi một chút về phó cục trưởng thường trực của cục 4 ban tổ chức cán bộ trung ương Tằng Thiên Tín xem người này thế nào. Y gây với anh nữa. Điều đầu tiên Kiều Viên Viên nghĩ đến là việc này. Chương 1381, muốn nhìn tôi chê cười. Không có, muốn nghe một chút, y có người thân tên là Tằng Chí Cương, người này. Diệp Phàm dựa vào câu nói của Kiều Viên Viên nói. Vâng, để em nhờ người điều tra. Kiều Viên Viên nói xong chuyển ngay sang chuyện khác. Mấy ngày nay nghe nói anh ở Việt Đông không thành thật phải không? Sao lại nói thế, anh an phận thủ thường, ngóng trông Kiều Viên Viên của anh trở về. Một ngày không gặp như ba năm. Miệng Diệp Phàm ngọt hơn mật. Nói dối, đừng tưởng là em không biết. Chủ tịch tập đoàn Bàn Đế Đồng Oanh Oanh nghe nói còn rất trẻ. Xinh đẹp như hoa ngọc lan, trên đời này còn có mèo chê mỡ sao? Kiều Viên Viên nói ra những lời này, trong lòng Diệp Phàm xấu hổ, thầm nghĩ, có phải chuyện mình đi mua sắm với Đồng Oanh Oanh bị cô biết được? Tuy nhiên, nói như thế nào cũng không thể lộ một tia yếu thế trước mặt phụ nữ. Người phụ nữ, chỉ cần không bắt được trên giường thì chết cũng không khai. Không thể bị lời ngon tiếng ngọt của các cô hấp dẫn. Cái gì mà anh nói ra em sẽ không làm gì, chuyện này thì không có người phụ nữ nào khác. Diệp Phàm cố gắng chậm lại, vẻ như vô tình nói. Việc này em cũng biết, ai lại nói láo thế? Anh đừng nghĩ em không biết, đừng cho là em ở Bắc Kinh xa vạn dặm thì không biết những gì anh làm, hừ. Kiều Viên Viên nói, thật sự là oan mà, chỉ là kết giao bình thường thôi, vì trước kia phá thảm án nhà họ Đồng có xuất tiền. Mà anh trai của Tổng Giám Đốc Đồng làm thư ký cho Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Phong, nói anh là cán bộ đi lên từ Ngư Đồng, nhất định phải đến góp vui. Đây cũng là nể mặt, người ta đã từng giúp anh, ăn quả nhớ kẻ trồng cây thôi. Diệp Phàm nói, ngừng một chút còn nói thêm. Viên Viên, anh làm việc ở ban tổ chức cán bộ, tiếp xúc rất nhiều người, đừng suốt ngày nghi ngờ như thế. Em biết anh là lãnh đạo, bận, mỗi ngày đều có cán bộ cấp dưới đến nịnh bợ. Thôi vậy. Vậy này em không hỏi nữa. Tuy nhiên, anh nên làm em yên tâm mới được. Kiều Viên Viên thông cảm, trầm ngâm một lúc mới nói. Nói cho anh tin tức tốt, Trương Vệ Thanh có khả năng thăng chức lên phó chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm chỗ nào? Diệp Phàm thực sự không hiểu được, lần trước nghe Lâm Phong nói là Trương Vệ Thanh có khả năng trao quyền cho cấp dưới đến một tỉnh đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh. Văn phòng trung ương còn chỗ nào? Kiều Viên Viên tức giận nói. Thế anh phải chúc mừng anh Trương rồi, việc này chắc chắn mấy phần. Anh Trương có biết không? Diệp Phàm cũng có chút vội vàng nếu Trương Vệ Thành có thể lên chức phó chủ nhiệm văn phòng trung ương, thì vô hình chung mở ra đường dây liên kết giữa mình và các lãnh đạo trung ương. Làm phó chủ nhiệm văn phòng trung ương, là cấp bậc phó đất nước. 8 phần, mấy tháng nữa là có thể có quyết định. Em pha trà cho ba nghe ba nói chuyện điện thoại,
Ba em nói thì chắc chắn đến 8 phần. Kiều Viên Viên có vẻ hơi đắc ý nói. Có nghe tin tức gì về việc điều chỉnh cán bộ tỉnh Nam Phúc không? Diệp Phàm muốn hỏi đến tỉnh Nam Phúc. Không nghe nói, ba em ở nhà sẽ không nói chuyện này. Nếu phải nói những việc quan trọng cũng nói trong phòng làm việc. Cho dù là em cũng không nghe được tin tức gì. Kiều Viên Viên nói. 3 ngày sau, Kiều Viên Viên có tin tức. Nói là Tằng Thiên Tín quan hệ với phó trưởng ban Ninh Chí Hòa không tồi, xem ra là người của nhà họ Phí. Diệp Phàm suy nghĩ, nếu Quản Nhất Minh muốn đẩy Mã Tân Phong, mà nguyên tổng giám đốc nhà máy thuốc lá Hải Châu lại vừa ý Mã Tân Phong thì Mã Tân Phong chiếm lợi thế. Mà Tằng Chí Cương là tổng giám đốc tập đoàn Vân Tháp, muốn chặn ngang cũng khó khăn. Mấu chốt ở chỗ Quản Nhất Minh cũng không thể sợ người đằng sau lưng Tằng Chí Cương là Tằng Thiên Tín. Muốn cho Quản Nhất Minh sợ thì xem ra phải người đứng sau Tằng Thiên Tín là Ninh Chí Hòa lên tiếng mới có thể ngăn chặn được Quản Nhất Minh. Tuy nhiên, trong đầu Diệp Phàm có tính toán, người lão Quản ủng hộ, mình sẽ không để y lên trên. Người này vẫn đối địch với mình, khiến y có thể làm được không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao. Huống chi bên kia Tằng Chí Cương được Tằng Thiên Tín ủng hộ, mà người đứng sau của Tằng Thiên Tín là người nhà họ Phí Ninh Chí Hòa. Giúp đối thủ, chỉ bằng tự giúp mình. Vì thế cho gọi các trưởng phòng quản lý cán bộ chung quanh lại hỏi. Trưởng phòng Khương, sao tổng giám đốc nhà máy thuốc lá Hải Châu lại chưa có quyết định, các anh đã kiểm tra qua chưa? Khương Thủy Quân mới đến 40 tuổi, khuôn mặt bình thường, chân mày có một nốt ruồi đen. Nếu là con gái có thể gọi là nốt ruồi duyên, còn ở đàn ông thì... Đã kiểm tra qua, tuy nhiên, đồng thời kiểm tra có 2 đồng chí. Một vị chính là nguyên phó tổng giám đốc nhà máy thuốc lá Hải Châu Mã Tân Phong. Người này vốn là phụ trách kinh doanh của nhà máy, đối với nghiệp vụ và việc quản lý đều vô cùng quen thuộc. Người thứ hai chính là tổng giám đốc tập đoàn Vân Tháp, Tằng Chí Cương. Tập đoàn Vân Tháp tuy nói hiện tại hiệu quả không tốt nhưng trước kia vốn cục diện rối ren, Tằng Chí Cương thay đổi, kết quả là thay đổi. Hơn nữa 2 vị đồng chí được lựa chọn từ hơn 10 người sơ tuyển ra, đều phù hợp với điều kiện. Khương Thủy Quân ngồi đứng đắn đối diện Diệp Phàm, không kiêu ngạo không xu nịnh. Đó là tư thế không cung kính, hoàn toàn là giải quyết việc chung. Diệp Phàm nhìn có chút khó chịu, biết người này chắc chắn vốn là người thân thiết của Tống Lệ Thu, mới không cần kiềm nén trước trưởng ban mới như mình. Vì thế hừ nói, nếu đều đã kiểm tra qua, thì tại sao không báo cáo 2 người này lên, từ đó các lãnh đạo quyết định. Báo cáo. Trưởng ban Phượng Quốc Hưng nói chuyện này người quản lý phòng cán bộ xung quanh trưởng ban Tống Lệ Thu tự mình quyết định. Không thể chuyện gì cũng trông cậy vào các lãnh đạo cấp trên. Khương Thủy Quân nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Vậy anh phải đi tìm trưởng ban Tống, giải quyết xong việc này, đã gần 1 năm. Ban tổ chức cán bộ chúng ta làm việc hiệu suất thấp như vậy sao? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Khương Thủy Quân nói đến Tống Lệ Thu cũng không nói gì. Hiển nhiên là không coi mình ra gì. Rõ ràng không thừa nhận mình là thủ trưởng, nên hắn cũng không cần khách khí với y. Tìm trưởng ban Tống hiện đã được phân công quản lý phòng cán bộ 1. Khương Thủy Quân nói, anh vừa nói là do trưởng ban Tống phụ trách đó thôi. Diệp Phàm nhìn y một cái hừ nói, là tôi nói bậy, hiện tại anh được phân công quản lý cán bộ chung quanh, việc này hiện do anh quản lý, cho nên tôi không thể tìm trưởng ban Tống. Mặt Khương Thủy Quân lập tức đỏ như cà chua chín, không lâu sau biến thành cà nướng. Biết Diệp Phàm kiểm tra mình, y lập tức nghĩ đến 2 trưởng phòng cũ của phòng cán bộ 1 Thái Hoa và Đặng Vân hiện đang chịu khổ ở địa khu cổ đình. 2 người đó chính là bị vị trưởng ban trẻ tuổi này chuyển đến đó. Y trong lòng tính toán một chút, thái độ liền cung kính hẳn lên. Anh đi đi, việc này tôi sẽ tìm trưởng ban Phượng bàn bạc một chút. Diệp Phàm khoát tay hừ nói. Gõ người này cũng không sai gì, cầm tập tài liệu đến văn phòng Phượng Quốc Hưng. Trưởng ban Phượng, 2 chức vụ này đều là chức vụ cấp phó giám đốc sở. Theo lý thuyết là phải trải qua các bộ và ủy ban trung ương thảo luận mới được. Hôm nay tôi đưa tài liệu lên đây, anh xem hôm nào thì nói với trưởng ban một tiếng để ra quyết định về việc này. Diệp Phàm nói xong, đem tài liệu nhẹ nhàng đẩy tới. Không phải là vấn đề 2 chủ tịch doanh nghiệp nhà nước, trưởng ban nói. Doanh nghiệp nhà nước tuy nói về cấp bậc hành chính thì thế, trên thực tế tôi với anh đều biết rằng, vẫn có cái khác. Cho nên, về việc nhà máy thuốc lá Hải Châu và tập đoàn Phong Mậu, ban đã quyết định để người phân công phụ trách cán bộ chung quanh trực tiếp quyết định.
đến lúc đó quyết định như thế nào báo lên là được. Anh được phân công quản lý cán bộ chung quanh, chính là anh. Ha ha, ban tin tưởng các anh có thể xử lý tốt việc này. Phượng Quốc Hưng giơ tay, nhìn Diệp Phàm ra vẻ trông cậy. Việc này thật sự là trưởng ban giao. Diệp Phàm hỏi đương nhiên là có ý. Đương nhiên, nếu không như vậy, anh đem tài liệu đến chỗ trưởng ban, ý ký phê chuẩn chính thức. Việc này nói phải có bằng chứng có phải không? Hơn nữa, anh lại vừa mới qua tay, vẫn xử lý theo trình tự là được. Phượng Quốc Hưng nói, cầm bút phê đề cử đồng chí Diệp Phàm lãnh đạo phòng cán bộ chung quanh toàn quyền phụ trách việc chức vụ chủ tịch của nhà máy thuốc lá Hải Châu và tập đoàn Phong Mậu. Tôi đi đây. Diệp Phàm nhìn Phượng Quốc Hưng một cái, thản nhiên cười cầm tài liệu đi tìm Cổ Hoài. Cảm giác được ánh mắt Phượng Quốc Hưng có chút phức tạp, không đoán ra suy nghĩ của lão này. Đơn giản là muốn nhìn mình bị chê cười. Việc này không phải đã nói đồng chí phân công quản lý cán bộ chung quanh phụ trách sao? Cậu đến làm gì? Cổ Hoài hiển nhiên có chút ngại Diệp Phàm làm ầm ĩ. Tôi vừa tiếp nhận cán bộ chung quanh, việc này tôi không hiểu. Cho nên, còn muốn trưởng ban ký tên cho ý kiến. Diệp Phàm thản nhiên nói, đương nhiên phải lấy chứng cứ mạnh mẽ mới được. Nói suông không làm gì đến lúc đó Cổ Hoài không nhận, thì mình bị y nướng. Chuyện sát hạch sinh viên lần trước mắc mưu một lần, lần này tuyệt đối không thể để Cổ Hoài lại nắm được nhược điểm. Lấy lại đây. Cổ Hoài nhíu nhíu mày, cầm lấy bút ký tên phê dưới Phượng Quốc Hưng là đồng ý với ý kiến đề cử của đồng chí Phượng Quốc Hưng. Người này cũng khá lạ, y lập tức quyết định biến thành quyết định của Phượng Quốc Hưng. Y chỉ đứng một bên giúp. Làm lãnh đạo chính là như thế, phải chịu trách nhiệm hoặc đắc tội với ai là chuyện hết sức lẩn tránh, có vẻ như mình không phải là lãnh đạo, chỉ giống như trợ thủ. Mà nếu có lợi thì sẽ can tâm gương mẫu, dũng cảm đi trước không chối từ gian khổ. Trở lại văn phòng Diệp Phàm suy nghĩ một hồi, vốn định gọi điện thoại cho Phí Nhất Độ, sau nghĩ lại một chút lại không gọi. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm tổ chức họp bộ máy phòng quản lý cán bộ chung quanh, thảo luận vấn đề chức vụ tổng giám đốc nhà máy thuốc lá Hải Châu và tập đoàn Phong Mậu. Việc này đương nhiên có ý đồ của riêng mình, mà mặt ngoài lại vừa muốn lấy phương thức ý kiến tập thể báo cáo. Chương 1382, lãnh đạo nói chuyện xem giờ. Cán bộ chung quanh ngoại trừ Khương Thủy Quân còn có Phó trưởng phòng Đinh Binh, Phó trưởng phòng Trường Cao Tân, Phó trưởng phòng Chu Cúc Hà, Phó trưởng phòng Tống Ba. Bốn vị phó trưởng phòng cộng với Diệp Phàm được phân công quản lý nữa tổng cộng là 6 người. 6 người này chính là thành viên của phòng cán bộ chung quanh. Các đồng chí, hôm nay trưởng ban Diệp mời mọi người tới họp, chủ yếu là thảo luận một chút về vấn đề nhà máy thuốc lá Hải Châu và tập đoàn Phong Mậu, vấn đề hai chức vụ chủ tịch, thái độ của chúng ta. Trưởng phòng Khương nói qua về mọi việc một lần, sau khi giới thiệu hoàn toàn còn nói thêm. Chúng tôi chờ đón chỉ thị của trưởng ban Diệp. Chỉ thị, chưa nói tới. Đây là hội nghị đảng ủy bộ máy lãnh đạo lần đầu tiên tôi tổ chức từ khi phân công quản lý cán bộ chung quanh. Thứ nhất là làm quen với mọi người, thứ hai là vấn đề chủ tịch nhà máy thuốc lá và tập đoàn Phong Mậu. Lãnh đạo ban tổ chức cán bộ đã giao cho phòng cán bộ chung quanh chúng ta toàn quyền quyết định, cho nên, hôm nay tôi muốn nghe suy nghĩ của cả bốn đồng chí. Một người là phó tổng giám đốc của tập đoàn Vân Tháp. Tăng Chí Cương cùng với Mã Tân Phong là người mà nguyên tổng giám đốc nhà máy thuốc lá Hải Châu đề cử. Chúng ta chọn một trong hai đồng chí quyết định báo cáo với lãnh đạo ban. Thứ hai là chủ tịch tập đoàn Phong Mậu, cũng có hai người được đề cử. Vừa rồi trưởng phòng Khương có giới thiệu qua, một vị là Vương Quốc Huy, nguyên là phó tổng của tập đoàn Phong Mậu, đã làm việc ở tập đoàn Phong Mậu nhiều năm, kinh nghiệm quản lý phong phú. Hơn nữa là ứng viên do nguyên tổng giám đốc tập đoàn Phong Mậu đề cử. Người cạnh tranh cùng là Trần Mộng Na, năm nay mới 30 tuổi. Nếu nói về tuổi thì Trần Mộng Na thật sự là trẻ tuổi. Tuy nhiên, đảng đang có chính sách trẻ hóa cán bộ, tuổi này là phù hợp với điều kiện. Hơn nữa, Trần Mộng Na tuy nói là nữ, nhưng cô này mọi người cũng nghe giới thiệu qua, có bằng tiến sĩ của Đại học Harvard. Có tầm nhìn xa, có tư tưởng tiên tiến. Như vậy đối với một doanh nghiệp nhà nước lớn như Phong Mậu càng quan trọng. Chúng ta phải suy nghĩ đến tương lai, những doanh nghiệp nhà nước có tài sản hàng trăm triệu, cuối cùng chắc chắn đều muốn hướng ra thế giới. Đặc biệt là sau này, đã bị suy nghĩ, kinh tế nước ngoài cùng đánh. Đã được trải qua thách thức, kinh nghiệm quản lý công ty nước ngoài đặc biệt quan trọng. Cuối cùng muốn nói một chút, mọi người cũng biết,
Tập đoàn Phong Mậu là do Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương khi làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Việt Đông chúng ta đặt nền móng xây dựng nên. Chủ tịch tỉnh Uông cũng rất quan tâm đến sự phát triển của Tập đoàn Phong Mậu, hàng năm đều đến Tập đoàn Phong Mậu kiểm tra một phen. Từ vốn đến kỹ thuật, chính sách của tỉnh đều có ưu ái. Tập đoàn Phong Mậu đã thành doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của Việt Đông chúng ta. Các anh hay thảo luận đi. Diệp Phàm nói những lời này trình độ rất cao. Tất cả ngồi đây đều là kẻ lõi đời, người nào không nghe ra ý tứ của Diệp Phàm. Nhà máy thuốc lá Hải Châu trưởng ban Diệp giới thiệu tỉ mỉ về Tằng Chí Cương, hơn nữa còn giới thiệu đầu tiên. Nếu dựa theo những điều học được về ám chỉ của lãnh đạo thì đồng chí mà lãnh đạo giới thiệu đầu tiên chính là ứng cử viên lãnh đạo vừa ý. Còn tập đoàn Phong Mậu tuy trưởng ban Diệp giới thiệu đầu tiên là Vương Quốc Huy còn nói là do giám đốc An đề cử. Nhưng những người ngồi đây đều nghe rõ. Tuy rằng Vương Quốc Huy được đưa ra đầu tiên cũng chỉ là nhả đạn thả khói. Giọng hát nặng phó trưởng ban Diệp đặt ở người thứ hai tên là Trần Mộng Na. Hơn nữa còn nói về tình hình trong nước và quốc tế, khá cẩn thận. Việc này, việc làm phép trong đó có thể tìm ra. Hơn nữa, gần đây Diệp Phàm liên tục xử lý gọn gàng nhiều việc lớn ở ban. Đại hội thi đấu thuyền rồng nghe nói được Phượng Lão ở Bắc Kinh quyết định. Mà vấn đề quân nhân chuyển ngành lại được bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn khen ngợi. Còn chuyện sát hạch sinh viên ở Thâm Quyến, nghe nói hai vị phó chủ tịch thường trực tỉnh Lâm Phong và ủy viên thường vụ tỉnh phó chủ tịch Lỗ Đông Lai cũng đến xem. Đây là một sự thật rõ ràng, vị phó trưởng ban Diệp này trong lòng lãnh đạo tỉnh ủy rất có phân lượng, rất được yêu quý. Tuy có loáng thoáng nghe thấy phó trưởng ban Diệp cùng trưởng ban Cổ Hoài không hợp phách nhưng trưởng ban Cổ Hoài cũng không thể lấy hắn. Chứng tỏ là Diệp Phàm đè đầu trưởng ban Cổ. Hơn nữa chuyện Thái Hoa và Đặng Vân ở phòng cán bộ một xui xẻo đến Cổ Đình vẫn còn đó, ngồi đây mấy đồng chí đều lung lay. Nếu phản đối thì có thể rơi vào kết cục giống như Thái Hoa và Đặng Vân hay không cũng khó nói. Tằng Chí Cương không tồi, nghe nói tập đoàn Vân Tháp sắp phá sản, Tằng Chí Cương vừa mới vào tập đoàn đã giúp tập đoàn trụ qua cơn sóng dữ. Làm cho tập đoàn Vân Tháp sống lại nên ánh mắt đồng chí ấy không cần phải nói. Việc quản lý như cá gặp nước. Tin tưởng nếu để y chủ trì nhà máy thuốc lá Hải Châu, sẽ khiến cho thuốc lá của Việt Đông chúng ta có thể nổi tiếng trong và ngoài nước. Thuốc lá tuy nói có hại cho sức khỏe nhưng mang đến lợi nhuận kinh tế cũng lớn, cũng khó để gạt bỏ. Nếu Tằng Chí Cương tới nhà máy thuốc lá Hải Châu, có thể cải tiến chất lượng thuốc, ít ảnh hưởng đến sức khỏe hơn, làm nhà máy thuốc lá phát triển hơn. Phó trưởng Phòng Ninh là người đầu tiên đứng ra cổ vũ đồng chí Tằng Chí Cương. Ừ, Phó trưởng Phòng Đinh nói đúng. Tôi là người nghiện thuốc, lúc nào cũng muốn cai thuốc lá, tuy nhiên, những đồng chí hút thuốc đều biết, rất khó. Nếu có thể cải thiện thuốc lá ít có hại hơn cho cơ thể, vậy thì vẹn toàn đôi bên. Đồng chí Tằng Chí Cương có suy nghĩ mới mẻ, có lẽ thật sự có thể làm được việc này. Phó trưởng Phòng Trường Cao Tân cũng dựa vào việc thuốc lá ít hại cho sức khỏe để tâng bốc Tằng Chí Cương một phen. Diệp Phàm nghe xong muốn bật cười. Vuốt mông ngựa này hóa ra cũng có thể làm được buồn cười. Tằng Chí Cương tuy nói là đến Vân Tháp làm cho công ty có chuyển biến tốt, tuy nhiên, nghe nói hiệu quả không tốt lắm. Mã Tân Phong là phó giám đốc của nhà máy thuốc lá Hải Châu. Đối với thuốc lá sẽ quen thuộc hơn Tằng Chí Cương. Mà Mã Tân Phong là trợ lý cho nguyên tổng giám đốc nhà máy thuốc lá đồng chí Vi Đạt Minh. Đi theo Vi Đạt Minh cũng đã mười mấy năm. Đối với tất cả nhà máy thuốc lá, đồng chí Mã Tân Phong đã hiểu hết. Tôi cảm thấy nếu y có thể ngồi lên ghế tổng giám đốc, càng có thể làm nhà máy phát triển. Phó trưởng Phòng Tống nói. Phó trưởng Phòng Tống, Vân Tháp vốn sắp phá sản. Không bột khó gột nên hồ, thần thánh cũng sẽ không khiến Vân Tháp lập tức đứng lên. Hiện tại Vân Tháp không thể ngã, còn không phải là công lao của Tằng Chí Cương. Nghe nói Chủ tịch Vân Tháp Dương Bảo Điền bị bệnh đã hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, đều là Tằng Chí Cương xử lý, cục diện rối rắm lớn như vậy của tập đoàn Vân Tháp, công nhân gây rối, khoản nợ phải trả, vốn quay vòng thu hẹp, đều không thể làm Tằng Chí Cương ngã. Nếu để Mã Tân Phong đến Vân Tháp thử xem, chắc đã sớm than vãn. Ninh Binh lạnh lùng cười đáp, quyết định phải lưu lại ấn tượng tốt trong lòng trưởng ban Diệp Phàm. Bởi vì đồng chí Ninh Binh mấy năm gần đây có chút buồn bực, y đảm nhiệm phó trưởng phòng ở cán bộ chung quanh đã đứng tuổi. Đã sớm được thăng chức nhưng không có cơ hội. Vị trí trưởng phòng thật ra thay đổi mấy người, không đến lượt Đinh Binh.
Ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đinh Minh Thành nhân vật đáng thương không có người đỡ đầu. Hiện tại phó trưởng ban mới tới Diệp Phàm lại khiến cho đồng chí có hy vọng. Cho nên rõ ràng bất cứ giá nào muốn dính vào Diệp Phàm. Chưa chắc đi phó trưởng phòng Đinh, không thử qua, sao có thể khẳng định Mã Tân Phong không thể cứu tập đoàn Vân Tháp. Có lẽ Mã Tân Phong tới Vân Tháp đã sớm sống lại, không giống như nửa sống nửa chết như bây giờ. Tôi thấy, Mã Tân Phong là do Lão Giám Đốc Vi Đạt Minh đề cử, chúng ta phải suy xét đến ý kiến của đồng chí Lão Giám Đốc có phải không? Không thể nói Lão đồng chí Vi Đạt Minh về hưu, ý kiến của ông ta không đáng giá không thèm quan tâm. Vi Đạt Minh làm việc cả đời ở nhà máy thuốc lá, chẳng lẽ ánh mắt không tinh tường? Tôi nghe nói bí thư quản Nhất Minh cũng khen Vi Đạt Minh, nói ông ta càng già càng dẻo dai. Phó trưởng phòng Chu Cúc Hà phản bác nói, hơn nữa cô này rất lợi hại không ngờ lôi cả quản Nhất Minh ra muốn dọa mọi người. Tóm lại tôi hy vọng mọi người thảo luận vấn đề không lạc ra đề tài khác. Diệp Phàm nghiêm mặt nhìn mọi người một cái nói. Chúng ta hôm nay thảo luận về vị trí giám đốc nhà máy thuốc lá Hải Châu, không phải vấn đề cứu hay không cứu tập đoàn Vân Tháp. Chẳng lẽ còn muốn đưa Mã Tân Phong đến tập đoàn Vân Tháp thử nghiệm một phen? Đúng là nói lung tung. Diệp Phàm vừa nói xong, tất cả mọi người đều rõ, đây là ý nhị phê bình phó trưởng phòng Tập Cúc Hà có chút lạc đề tài. Vì sao lúc trước phó trưởng phòng Đinh lạc đề, người đương thời trưởng ban Diệp không lên tiếng, mà Chu Cúc Hà lạc đề tài phó trưởng ban Diệp liền tức giận? Việc này giải thích vấn đề gì, hiển nhiên là phó trưởng ban Diệp không có cảm tình với lời nói của phó trưởng phòng Chu. Chu Cúc Hà đẩy là Mã Tân Phong, ý của Diệp Phàm đã rất rõ ràng, đó không đồng ý với Mã Tân Phong. Đúng đúng, chúng ta liền nói về vấn đề chức vụ chủ tịch nhà máy thuốc lá, đừng xé ra, lãng phí thời gian không nói, thời gian là vàng bạc. Cứ quyết định như lời phó trưởng ban Diệp. Trường Cao Tân nói điều phù hợp với hiện tại, Chu Cúc Hà mặt đã có chút biến thành đen giờ càng đen. Phẫn nộ nhìn Trường Cao Tân một cái, không tức giận được. Vấn đề nhà máy thuốc lá và tập đoàn Phong Mậu đã kéo dài gần một năm, chúng ta thì tốt, nhưng hơn mấy ngàn vạn công nhân viên chức tập đoàn sẽ tốt sao? Bọn họ cần cơm ăn áo mặc, bọn nhỏ phải được học hành. Một người lãnh đạo tốt có thể làm sống lại một công ty. Hôm nay mọi người quyết định chức vụ, liên quan đến hàng vạn công nhân trong nhà máy, nhất định phải thật sự thận trọng. Lần trước đến tỉnh họp, Bí thư Triệu nói về vấn đề tăng cường trẻ hóa cán bộ. Yêu cầu ban tổ chức cán bộ chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, không cần trói buộc trong quy định cứng nhắc, không dám dùng người trẻ tuổi. Như nhân tài quản lý cao cấp Trần Mộng Na, lương của người ta một năm có thể đạt đến mấy chục nghìn đô la Mỹ. Vì đền đáp công ơn của Tổ quốc không chút do dự trở lại. Các đồng chí, trách nhiệm trên vai chúng ta rất nặng, phải chú ý duy trì nhất trí ý kiến lãnh đạo tỉnh ủy. Nói đến đây Diệp Phàm nhìn mọi người liếc mắt một cái. Chương 1383, cười kỳ lạ. Hắn tiếp tục nói. Hiện tại chỉ còn trưởng phòng Khương chưa có ý kiến, tuy nhiên, trước khi anh ấy cho ý kiến tôi muốn nói vài câu. Việc này không thể kéo dài, nếu tiếp tục kéo dài thì phòng cán bộ chung quanh chúng ta có lẽ sẽ lâm vào bế tắc. Người ta sẽ nhìn chúng ta thế nào, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta không có năng lực. Hiệu suất công việc thấp, tư tưởng cán bộ lười nhác, không nhiệt tình với việc sát hạch. Nếu tiếp tục thế, sẽ tiếp tục chiếm nhà vệ sinh, hừ. Diệp Phàm nói. Khương Thủy Quân vốn định nói mấy lời hay về Mã Tân Phong, vừa nghe ý tứ của Diệp Phàm không phải là phê bình chính mình lãnh đạo cán bộ hiệu suất công việc thấp. Nếu tiếp nữa, không phải nói là y không hợp là một trưởng phòng, chiếm nhà vệ sinh, vậy phải chuyển chỗ. Nghĩ đến kết cục đáng sợ của trưởng phòng Thái Hoa, Khương Thủy Quân quyết định trong nháy mắt, ngẩng đầu lên nói. Phó trưởng ban Diệp nói đúng, chuyện này phòng cán bộ chung quanh chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Nếu tiếp tục kéo dài, xem ra sẽ gây ra loạn lớn. Hàng chục ngàn công nhân phải làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy đối với nhà máy thuốc lá Hải Châu mà nói, Tăng Chí Cương khá thích hợp, còn tập đoàn Phong Mậu thì Trần Mộng Na cũng khá có ưu thế. Thái độ của Khương Thủy Quân cho Chu Cúc Hà và Tống Ba biết việc này không thể cứu vãn rồi. Hai người hận không thể vồ lên cắn mấy cái. Sau khi trở về không thể giải thích với ông chủ. Hội nghị bộ máy lãnh đạo kết thúc tốt đẹp, hai chức vụ cũng được quyết định. Diệp Phàm lập tức ra chỉ thị Khương Thủy Quân cho nhân viên chuẩn bị tài liệu tố, ký và đưa lên trưởng ban Phượng Quốc Hưng. Diệp Phàm vì sao đẩy Trần Mộng Na lên chức, đương nhiên cũng có một chút tư lợi.
Đương nhiên, về cá nhân mà nói, Trần Mộng Na tràn đầy sức sống, so với Vương Quốc Huy có đầu óc quản lý hơn, nhưng đó không phải điều quan trọng. Đó là bởi vì, quan trọng hơn là tối hôm qua tiểu thư Triệu Tứ ở Bắc Kinh gọi điện thoại đến, nói là chị họ cô Trần Mộng Na muốn mời Diệp Phàm dùng cơm. Sau khi nói bóng nói gió, Diệp Phàm mới biết, Trần Mộng Na là chị họ bà con xa với Triệu Tứ. Mà ý của Triệu Tứ xem ra không phải chỉ là ý của riêng cô, có lẽ vẫn là ý tứ của Triệu Sương Sơn. Mà nguyên chủ tịch tập đoàn Phong Mậu An Lâm là chủ tịch tỉnh Uông ủng hộ lên chức, phía sau chủ tịch tỉnh Uông lại là đồng minh nhà họ Phí. Vì vậy, Diệp Phàm không muốn đem mình đặt ở phía đối lập nhà họ Phí. Thật ra Diệp Phàm rất thông minh. Bởi vì Tằng Chí Cương của nhà máy thuốc lá Hải Châu là do Tằng Thiên Tín cán bộ ban tổ chức cán bộ trung ương ủng hộ, Tằng Thiên Tín là người của phó trưởng ban Ninh Chí Hòa. Cho nên, hai chức vụ một người có liên quan đến nhà họ Phí, người kia đương nhiên không thể toàn bộ cho nhà họ Phí. Cho nên, chọn người có liên quan đến Triệu Sương Sơn. Như vậy hai bên đều được phân một chén canh. Hơn nữa, ở Việt Đông Triệu Sương Sơn mới chính là lãnh đạo của mình. Về phần đắc tội với Quản Nhất Minh, Diệp Phàm không hối hận chút nào. Lão già này năm lần bảy lượt đánh gốc dạ, có thể có cơ hội làm ngược lại lời y, Diệp Phàm quyết không nương tay. Phượng Quốc Hưng ký tên và đồng ý báo cáo đến Cổ Hoài. Cổ Hoài cũng ký tên đồng ý đưa đến chỗ Quản Nhất Minh. Tuy nhiên, ở đây cũng kẹt lại, báo cáo nhân sự ở chỗ Quản Nhất Minh nửa tháng không có động tĩnh. Diệp Phàm biết người này tỏ rõ là không hài lòng. Nếu tiếp tục kéo dài, xem chừng lại lặp lại. Thật như vậy, hao tâm tổn sức không nói, còn khiến Cổ Hoài và Phượng Quốc Hưng cười to. Diệp Phàm giật mình, lúc cùng Phí Nhất Độ nói chuyện phiếm trên điện thoại vô ý nói ra vài câu. Phí Nhất Độ đương nhiên ngầm hiểu, không cẩn thận lại lọt đến tai Ninh Chí Hòa. Không lâu, nghe nói có kết luật về nhân sự nhà máy thuốc lá Hải Châu và tập đoàn Phong Mậu báo cáo Quản Nhất Minh đã quyết định xong. Việc này đương nhiên hai vị đồng chí Cổ Hoài và Phượng Nhất Hưng đều mở rộng tầm mắt, trong lòng thầm kêu không thể tin nổi. Khiến cho Diệp Phàm khi đi lấy báo cáo đều thấy hai ánh mắt đều có chút kỳ lạ, chợt nhìn hai người thản nhiên cười cười, còn khen tặng một câu nói. Vẫn là trưởng ban lợi hại, vừa ra ngựa liền làm xong việc. Ha ha, quản lý nhiều việc, bận quá, việc này phải giải quyết sau. Cổ Hoài nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng là dễ chịu. Nháy mắt đã đến 1 tháng 9. Không ngờ xảy ra một chuyện lớn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khách Đô Lý Man Đầu nghiêm khắc báo cáo vấn đề sát hạch sinh viên của Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy, đầu tiên là sát hạch trong sáng, đến hai vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch tỉnh Thường trực Lâm Phong và Lỗ Đông Lai đi kiểm tra công tác qua cũng xuất hiện. Với nhóm giám khảo của Diệp Phàm làm việc thêm giờ suốt đêm, ngày hôm sau dán bảng vàng ở khách sạn Khách Đô. Ban đầu đã định ra danh sách chức vụ. Tuy nhiên, sau vài ngày xuất hiện hành động đen tối, không ngờ thay đổi chức vụ. Lấy Lý Sâm vốn tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh làm ví dụ, Lý Man Đầu lấy danh nghĩa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh nghiêm khắc phê bình Phó trưởng Ban Diệp Phàm, Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy được phân công tổ chức sát hạch sinh viên thay đổi thất thường, lật lọng. Lập tức hình thành làn sóng, các báo lớn đều đăng lại, lập tức Diệp Phàm và Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy thành đề tài trà dư tử hậu của dân chúng. Vào ban đêm, Diệp Phàm bị Vu Chí Hải khẩn cấp gọi đi, vừa mới vào phòng, ông ta đã lấy ra một túi văn kiện lớn, nói. Cậu xem. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tôi hy vọng ủy ban kỷ luật ra mặt cử người xuống dưới điều tra rõ ràng, Lý Man Đầu lại quấy rối, không điều tra một chút đã nói tôi sai. Anh Vu, ngàn vạn lần đừng che chở cho tôi tin tưởng ánh mắt quần chúng là trong sáng. Cậu thật muốn tôi cho người đi điều tra. Nếu ủy ban kỷ luật tỉnh ra mặt, cậu không chết cũng là phân. Đồng chí Diệp Phàm, cậu chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tính nhạy cảm chính trị? Người nào hy vọng ủy ban kỷ luật tìm đến cửa, đến lúc đó mặc dù là điều tra rõ cậu không việc gì, có thể dân chúng sẽ hiểu việc này sao? Cậu biết, Cổ Hoài và Phượng Quốc Hưng ước gì cậu bị điều tra? Nếu bọn họ mượn cơ hội này sinh sự, trước tiên ngưng chức của cậu làm sao? Vu Chí Hải có chút tiếc sắt không rèn thành thép được, mặt mày nhăn nhó. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi hy vọng anh Vu đem tài liệu này đến tay Diệp Đông. Diệp Phàm thái độ kiên quyết, mắt cũng không chớp. Câu đấy nhé, thật sự là, bảo tôi nói thế nào. Đến chỗ tôi đã rất nghiêm trọng, cậu còn muốn tôi báo cáo lên trên, chẳng lẽ không ngại mũ cao có phải không?
Vu Chí Hải mắt cũng đỏ lên. Không việc gì, anh Vu, anh báo cáo càng cao càng tốt. Diệp Phàm không ngờ trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Trong hồ lô cậu rốt cuộc bán cái gì? Vu Chí Hải nhíu nhíu mày, nhìn Diệp Phàm một cái, thực không rõ hắn muốn gì. Hình như việc này, lãnh đạo đều tránh không kịp hắn thì ngược lại, mới ủy ban kỷ luật ra mặt điều tra. Một lúc sau, Vu Chí Hải đột nhiên nghĩ ra việc gì, hỏi. Việc này có phải cậu sắp xếp người viết? Tôi không ăn cơm no không có chuyện gì tố cáo mình chơi. Hơn nữa, còn tố cáo đến ủy ban kỷ luật tỉnh, đây không phải tự bôi nhọ lên người mình sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Chỉ mong là vậy. Vu Chí Hải vẻ mặt nghi ngờ, lắc lắc đầu, nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Cậu thật sự hy vọng việc này được báo cáo lên chỗ Diệp Đông? Anh Vu, bây giờ còn có thể che sao? Anh cho là đơn tố cáo gian dối chỉ đưa mấy bước đến chỗ anh sao? Tôi dám đánh cuộc, chỗ Diệp Đông chắc chắn đã nhận được trước. Phỏng chừng đồng chí có liên quan ở tỉnh, đảng ủy công an tỉnh đều nhận được tin này. Đã có tâm ra tay, muốn chơi một phen, tôi liền theo chân bọn họ chơi tốt một phen. Hơn nữa việc này che chỉ sợ không che được. Lý Man Đầu ở Bắc Kinh muốn làm ầm ĩ, tỉnh ủy vì muốn trốn tránh giao, ổn định tinh thần nhân dân chắc chắn sẽ cho người xuống dưới điều tra một chút. Diệp Phàm nói. Vậy đương rồi, tôi sẽ báo cáo. Vu Chí Hải ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm vài lần gật gật đầu. Làm tốt lắm Vương Triều. Trong lòng Diệp Phàm hung hăng kêu lên một câu, Lý Man Đầu cũng đến góp vui, nhưng thật ra thêm củi vào lửa, Cổ Hoài lần này nhất định làm ông phải đau xót. Ngày hôm sau, Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diệp Đông có chỉ thị, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cử ra một tổ điều tra, phối hợp với Diệp Phàm hỏi. Phải chú ý là chỉ thị là chỉ hỏi chứ không phải điều tra. Buổi sáng ngày thứ ba, Diệp Phàm vừa mới đến ban tổ chức cán bộ đã bị Cổ Hoài gọi sang. Đồng chí tự ủy ban kỷ luật đến là đồng chí Tống Quanh Huy phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Phối hợp hỏi chính là phó kiểm sát trưởng Khúc Bạch Thu. Y khá kích động, trước kia ở Ngư Đồng bị Diệp Phàm làm cho mất mặt, cuối cùng tìm được cơ hội tốt lợi dụng việc công trả thù cá nhân. Nghe nói Khúc Bạch Thu biết việc này mừng rỡ liền làm hai bình rượu sái, làm y hôm nay trên người vẫn còn mùi rượu. Đồng chí Diệp Phàm, tôi là Tống Quang Huy ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, hôm nay cùng Phó Kiểm sát trưởng Khúc nhận chỉ thị của đồng chí Diệp Đông, tiến hành hỏi ý đối với anh. Tống Quang Huy vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi hiểu rồi, Phó chủ nhiệm Tống, Kiểm sát trưởng Khúc có việc gì cứ việc hỏi, tôi biết sẽ nói. Diệp Phàm thái độ thành khẩn, gật gật đầu, trưởng ban Cổ Hoài lặng lẽ lui ra ngoài. Trước tiên là nói về vấn đề tổ chức sát hạch sinh viên ở Thâm Quyến. Tống Quang Huy mặt không chút thay đổi hỏi. Tổ chức ở Thâm Quyến. Diệp Phàm đem chuyện sát hạch sinh viên nói ra một lần. Khúc Bạch Thu dường như không chờ được, lạnh lùng hừ nói. Những năm trước có sát hạch như thế đều tổ chức ở tỉnh thành, năm nay sao lại đến khách sạn khách đô? Đây là chuyện của ban tổ chức cán bộ chúng tôi, hình như không liên quan đến chuyện sát hạch. Chẳng lẽ địa điểm tổ chức cũng có mưu mẹo? Diệp Phàm hừ nói. Căn bản là không nói nguyên nhân. Việc này tôi không rõ lắm, đồng chí Diệp Phàm. Hôm nay tôi đại diện tỉnh tiến hành điều tra đối với anh. Hy vọng anh không cần giả bộ ngớ ngẩn đề lừa đảo, xé đông xé tây. Hỏi gì đáp nấy, thành thật giải thích, biết không? Khúc Bạch Thu hừ nói, nghiêm nhiên đem Diệp Phàm làm tội phạm đang hỏi cung. Y còn lộ ra một tia khoái chí trong mắt, Tống Quang Huy nhíu mày, tuy nhiên không lên tiếng ngăn lại. Phó Kiểm sát trưởng Khúc, Phó chủ nhiệm Tống nói là các anh xuống hỏi ý cũng không phải điều tra. Chẳng lẽ vừa rồi anh Tống nói sai, hay là tôi hiểu lầm? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tống Quang Huy gật đầu nói. Đồng chí Bạch Thu, chú ý lời nói và hành động. Lần này Diệp Đông bảo chúng ta xuống đây hỏi ý, không phải điều tra. Cũng không phải tổ điều tra chính thức, điểm ni chắc chắn anh phải rõ. Chương 1384 Bí thư Triệu phải hỏi đến việc này. Khúc Bạch Thu vừa nghe xong, mặt đỏ lên, miệng nói. Tôi nói sai, tuy nhiên, dù chúng ta hỏi gì thì hắn cũng không trả lời đúng không? Chúng ta đại diện cho tỉnh ủy xuống hỏi ý, hắn không trả lời là không đúng. Đây chẳng lẽ là một đảng viên phục tùng sự sắp xếp của đảng sao? Việc này phải xem ông hỏi cái gì. Có đề cập đến bí mật của ban tổ chức cán bộ tôi đương nhiên không thể trả lời.
mà cơ bản là vấn đề này không liên quan đến chuyện sát hạch, tôi có quyền từ chối không trả lời. Tốt lắm, đồng chí Diệp Phàm, anh nói xem trước đó sau khi sát hạch xong ngày hôm sau dán bảng vàng kết quả ở khách sạn Khách Đô. Vì sao sau thông báo chính thức lại thay đổi vị trí công tác của các sinh viên? Tống Quang Huy đã hỏi đến điểm mấu chốt. Việc này trong công việc tôi cũng có chút sai lầm, lãnh đạo ban tổ chức cán bộ đối với phân công tác có sắp xếp khác. Cho nên, vị trí công tác của một số sinh viên bị thay đổi. Việc này, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng là suy xét nhiều mặt. Đương nhiên, cá nhân tôi không rõ về lần điều phối này. Nếu muốn hỏi, các anh phải hỏi trưởng ban Phượng và trưởng ban Cổ. Bọn họ nói là quyết định của ban lãnh đạo, mà chính tôi không được phân công quản lý phòng cán bộ một nữa, chuyển đến phòng cán bộ chung quanh. Sắp đặt bên đó tôi không rõ lắm. Diệp Phàm nói. Hừ, việc là do anh phụ trách, còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Đồng chí Diệp Phàm, thay đổi bên trong nguyên nhân có phải do con người làm ra? Khúc Bạch Thu lại bắt đầu chất vấn, như ám chỉ. Nguyên nhân là do con người làm ra, tôi không rõ lắm, nhưng thật ra kiểm sát trưởng Khúc giải thích một chút, cái gì là nguyên nhân do con người làm ra, nói thế có ý gì? Diệp Phàm nhíu mày, lạnh lùng phản bác nói, cảm thấy Khúc Bạch Thu dám âm thầm chụp mũ lên đầu mình, trong lòng tự nhiên có chút căm tức. Đồng chí Diệp Phàm, chú ý thái độ của anh, chúng tôi đại diện tỉnh ủy xuống nói chuyện với anh, làm một cán bộ, phải có quan điểm của tổ chức. Khúc Bạch Thu vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Ha ha, tôi hình như nghe nói là lần này kiểm sát trưởng Khúc phối hợp với Phó chủ nhiệm Tống hỏi ý. Vừa rồi Phó chủ nhiệm Tống không hỏi mấy câu, một số đồng chí thì lại hỏi nhiều, chẳng lẽ đây là nguyên tắc tổ chức? Diệp Phàm vừa nói những lời này, mặt Khúc Bạch Thu lập tức đỏ bừng. Tất nhiên, giọng Diệp Phàm chỉ là át đi hiềm nghi. Cậu thật sự không hiểu nguyên nhân trong đó. Tống Quang Huy thản nhiên nhìn Khúc Bạch Thu một cái. Hỏi Diệp Phàm. Thật không hiểu, hơn nữa, lòng tôi sáng như ban ngày. Trong sát hạch sinh viên lần này, tôi làm công bình công chính công khai. Lúc ấy Phó Chủ tịch tỉnh Lâm và Phó Chủ tịch tỉnh Lỗ cùng với lãnh đạo thành phố Thâm Quyến đều đến đây. Bọn họ cũng đảm đương giám khảo. Tôi cảm thấy lần tiến hành sát hạch sinh viên ở Thâm Quyến tiến hành rất thành công. Hơn nữa, độ trong sáng khá cao. Về phần những điều chỉnh sau này, là lãnh đạo ban tổ chức cán bộ có suy nghĩ khác, tôi không rõ ràng lắm. Diệp Phàm nhắc lại việc này. Ha ha, trong sáng như ban ngày, đây là lời mà cán bộ đều nói. Khúc Bạch Thu hừ một tiếng, nhìn Tống Quang Huy và Diệp Phàm một cái, quay sang nói. Nghe nói sinh viên Lý Sâm chính là người thân của Lý Man Đầu, trước đây Lý Man Đầu đã gặp qua cậu. Mà khách sạn Khách Đô là công ty con của Lý Man Đầu. Tôi cũng không thể nói được. Các anh đã có thỏa thuận gì? Thay đổi về sau cậu không đạt được ý đồ của Lý Man Đầu. Cho nên, Lý Man Đầu mới phát biểu rất mạnh trên báo. Thỏa thuận cái gì? Ha ha, tôi thật không hiểu thỏa thuận cái gì. Còn về Tổng Giám Đốc Lý, tôi thật có gặp mặt y trước một lần. Y là đại biểu Quốc Phụ Viện, thành viên mặt trận Tổ quốc tỉnh. Y có quyền hỏi về chuyện sát hạch sinh viên. Còn chúng tôi gặp mặt, lúc ấy chỉ nói đến việc tổ chức tại khách sạn Khách Đô. Lúc đó trưởng phòng Trương Lâm Hoa cũng ở đó. Đây chỉ là kết giao bình thường, chẳng lẽ tôi làm ở ban tổ chức cán bộ đến kết giao bạn bè bình thường cũng không được làm. Huống chi, tôi gặp Lý Man Đầu thuần túy là vì công việc, nói chuyện chuẩn bị hoạt động. Diệp Phàm vẻ mặt chân thật, nói. Nhìn Khúc Bạch Thu một cái nói. Tôi hy vọng kiểm sát trưởng Khúc không cần bẻ cong sự thật, không đem ý gì đó áp đặt lên đầu tôi. Mặc dù nói anh là đại diện tỉnh ủy xuống giỏi ý nhưng tôi cũng có quyền biện bạch đúng không? Nếu kiểm sát trưởng Khúc có chứng cứ, mời đưa ra, nếu có bằng chứng thật thì tôi không có lời nào để nói. Nếu nói vô căn cứ thì đừng nói bậy. Anh nói tôi nói loạn, nói láo không có chứng cứ đúng không? Phó chủ nhiệm Tống, anh xem, đồng chí Diệp Phàm căn bản là không giống trả lời hỏi ý chúng ta. Nên tư tưởng của đồng chí có vấn đề, tôi đề nghị thành lập tổ điều tra liên hợp. Chính thức tiến hành điều tra lấy chứng cứ. Khúc Bạch Thu cảm thấy rất mất mặt, muốn đánh trả. Có lập tổ điều tra hay không là chuyện của lãnh đạo tỉnh ủy. Không phải tôi và anh có thể quyết định. Đương nhiên, anh muốn đề nghị cũng đúng, anh có thể trực tiếp đề nghị lên lãnh đạo tỉnh ủy. Tuy nhiên, kiểm sát trưởng Khúc, ý đó anh suy nghĩ lại là được, ngàn vạn lần đừng nói ra, việc này thật sự có phần thái quá.
Tống Quang Huy không ngờ thầm phê bình Khúc Bạch Thu. Phó chủ nhiệm Tống, anh nói vậy là ý gì? Khúc Bạch Thu không ngờ có chút giận, hỏi Tống Quang Huy. Có ý gì, đồng chí Khúc Bạch Thu, anh phải chú ý một chút, chính là câu hỏi không thể đem giả thiết ra nữa. Đây đã trái với kỷ luật câu hỏi của tổ chức, việc này, trong phá án là xui khiến xưng tội, nói trắng ra là, đào hố cho người ta nhảy. Tống Quang Huy nghiêm mặt, hừ nói. Hơn nữa không khách khí, cảm thấy đây quả thực là bị bít mắt, không hài lòng. Về sau, một số nhân viên liên quan của ban tổ chức cán bộ cũng bị gọi đến hỏi, suốt hai ngày thời gian, tổ câu hỏi rốt cuộc trở về. Nghe nói cũng đến điều tra bên chỗ Lý Man Đầu. Ngày 10 tháng 9, hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Chủ tịch tỉnh Uông nói, gần đây chuyện ầm ĩ ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khá lớn, các báo lớn đều đưa tin có liên quan. Ảnh hưởng rất không tốt. Đồng chí Lý Man Đầu chẳng những là thành viên Mặt trận Tổ quốc, hơn nữa là đại biểu Quốc vụ viện. Mỗi tiếng nói, hành động của y đều đại diện cho lợi ích của danh chúng. Chuyện sát hạch sinh viên của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lần này, đã làm nổi lên một làn sóng trong dân chúng. Việc này phải nhanh chóng điều tra rõ, nếu không, chúng ta làm sao đối mặt với công chúng. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói như thế nào? Triệu Sương Sơn thản nhiên hỏi Cổ Hoài. Việc này đơn giản là công tác điều chỉnh bình thường, đồng chí Lý Man Đầu phát ngôn quá lên. Nếu đến công tác điều phối cũng không cho người ta làm, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm sao có thể triển khai công tác. Hơn nữa, Lý Man Đầu nói về Lý Sâm tôi đã kiểm tra qua, chính là người thân của Lý Man Đầu. Không hài lòng với sắp xếp công tác cho nên, mới tạo ra phong ba lớn như vậy. Tuy nói y là thành viên Mặt trận Tổ quốc trận, đại biểu Quốc vụ viện, có quyền hỏi. Nhưng cũng không thể cố tình gây sự, tạo nhiều phiền toái cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, quấy nhiễu công tác sát hạch của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tôi đề nghị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng nói chuyện với đồng chí Lý Man Đầu. Cổ Hoài thản nhiên nói, không có chút sợ hãi. Tôi có nhận được một số đơn tố cáo, tất cả đều đổ về đồng chí Diệp Phàm, người chủ khảo của lần sát hạch lần này. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là do tôi được phân công phụ trách. Đối với một số hành vi không ổn của cấp dưới tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi đã giải thích cùng với các đồng chí bên ủy ban kỷ luật, yêu cầu điều tra toàn bộ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một lần. Đặc biệt nhằm vào vấn đề sát hạch sinh viên lần này, nếu thật sự có vấn đề, nói sẽ có ảnh hưởng. Quản Nhất Minh nghiêm túc, nói, mịt mờ đẩy Diệp Phàm ra trước sân khấu. Nói đến việc này, tôi cũng nhận được đơn tố cáo, nhằm vào đồng chí Diệp Phàm. Lúc này, Bí thư Đảng ủy Công an Dương Chí Viễn nói. Tôi cũng nhận được không ít thư tố cáo, đều phản ánh về việc sát hạch sinh viên. Cho nên, tôi bảo Phó chủ nhiệm Tống Quang Huy và Phó kiểm sát trưởng Khúc Bạch Thu mang vài người đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hỏi những vấn đề có liên quan đến chuyện này. Diệp Đông lên tiếng. Có điều tra ra việc gì không? Mặc kệ là đề cập đến vấn đề gì, điều tra ra thì hãy công khai đi, tuyệt đối không che đậy. Lúc này Triệu Sương Sơn ngồi nghiêm túc trên ghế hử nói. Mười phần là tư thế của tỉnh ủy, thực ra ông ta đã biết kết quả từ chỗ của Tống Quang Huy. Cho nên mới nói mạnh như thế. Đã hỏi ý rõ ràng, đồng chí Diệp Phàm làm sát hạch lần này thật sự là công khai công bình công chính. Lúc đó tại hiện trường sát hạch vừa lúc hai đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Lâm và Lỗ Đông Lai đến tham quyến kiểm tra, hai vị Phó Chủ tịch tỉnh cũng đến đó. Hơn nữa, Bí thư thành phố Thâm Quyến Hoàng và Chủ tịch thành phố Phạm cùng các ủy viên thường vụ thành ủy cũng hăng hái làm giám khảo. Theo được biết thì lúc đó hưởng ứng rất tốt. Mà phòng cán bộ 1 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy dưới sự giám sát của Diệp Phàm đã làm việc suốt đêm, ngày hôm sau công bố thành tích và phân phối vị trí công tác. Lúc ấy các sinh viên đều khá vừa lòng, cảm thấy lần sát hạch này thật sự công bằng. Tuy nhiên, theo điều tra, đồng chí Diệp Phàm đem tài liệu có liên quan đến lãnh đạo ban tổ chức cán bộ lại có chút thay đổi nhỏ. Việc này có lẽ giống như lời của trưởng ban Cổ, điều chỉnh phân công công tác là phạm vi của lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy nhiên, sinh viên Lý Sâm mà Lý Man Đầu nói chúng tôi đã điều tra qua, cũng không phải là người thân của Lý Man Đầu mà người cùng thôn. Lý Sâm tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, kết quả cao. Học chuyên ngành chính trị pháp luật, cho nên Diệp Phàm căn cứ điểm xếp hạng của y, cùng với chuyên môn đã sắp xếp đến Đảng ủy Công an tỉnh công tác. Sắp xếp này cũng hợp lý, chỉ có điều sau ban tổ chức cán bộ lại có một suy xét mới, đem Lý Sâm điều chỉnh đến phòng nghiên cứu chính sách.
Đối với nguyên nhân có điều chỉnh này, mời đồng chí ở ban tổ chức cán bộ nói một chút. Tuy nhiên, khi đang hỏi mới phát hiện, đồng chí Diệp Phàm không còn phân công quản lý phòng cán bộ một mà điều chỉnh đến phòng cán bộ chung quanh. Thay đổi này, hẳn là điều chỉnh bình thường của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Diệp Đông nói giống như đang giải quyết việc chung, thản nhiên nhìn Cổ Hoài một cái. Cổ Hoài sắc mặt có chút khó coi, lập tức nói. Là chúng tôi suy xét đến việc cán bộ chung quanh khá thích hợp với Diệp Phàm, cho nên ban lãnh đạo làm công tác điều chỉnh phân công bình thường. Chương 1385, rõ ràng phải châm biếm. Bình thường là bình thường, đây là quyền lợi của bộ. Tuy nhiên, trưởng ban Hoài, chuyện khảo hạch sinh viên trước khi vẫn chưa đưa thông báo cuối cùng xuống, theo lý sắp lâm trận đổi soái có phải hơi đầu voi đuôi chuột quá không? Huống chi Diệp Phàm phân công quản ký phòng cán bộ một cũng đã làm được nhiều chuyện tốt. Chẳng hạn, vấn đề sắp xếp ty chức cán bộ kéo dài 2 năm trời không thể giải quyết được rơi vào tay Diệp Phàm một tháng là đã có thể giải quyết xong. Việc này, lúc trước Bí Thư Triệu còn điểm danh khích lệ, nói đồng chí Diệp Phàm đã làm cho cả quân đội, đơn vị, cá nhân đều hài lòng. Thể hiện đầy đủ thái độ làm việc của Việt Đông chúng ta. Lỗ Đông Lai đột nhiên bình thản chêm vào một câu. Tôi có nói như vậy, đồng chí Diệp Phàm làm việc quả thực rất tốt. Triệu Sương Sơn thái độ rõ ràng nói. Cái này lạ quá, ha ha. Lâm Phong đột nhiên cười cười cũng xen vào một câu, đầy thâm ý. Những người đang ngồi đó đều không hiểu được, nếu Diệp Phàm tốt như vậy, còn được Bí Thư Triệu người ta khích lệ, thì tại sao Cổ Hoài lại muốn tước đi phân công quản lý phòng cán bộ 4 của hắn? Phân công công tác là chuyện nội bộ, chuyện đó không có gì đáng trách. Triệu Sương Sơn bình thản nói, nháy mắt, lại hừ giọng nói. Tuy nhiên, tôi hy vọng một số lãnh đạo khi suy xét những vấn đề này nên suy xét chu toàn một chút. Không nên vì một số sai lầm nhỏ trong công tác mà làm nên phong ba lớn gì đó. Một là ảnh hưởng không tốt, hai là sẽ làm lạnh tinh thần lập thành tích của các đồng chí có công. Lời nói của Triệu Sương Sơn hơi nặng một chút, quả thực là hơi phê bình đồng chí Cổ Hoài vì lợi ích riêng, suýt chút nữa là đã phun ra cả mấy chữ lấy công trả thù riêng. Cổ Hoài chu mồm thè lưỡi. Cuối cùng không hé răng. Gã biết, trong thời khắc mấu chốt này phải kìm chế cơn giận. Manh mối lúc nãy, dường như là Lâm Phong và Lỗ Đông Lai cùng với Diệp Đông đều có khuynh hướng đứng về phía Diệp Phàm. Nếu như mình mạo muội nói gì, thì cũng chính là chống đối lại Triệu Sương Sơn. Tuy nói chính kiến của hai người không hợp nhau, nhưng bên ngoài Triệu Sương Sơn vẫn là nhân vật số một của Việt Đông. Cái này, là sự thật không thể nào phủ định. Còn một điểm nữa. Cổ Hoài sợ mình mà mở miệng sẽ chọc mấy đồng chí kia vây công. Có phát hiện ra một số đồng chí đã dở thủ đoạn ngầm trong lần khảo hạch sinh viên tiến vào cơ quan trực thuộc tỉnh lần này không? Thấy Cổ Hoài bị vây công, Chủ tịch tỉnh Uông thản nhiên hỏi, nhưng thực ra là đang đổi đề tài. Không. Diệp Đông khẳng định gật đầu. Nếu như có thể làm công khai công bằng công chính thì hoạt động lần này có thể sẽ đạt được thành công viên mãn. Một cuộc khảo hạch thành công viên mãn mà gây ra nhiều chuyện như vậy tôi hy vọng một số đồng chí chú ý uốn nắn tư tưởng, nên thay đổi thì nhất định phải thay đổi, hãy về xử lý lại đi, thay đổi đường lối suy nghĩ làm việc, phải làm sao cho quần chúng vừa lòng, cấp dưới thỏa mãn mới được. Triệu Sương Sơn giọng điệu chắc chắn, căn bản là đang trực tiếp gõ Cổ Hoài, đang tranh chút quyền lợi cho đồng chí Diệp Phàm đại diện phát ngôn của Triệu gia. Cổ Hoài mặt giống như bếp lò trở về bộ, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cắn răng, lập tức mở cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương. Trong cuộc họp truyền đạt lại chỉ thị của tỉnh ủy, điều phối lại công tác, hợp phòng cán bộ 1 và phòng cán bộ 3 lại, quy về dưới trướng của Diệp Phàm. Nên biết rằng phòng cán bộ 3 có lực sát thương lớn đối với cán bộ cấp phó giám đốc sở của thành phố cấp 3 bên dưới. Phòng cán bộ 3 này làm gì? Phụ trách khảo sát bộ máy lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo cấp thành phố của tỉnh. Các chức vị chính trong đảng chính của huyện thị và khu trực thuộc thành phố cấp phó tỉnh cùng với khu kinh tế mới cấp quốc gia, đề xuất bố trí điều chỉnh bộ máy, kiến nghị giao lưu và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ các cán bộ, phụ trách khảo sát bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vị chính của các phòng ban tổng hợp có liên quan chức phó, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố cấp phó tỉnh, công tác xét duyệt bổ nhiệm và miễn nhiệm. Công tác có liên quan đến việc lựa chọn ứng cử viên đảm trách đảng ủy, hội đồng nhân dân, chính phủ. Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ mới của thành phố, huyện thị khảo sát tìm hiểu cán bộ hậu bị cấp thành phố, đề xuất ý kiến sử dụng bồi dưỡng, tìm hiểu,
nắm giữ tác phong tư tưởng và cuộc sống dân chủ của máy lãnh đạo cấp thành phố, xóa bỏ những tình huống xấu và đề xuất kiến nghị công tác. Phó trưởng ban Tống Lệ Thu phân công quản lý phòng cán bộ 1 đã bị Cổ Hoài Thuyên chuyển sang cho nguyên phân công quản lý phòng cán bộ 3 phó trưởng ban Trang Thành Phong. Còn đồng chí Tống Lệ Thu đương nhiên được phân quản vấn đề khác. Chuyện về khảo hạch sinh viên, dặn dò đồng chí Diệp Phàm cùng đồng chí trưởng phòng Trương Lâm Hoa toàn quyền phụ trách, điều chỉnh công việc lại một chút. Về phần Trang Thành Phong cũng không có vì phân quản phòng cán bộ 1 hay phòng cán bộ 3 cũng như nhau nên không có ý kiến gì. Xét về uy lực, phòng cán bộ 1 toàn diện hơn một chút. Nhắm vào khối tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh này một khối, nên quyền lực lớn hơn. Đương nhiên, quyết định của Cổ Hoài khiến tất cả đồng chí trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy được mở rộng tầm mắt. Bọn họ cảm thán vì quyền lực của Diệp Phàm dần dần tăng lên, đồng thời thở dài thằng nhãi này tốt số. Bám được cây đại thụ chịu xương sơn, ở tầng cao tỉnh ủy lại có vài ủy viên thường vụ ủng hộ hắn, làm chuyện gì mà chẳng thành chứ. Lôi Nhất Hưng sau khi nghe Cổ Hoài tuyên bố quyết định cách chức hoàn toàn, thằng nhãi này suýt chút nữa đã gục xuống. Còn về phần phó trưởng ban Tống Lệ Thu, tuy rằng trong lòng lửa giận ngút trời, cảm thấy bị Cổ Hoài bỏ rơi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao tay cũng chẳng xoay lại đùi. Phượng Quốc Hưng, vẻ mặt tuy nói thản nhiên, nhưng kỳ thực, trong lòng thằng nhãi này khó chịu đến cực điểm. Hắn cảm giác Cổ Hoài có ý khác, hình như muốn bồi dưỡng mộ con hổ trong bộ để kiềm chế mình. Diệp Phàm cảm nhận được sát khí lờ mờ, nhưng, thằng nhãi này vẻ mặt bình tĩnh. Bởi vì, việc này căn bản do bản thân hắn làm ra. Chính do bản cáo trạng nặc danh do hắn và Vương Triều hai người ngầm làm ra. Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có tham gia, Diệp Phàm một thân trong sạch, hình tượng được nâng cao trong lòng dân chúng. Hơn nữa, uy vọng và quyền lực của hắn trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyền cũng nâng cao. Làm cho các đồng chí trong bộ cảm thấy hình như Cổ Hoài chịu khuất phục trước áp lực của Triệu Sương Sơn. Từ nay về sau, Diệp Phàm sẽ là ngôi sao mới nổi trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Có thể sánh ngang với Phượng Quốc Hưng, không chút thua kém. Hai hổ tranh chấp, tất đáng để xem. Một số đồng chí bất lương lại nhớ đến vở kịch này. Dĩ nhiên, có nhiều đồng chí đã quyết định tạo mối quan hệ tốt, trở thành tâm phúc của đồng chí Diệp Phàm, người mới quật khởi trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy này. Lão Cổ, anh chơi trò gì vậy? Dù Triệu Sương Sơn có nhắc nhở gì đó, nhưng, Diệp Phàm là một phó trưởng ban mới, sao có thể phá lệ chiếu cố phân công quản lý phòng cán bộ 4, mà sao giao cả phòng cán bộ 3 cho hắn nữa? Phòng cán bộ 3 có lực sát thương không thể lường được đối với thành phố cấp 3 bên dưới. Trong một gian phòng bao riêng nhỏ, Quản Nhất Minh bộ dạng khó hiểu nhìn Cổ Hoài, hơi có chút bất mãn. Bí thư Triệu khen Diệp Phàm, tôi đương nhiên phải coi trọng hắn. Người ta làm việc rất tốt, không trọng dụng thì các đồng chí lại nói tôi lấy công trả thù riêng gì đó. Bí thư Quản, làm khó người ta quá rồi. Cổ Hoài cố ý thở dài, nhìn Quản Nhất Minh một cái, còn nói thêm. Anh không phải không biết hội nghị thường vụ hôm trước, anh nhìn xem, mấy đồng ý ấy đều tấn công tôi. Chuyện này cũng hơi lạ, chẳng lẽ mấy đồng chí đó đều cùng phe với Lão Triệu. Quản Nhất Minh vẻ mặt ngưng trọng, trong đầu thấy nặng trịch khó chịu. Kết nhóm chưa cái này tôi không rõ, nhưng, ít nhất cũng thấy được từ thái độ của Diệp Đông, Lâm Phong và Lỗ Đông Lai, bọn họ đều nói thay cho Diệp Phàm. Hơn nữa bí thư Triệu cũng nhăn mặt, tay khó mà xoay được hơn chân. Căn bản họ đều tranh quyền cho Diệp Phàm thôi, anh nói đi bí thư Quản, tôi phải ngăn thế nào đây? Cổ Hoài vẻ mặt khó chịu, hừ nói. Ừ, chủ tịch tỉnh Uông thái độ không rõ, tuy nói có xen vào hai câu, nhưng... cũng chẳng chỉ rõ điều gì. Cuối cùng bị Diệp Đông xen vào cái là ngậm luôn. Quản Nhất Minh gật đầu, buồn bã cào nhau cạn với Cổ Hoài một ly. Liếc mắt nhìn Cổ Hoài một cái, nói. Lão Cổ, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là ruộng của anh, săn sóc cho tốt đấy. Điều này bí thư Quản nói đúng, tôi luôn săn sóc tốt. Không rảnh để tưới rau, nhưng cũng không để hoang phế đúng không nào. Trên mặt Cổ Hoài mỉm cười quỷ dị. Làm Quản Nhất Minh cảm giác tâm tư thằng nhãi này cũng rất phức tạp, khó mà đoán được. Chăm sóc tốt thì được rồi, tôi chỉ sợ anh ngủ gục mất thì không hay thôi. Quản Nhất Minh lạnh lùng hừ giọng nói, tỏ rõ sự bất mãn. Cái này không cần bí thư Quản phải nhắc nhở, tôi ngủ luôn mở mắt mà. Cổ Hoài hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Quản Nhất Minh, nói. Bí thư Quản, chức tổng giám đốc nhà máy thuốc lá Hải Châu lần trước,
tôi suy nghĩ cả trăm lần rồi cũng không hiểu. Tại sao lúc đầu chọn đồng chí Mã Tân Phong, sau đó sao Diệp Phàm lại đổi thành Tằng Chí Cương lên, bí thư quản có phải là? Cổ Hoài nói nửa câu, dường như chưa nói hết ý câu chuyện, nhìn Quản Nhất Minh một cái. Anh còn nói, phòng cán bộ 4 khảo hạch bên khối xí nghiệp. Vốn đồng chí Tống Lệ Thu quản rất tốt, anh sao lại bảo cô ấy đổi công tác với Diệp Phàm, làm ra cái kết quả đó? Quản Nhất Minh tức giận hừ nói. Ai phân công quản lý gì không phải phụ thuộc cả vào tôi, báo cáo bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ chúng tôi sau khi phê chuẩn không phải có báo lên anh sao? Câu nói của Cổ Hoài rất thâm hiểm, chỉ rõ do Quản Nhất Minh ông không ngăn lại nên mới được phê duyệt, Quản Nhất Minh anh không phê, Diệp Phàm có nhảy đến chết cũng vô dụng. Có phải cho rằng tôi đớn hèn đến thế không? Hừ! Quản Nhất Minh hừ giọng nói. Cái đó không phải, bí thư quản đớn hèn rồi. Thế thì Cổ Hoài tôi còn được sống yên ổn sao? Trên mặt Cổ Hoài thản nhiên mỉm cười. Mẹ nó, quan lớn hơn một cấp đè chết người ta, cái đạo lý này Cổ Hoài anh đâu phải không hiểu chứ? Quản Nhất Minh tức giận chửi một câu. Chẳng lẽ cấp trên có người ra mặt vì Tằng Chí Cương? Cổ Hoài vẻ mặt kinh ngạc, Quản Nhất Minh biết tên này đang giả vờ, vì thế nói. Không ra mặt chẳng lẽ Quản Nhất Minh tôi tự đưa lên à? Không biết đồng chí nào khiến anh phải thay đổi ý định. Cổ Hoài muốn thăm dò rốt cuộc điều gì khiến Quản Nhất Minh phải thay đổi ý định. Cái này, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ha ha! Quản Nhất Minh khóe miệng nhếch lên thần bí, thản nhiên cười không nói rõ, trong lòng buồn bực thằng nhãi này. Không ngờ dám đâm lén sau lưng tôi, biết rõ ông đây chấm Mã Tân Phong, vậy mà đem Tống Lệ Thu đổi thành Diệp Phàm, nên mới gây ra chuyện lớn này. Trong lòng ông đây còn đang buồn bực muốn đập đầu vào tường đây này. Nghe nói Cổ Hoài đem phòng cán bộ 3, 4 giao cho Diệp Phàm, trọng trách này, có phải hơi nặng nề quá không? Phó Chủ tịch tỉnh Lỗ Đông Lai thản nhiên hỏi.